Đồ thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2161, ngoài ý muốn. Tại lấy ra xong thứ tự xuất trận sau, to lớn trên võ đài chỉ để lại Diệp Thần Phong cùng La Kỳ trắng hai người này, những người còn lại tất cả lui ra võ đài rồi. La Tha phương đối với Diệp Thần Phong lời nói là xì mũi coi thường, hắn phi thường rõ ràng con trai mình thực lực, dựa vào con trai của hắn La Kỳ trắng thực lực làm sao có thể sẽ bại bởi Diệp Thần Phong đâu này? Đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Diệp Thần Phong chẳng qua là hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực mà thôi. Mà con trai của hắn La Kỳ trắng thực lực hôm nay tại linh thần cảnh 5 tầng hậu kỳ, tại niết bàn cảnh thời điểm lại trải qua ngũ chuyển. Hai người bọn họ trong lúc đó cách biệt nhiều như vậy tầng thứ, Diệp Thần Phong làm sao có khả năng có thể chiến thắng La Kỳ trắng đâu này? Từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ, có thể lướt qua nhiều như vậy tầng thứ, chiến thắng đối thủ người, trên căn bản 10 cái đầu ngón tay đều đếm ra, lần sau Diệp Thần Phong sức chiến đấu tuy rằng rất mạnh, nhưng thực lực đạt tại đó đây. Trong mắt của mọi người Diệp Thần Phong am hiểu lĩnh vực chính là trận pháp cùng chế thuốc. Có để kỳ lấy không toàn lực ứng phó sao, tiểu tử này nhưng quỷ quái vô cùng, tuy rằng lấy thực lực của hắn không thể chiến thắng kỳ trắng, nhưng vẫn là đánh nhanh thắng nhanh tốt. Tại La Tha Phương đi xuống lôi đài sau đó La Thiên Giang lập tức thấp giọng hỏi. La Tha Phương cung kính hồi đáp, lão tổ, ngài yên tâm đi, ta đã để kỳ trắng trong thời gian ngắn nhất giải quyết tiểu tử này, đáng tiếc tiểu tử này bát phẩm luyện dược sư cùng thân phận của trận pháp sư rồi. Rất nhiều tông môn người đều không có lựa chọn tiến vào phòng khách quý quan sát, bọn hắn tại bốn phía lôi đài trên đất trống tạm thời thả cái ghế liền ngồi xuống, bọn hắn muốn khoảng cách gần quan sát cuộc tranh tài này diệp thần phong không thể nghi ngờ là lần này thiên huyền thịnh biển bên trong danh vọng nồng nhất người rồi liền chúng liền châu ngũ đại công tử tại diệp thần phong trước mặt cũng ảm đạm phai mờ rất nhiều người tu luyện đều muốn nhìn một chút tại trận pháp cùng chế thuốc thượng kiểu như châu bò diệp thần phong hắn tại về mặt chiến lực đến cùng có thể đến trình độ gì chả là hôm nay cuộc tranh tài này sẽ vì diệp thần phong nhân sinh vẽ lên dấu chấm tròn la kỳ tay không cánh tay run lên từ trên người hắn đã tuôn ra nhất cổ màu xanh ra trời linh khí. Màu xanh lam linh khí như là sóng nước lượn lờ ở xung quanh thân thể của hắn. Tại Diệp Thần Phong cũng đem trong cơ thể khí thế để thăng lúc thức dậy, chỉ nghe oanh. Một tiếng, võ đài dưới đáy có từng đạo năng lượng mạnh mẽ chấn động truyền lên, chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ võ đài đã bị một loại màu xanh kết giới cho bao phủ lại rồi. Này màu xanh kết giới là vì phòng ngừa có người trên đường nhúng tay võ đài đối chiến, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào phá tan này màu xanh kết giới. Trừ phi là trên võ đài đối chiến hai người, bọn hắn đồng thời tướng khí thế thu liếm, làm võ đài dưới đáy năng lượng không cảm giác được có khí thế tồn tại thời điểm, bao phủ lại lôi đài kết giới mới sẽ thu hồi. Tại võ đài được kết giới bao phủ trong nháy mắt, toàn bộ nam nghiếm tràng trở nên càng thêm náo vọt lên. Mục vân lương cùng mộ dung tô mưa nhíu chặt mày lên, bọn hắn thật sự rất muốn giúp một lần diệp thần phong nhưng hai người bọn họ phụ thân nhận thức vì chuyện này không nên yếu nhúng tay dù sao diệp thần phong không có gia nhập đến bọn hắn trong tông môn mục vân lương cùng mộ dung tô mưa liếc mắt nhìn bên cạnh mục thành thông cùng mộ dung giang thấy hai người này như cũ là mặt không thay đổi bọn hắn vừa nhìn về phía trên lôi đài diệp thần phong trong lòng bọn họ là ngay cả liền thở dài bọn hắn đồng dạng thân là trung châu ngũ đại công tử bọn hắn đối la kỳ trắng thực lực vẫn hơi hiểu biết. Muốn lấy hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, chiến thắng linh thần cảnh 5 tầng hậu kỳ la kỳ trắng, đây nhất định là chuyện không thể nào, hơn nữa chế thuốc cùng trận pháp tại chiến đấu thượng cũng căn bản không giúp được Diệp thần phong gấp cái gì. Kim ra cùng thiên người của kiếm tông nhưng là cười lạnh chờ đợi Diệp thần phong chết ở trên lôi đài. Ngồi ở thính phòng trong ngô lăng hương cùng Giang Thải Huyên, các nàng không khỏi cắn môi, Giang Thải Huyên thấp giọng phàn nàn nói, tên tiểu hỗn đản này nên muốn nghe ta lời nói, hiện tại ngược lại là được rồi. Không nghĩ tới so tài võ đài còn có thể được kết giới bao phủ. Muốn phá vỡ kết giới này làm phiền phức, cho dù nắm giữ gia tộc lá bài tẩy, cái này cũng là rất khó làm lớn. Ngô Lăng Hương trầm mặc không có mở miệng, nhưng nàng trong con ngươi xinh đẹp nghiêm nghị, có thể chứng minh người đồng ý Giang Thải Huyên cách nói ở đây lo lắng nhất Diệp Thần Phong không gì bằng tiết huyền tình một nhóm người. Vân Quang Vinh nắm chặt nắm đấm, hỏi Thần Phong tại Niết Bàn Cảnh đã trải qua mấy vòng. Hắn thật sự có thể chiến thắng La Kỳ Trắng sao? Tuy nói Diệp Thần Phong ngày hôm qua nói rồi tối thiểu giữ được tính mạng không thành vấn đề, thế nhưng Vân Quang Vinh bọn hắn vẫn là vô cùng lo lắng Diệp Thần Phong. Tiết huyền tình đem âm thanh ép đến thấp nhất, chỉ có người chung quanh vân quang vinh cùng triệu tinh đồ đám người có thể nghe được hẳn là đã trải qua thất truyền tiết huyền tình cũng chỉ biết là diệp thần phong đã trải qua thất truyền người cũng không biết diệp thần phong chính là trí Chí tôn thập truyền hơn nữa thất truyền đã vô cùng ghê gớm rồi tại bây giờ toàn bộ thiên huyền giới hẳn không có người đến thất truyền được rồi khi nghe đến diệp thần phong đã từng đã trải qua thất truyền vân quang vinh cùng triệu tinh đồ đám người là hít vào một ngụm khí lạnh trận pháp sư cùng luyện dược sư ánh sáng đem Diệp Thần Phong chiến đấu thượng ánh sáng cho che giấu, này để cho bọn họ đem sự chú ý không có đặt ở Diệp Thần Phong sức chiến đấu. Chẳng trách lấy Diệp Thần Phong bây giờ thực lực có thể ung dung chiến thắng linh thần cảnh một tầng và tầng hai cường giả. Nguyên lai like là tại thất chuyển đây, thế nhưng, là kỳ trắng không phải là linh thần cảnh một tầng và tầng hai được rồi, hơn nữa hắn niết bàn số lần cũng không thấp, có tới ngũ chuyển tại màu xanh kết giới đem võ đài cho bao phủ lại sau. La Kỳ trắng khóe miệng cười gần là càng ngày càng thịnh vượng, Diệp Thần Phong, người tại chế thuốc thượng có thể xa xa đem ta bỏ qua thì lại làm sao? Người cuối cùng còn không phải yếu chết trên tay ta sao? Ta đã nói rồi, ta sẽ làm cho người biết rằng giữa chúng ta tại về mặt thực lực chênh lệch. Sức tiếng từ la kỳ trắng bên trong thân thể tuôn ra màu xanh lam linh khí. Dường như phóng lên sóng biển, một tầng một tầng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra la kỳ trắng dưới lòng bàn chân ánh sáng màu lam lấp lánh bạch một tiếng thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ diệp thần phong chỉ cảm thấy có từng luồng từng luồng áp bức từ bốn phương tám hướng kéo tới hắn đồng dạng là đem người bên trong thật khí thế tăng lên tới cực hạn trên cánh tay cái kia trí tôn thập chuyển thô cường tráng tơ máu nhanh chóng lấp lánh lên đối mặt la kỳ trắng đối thủ như vậy hắn không thể lại ẩn giấu thực lực rồi. Chỗ có khí thế đều từ bên trong thân thể bộc phát ra sau đó Diệp Thần Phong bình tĩnh đứng ngay tại chỗ, hai mắt của hắn rõ ràng bắt được la kỳ trắng lướt tới nhanh chóng bóng người. Nhưng mà, thính phòng bên trong người nhưng cũng không biết Diệp Thần Phong là gợn sóng không khỏi, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong căn bản không nhìn thấy la kỳ trắng thân ảnh rồi. Đồng dạng tại xem tranh tài luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm, hắn đối Diệp Thần Phong có thể nói là hận thấu xương, hắn khô quát khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười. Tại La Kỳ Trắng xuất hiện lần nữa tại Diệp Thần Phong trước mặt thời điểm. Một cổ cường đại kinh khí hướng đánh vào Diệp Thần Phong trên người, mà La Kỳ Trắng bàn tay phải cũng lấy thế lôi đình, hướng về Diệp Thần Phong ngực đập tới. La Kỳ Trắng quát lạnh, tiểu tử, chỉ bằng thực lực của ngươi, ngươi căn bản bắt giữ không tới tốc độ của ta, không chống đỡ được sức mạnh của ta, ngươi tại ta La Kỳ Bạch Diện trước mới là một chuyện cười, người vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ ta la kỳ trắng la kỳ trắng mãnh liệt trong bàn tay ẩn chứa ngàn vạn sức mạnh một trưởng này mặc dù không có thi triển chiến kỹ cùng bí pháp thế nhưng một trưởng này hắn dùng hết toàn lực mà nguyên bản không nổi như thái sơn diệp thần phong tại la kỳ trắng thủ trưởng nhanh chóng tới gần thời điểm bàn tay phải của hắn cũng dơ lên ở trong không khí để lại từng đạo tàn ảnh chỉ là trong nháy mắt liền chắn la kỳ trắng thủ trưởng trước đó âm uhm, một tiếng hai bàn tay lẫn nhau đụng vào không khí lập tức trở nên bạo động lên không gian cũng vặn vẹo mấy phần chỉ thấy la kỳ trắng cười gần đột nhiên biến mất hắn chỉ cảm giác trên bàn tay truyền đến nhất cổ trọng lực cánh tay của hắn có loại xé rách đau nhức dưới chân hắn bước chân trực tiếp cuối cùng ba bước khi hắn căn bản không có từ loại này trong khiếp sợ phản ứng đến đây thời điểm đùng một tiếng vang giòn ghé vào lỗ tai hắn vang lên hắn chỉ cảm thấy trên gương mặt đau nhức kịch liệt cả người thật giống bay lên. Diệp thần phong tại một trường đẩy lui la kỳ trắng sau, hắn không có ngừng tay, bằng tốc độ nhanh nhất phiến một bạt tai ra ngoài. La kỳ trắng cả người trực tiếp được đập bay ra ngoài. Tình cảnh này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, những người này trong con người toàn bộ đều tràn đầy khó mà tin nổi, kết quả này hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn họ. Tiết huyền tình các loại người đồng thời là như thế, bọn hắn không nghĩ tới la kỳ trắng tại diệp thần phong trên tay thật không ngờ không đỡ nổi một đòn diệp thần phong sức chiến đấu dĩ nhiên đã tới loại này lóe mù mắt người trình độ chương 2162, không lôi thiểm hiển uy toàn bộ nam nghiễm chàng yên lặng như tờ tất cả mọi người suy nghĩ phảng phất đều tạm thời đường ngắn thật sự là diệp thần phong sức chiến đấu quá mức kinh người rồi nếu như nói là diệp thần phong được la kỳ trắng một cái tát đánh bay hay là ở đây phần lớn người cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, mà bây giờ lại là La Kỳ trắng được Diệp Thần Phong cho một cái tát đánh bay, tình cảnh này liền tương phản rất lớn rồi, Diệp Thần Phong cùng La Kỳ chơi kém bao nhiêu cái tiểu tầng thứ đâu này. Thế nào giống như Diệp Thần Phong linh mẫn thần cảnh cường giả, mà La Kỳ trắng mới là hóa thần cảnh thực lực người. Tại La Thiên Giang cùng La Tha Phương sắc mặt âm trầm yếu tích thủy thời điểm, ngã vào trên lôi đài La Kỳ trắng, bộ ngực hắn lửa giận cháy hừng hực hắn có loại cũng bị tức giận thổ huyết kích động, rõ ràng lần này hắn làm có tự tin, hắn yếu tại về mặt thực lực triệt để nghiền ép Diệp Thần Phong, thanh trước đó được Diệp Thần Phong dẫm nát tan nghiêm tuân đều cầm về. Tại La Kỳ nhìn không đến hắn khẳng định có thể dùng một loại thế lôi đình đem Diệp Thần Phong phế ngay lập tức, sau đó hắn yếu nhìn tận mắt Diệp Thần Phong ở trước mặt hắn cầu xin tha thứ, nhưng kết quả dĩ nhiên là hắn được Diệp Thần Phong cho một cái tát đánh bay này làm cho hắn dù như thế nào cũng không thể đã chịu, hắn nhưng là tiêu giao cung thiếu chủ, hắn nhưng là trung châu ngũ đại công tử một trong. La kỳ trắng gương mặt dữ tợn như ma quỷ, trên trán tuôn ra từng cây từng cây gân xanh, liền ngay cả hốc mắt trong con ngươi đều phải trợn lồi ra, thân thể của hắn lập tức từ trên võ đài đứng lên, hắn không có đi để ý tới được phiền ao hãm đi xuống khuôn mặt, bên trong thân thể của hắn thật khí thế lại tăng lên nữa miệng hắn trong hàm răng thật chặt cắn, khuôn mặt hai bên bắp thịt phồng lên, một cỗ sức mạnh kinh khủng ở trong cơ thể hắn tụ tập. Xé tan, xé tan, xé tan. Là kỳ trắng nửa người trên quần áo hoàn toàn biến thành bột phấn, khi hắn trên nửa sinh lộ ở trong không khí sau, chỉ thấy hắn nửa người trên mỗi một tấc trên da, hắn dưới da mạch máu cùng gân xanh đều bạo đi lên, rậm rạp chẳng chịt khiến người ta nhìn thật là khủng bố. Hai vai của hắn bỗng nhiên run lên, bên trong thân thể của hắn thật khí thế nhanh chóng kéo lên, lại kéo lên. Tiêu giao thần công Sốt cuộc la kỳ trắng thật khí thế định dạng hoàn chỉnh xuống, khí thế của hắn trọn vẹn so với vừa vặn tăng lên thật nhiều lần, khóe miệng cười gần lần thứ hai hiện lên, này tiêu giao thần công chính là tiêu giao cung một loại bất truyền bí thuật. Chỉ có tông chủ một mạch người mới có thể tu luyện. Đang sử dụng tiêu giao thần công sau đó thực lực hội trong thời gian ngắn được tới trình độ nhất định bạo phát, quan trọng nhất là cái môn này bí thuật không có bất kỳ tác dụng phụ, chẳng qua là một tháng chỉ có thể thi triển một lần. Nguyên bản La Kỳ Trắng muốn đem tiêu giao thần công lưu đến cuối cùng chung kết quyết tái mới thi triển, hắn không ý nghĩ gì lại đang đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm liền thi triển. Hắn thực tại không cách nào đè nén xuống lửa giận trong lòng rồi, hơn nữa căn cứ vừa vặn tiếp xúc, Diệp Thần Phong tại tốc độ cùng sức mạnh đều hẳn là đều không yếu hơn hắn, hắn muốn phải dựa vào còn lại bí pháp cùng chiến kỹ đến chiến thắng diệp thần phong dưới cái nhìn của hắn có thể phải đi tìm không ít thời gian hắn không muốn nếu tiếp tục rông dài rồi hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ cái kia chính là bằng tốc độ nhanh nhất giết diệp thần phong hắn cả cái gì một giây cũng đợi không được rồi dáng dấp trở nên làm người ta sợ hãi la kỳ trắng hắn không có tại nói nhảm nhiều rồi thân ảnh của hắn lại biến mất rồi cao mày tới diệp thần phong nắm đấm phải của hắn đột nhiên hướng về bên trái vung ra. Oanh! Một tiếng! La kỳ trắng thân ảnh xuất hiện, quả đấm của hắn vừa vặn cùng diệp thần phong quả đấm đối đụng vào nhau. Này thi triển tiêu giao thần công la kỳ trắng, hắn tại tốc độ cùng về sức mạnh đều có rất đại trình độ tăng lên. Thậm chí thi triển trí tôn thập chuyển diệp thần phong, hắn tại sức mạnh cùng phương diện tốc độ cũng cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Thịt 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 thịt, Diệp thần phong dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau năm bước, hắn trên nắm tay ra thịt hoàn toàn nứt ra rồi, từng tia từng tia máu tươi từ hắn nứt ra trong da tràn ra ngoài. Mà la kỳ trắng căn bản không có dừng lại ý tứ, nhìn thấy diệp thần phong được chính mình xuất lui, trên mặt hắn giữ tợn là càng thêm rõ ràng, hắn nỗ lực muốn trực tiếp dùng quả đấm của mình, đem diệp thần phong cho từng quyền từng quyền đánh chết. La kỳ trắng quả đấm như mưa rơi vung ra, mỗi một quyền đều tràn ngập cực hạn sức mạnh mặc dù không có thi triển chiến, chiến kỹ cùng bí thuật nhưng thi triển chiến, chiến kỹ cùng bí thuật là yêu cầu tốn thời gian căn bản không có trực tiếp vung quyền tới tốc độ nhanh diệp thần phong hoàn toàn là đã trở thành la kỳ trắng tâm ma rồi thậm chí la kỳ trắng giờ khác này trong đầu năng lực suy tính cũng giảm xuống hắn chỉ muốn đánh chết diệp thần phong giết chết diệp thần phong được la kỳ trắng như thế dày đặc mưa rơi công kích Diệp Thần Phong song quyền chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Hắn hai nắm đấm cũng biến thành máu thịt be bét được rồi, thậm chí hắn cảm giác xương của mình đều nhanh muốn nứt ra rồi. La Thiên Giang cùng La Tha Phương tại thấy cảnh này sau, trên mặt bọn họ âm trầm không có tiêu tan quá nhiều, nhưng trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn biết một khi La Kỳ Trắng thi triển tiêu giao thần công, như vậy này chàng kết quả của cuộc so tài liền thật sự định xuống chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong sức chiến đấu, dĩ nhiên có thể làm cho La Kỳ trắng thi triển này lá bài tẩy. Thần Phong sức chiến đấu quá mạnh mẽ, không nghĩ tới hắn tại Hóa Thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, hắn dĩ nhiên có thể nắm giữ chiến lực như vậy. Đáng tiếc, nếu như thực lực của hắn tại Linh Thần cảnh lời nói, như vậy cho dù La Kỳ trắng thi triển tiêu giao thần công, e sợ này chàng kết quả tỉ thí liền không nói được rồi. Mục Vân Lương trong miệng lẩm bẩm Mục Thành Thông cũng thở dài nói, thiên tài đều là cao ngạo, nhưng cao ngạo thiên tài thường thường cho dễ chết yểu, nếu như hắn lúc trước nguyện ý tập trung vào chúng ta tông dưới cửa, như vậy hắn căn bản không cần thiết tham gia lần này Thiên Huyền thịnh điển rồi, chỉ chờ tới lúc sau này triệt để trưởng thành, có ai có thể ngăn hắn lại. Hắn hiện tại hẳn là dấu tài thời điểm. Kim biết nhảy cùng Hoa Trường Sinh hai vị này Trung Châu Ngũ Đại công tử, trong con người của bọn họ cũng lộ ra kiên kỳ. Bọn hắn kiêng kỵ Diệp Thần Phong sức chiến đấu khủng bố, cũng may Diệp Thần Phong đang sử dụng tiêu giao thần công La Kỳ Tay không bên trong không thể có thể sống sót rồi. Bọn hắn lúc này mới buông lỏng rất nhiều, xem ra bọn hắn từ đầu tới cuối đều một mực quá coi thường Diệp Thần Phong, lúc trước bọn hắn tại Hóa Thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thời điểm, bọn hắn cũng căn bản không có sức chiến đấu cỡ này. Trên lôi đài, Diệp Thần Phong gót chân đạp về phía sau, thân ảnh của hắn nhanh chóng chợt lui mấy mét trên nắm tay che kín tiên huyết diệp thần phong hắn cũng không muốn như thế chế nải nữa rồi nhưng áo nghĩa võ học cuồng bạo hắn còn không muốn thi triển này la kỳ trắng còn chưa đủ tư cách khiến hắn thi triển cuồng bạo hắn lạnh nói ngươi cho là mình hiện tại liền rất mạnh mẽ sao ngươi còn kém điểm xa đây tứ tinh bí pháp thiên lôi tránh pháp môn tại diệp thần phong trong cơ thể vận chuyển mà la kỳ trắng cũng rốt cuộc khôi phục một ít tâm tình hắn quát lên chuyện đến nước này ngươi trả con vịt chết mạnh miệng. Ta thực lực hôm nay đầy đủ giết chết ngươi. La kỳ trắng trong cơ thể linh khí nhanh chóng hướng về bàn tay phải ngưng tụ. Bàn tay phải của hắn thượng ánh sáng màu trắng hiện ra. Bàn tay đánh ra. Một cỗ sức mạnh kinh khủng hướng về diệp thần phong vây quanh mà đi. Tiêu giao trưởng. Sức mạnh kinh khủng này dường như liên miên không dứt sóng biển, căn bản liền khiến người ta thở dốc cơ hội cũng không có, hơn nữa uy lực mạnh mẽ cực kỳ, coi như là linh thần cảnh năm tầng đỉnh phong cường giả, được một trưởng này đánh chúng, chỉ sợ cũng trực tiếp hội mất mạng. Tại tiêu giao trưởng năng lượng đem diệp thần phong vây quanh sau đó rất nhiều người đều thở dài, bọn hắn biết cuộc tranh tài này kết thúc. Tiết huyền tình các loại tim người đều nhắc đến cổ họng rồi. Mà Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương đang chuẩn bị yếu liều lĩnh thử động thủ thời điểm, hai người bọn họ trong cổ họng lại nhẹ nhàng nghi ngờ một tiếng chỉ thấy Diệp Thần Phong chân nhỏ cùng dưới bàn chân là màu đỏ ánh chấp hiện ra. Tàn ảnh của thân thể hắn không đứt gãy tầng điệp ra ở trong không khí, tốc độ không ngừng đi lên kéo lên, trực tiếp đã vượt qua thi triển tiêu giao thần công la kỳ trắng. Trong nháy mắt liền thoát ly tiêu giao trưởng năng lượng vây quanh. Chỉ nghe la thiên giang điên cuồng quát, dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. La kỳ trắng căn bản không phản ứng kịp, khi nghe đến chính mình lão tổ thanh âm sau, hắn mới chậm lại thần. Thế nhưng, xì xì, một tiếng, la kỳ trắng chỉ cảm thấy ngực đau xót, một cái gì xét loang lổ trường kiếm, từ sau lưng hắn đâm xuyên qua trái tim của hắn, trực tiếp từ trước mặt hắn nơi ngực xuyên thấu đi ra. Dì xét loang lổ trên thân kiếm trả nhiễm lên một tầng trói mắt tiên huyết. Tứ tinh bí pháp thiên lôi tránh tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp, này vẫn không có phụ gia cửu thiên huyền lôi thiên lôi nhanh chóng đây bằng không tốc độ hội càng tăng nhanh hơn la kỳ mặt trắng sắc đột nhiên hoàn toàn trắng bệch hắn cúi đầu nhìn xem từ bộ ngực mình bên trong mặc thấu đi ra ngoài thân kiếm hắn chật vật nuốt xuống một cái nước miếng trên mặt của hắn tràn đầy không dám tin tưởng trái tim của hắn bị đâm xuyên qua hắn la kỳ trắng muốn chết rồi hơn nữa là chết ở một cái hắn một mực xem thường tiểu tử trong tay audio điện tử võ tấn bền chương 2163, chờ chết đi. Xoẹt, một tiếng, dì xét loang lổ thanh vân kiếm được diệp thần phong rút ra. La kỳ trắng trên ngực nhiều hơn một cái uy nghiêm đáng sợ lỗ máu. Mặt không có chút máu la kỳ trắng, trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng hướng về nơi tim tuôn tới, nỗ lực muốn duy trì ở đâm thủng qua trái tim không nổ tung, hắn chật vật xoay người lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay nắm thanh vân kiếm diệp thần phong nắm tại Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân Kiếm, giọt máu chính theo mũi kiếm không ngừng trơn trượt rơi xuống mặt đất. La Kỳ trắng tay phải thật chặt che ngực thượng lỗ máu, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng tràn ra, trên cổ hắn hầu kết liên tục phun trào, trong cổ họng là một lần lại một lần nuốt nước miếng. Miệng vừa định yếu mở ra nói chuyện, một ngụm máu lớn liền từ trong miệng của hắn phun đi ra. Diệp thần phong đem thanh vân kiếm thả lại sau lưng, hắn bình thản nói ra, người bại. La Kỳ Trắng bi thảm cười cười, tiếp lấy lại cất tiếng cười to rồi, kèm theo hắn không cam lòng tiếng cười, tiên huyết liên tục từ miệng hắn bên trong chảy ra, tại mỗ trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc ở, hắn che ngực thủ trưởng buông xuống, trái tim của hắn triệt để nổ tung rồi, dựa vào hắn linh khí của mình căn bản vô pháp duy trì rồi. Tiên huyết dường như màu máu suối phun bình thường từ La Kỳ Trắng ngực lỗ máu bên trong phun đi ra, trên mặt hắn biểu lộ động lại, trong con người vẻ mặt trở nên ảm đạm, thân thể hướng xuống đất thượng chậm rãi ngã xuống rồi. Tiêu giao cung thiếu chủ la kỳ trắng cứ thế mà chết đi. Bao phủ lại lôi đài kết giới vẫn không có biến mất, tuy rằng la kỳ trắng đã bị chết, thế nhưng Diệp Thần Phong không có thu hồi khí thế của mình đây. Chỉ có chờ khí thế của hắn thu lại, dưới lôi đài năng lượng không cảm giác được trên võ đài có bất kỳ khí thế sau, bao phủ lại lôi đài kết giới mới sẽ thu hồi. Tại La Kỳ trắng tay tử ngã vào trên võ đài phát ra ầm. Một tiếng sau, một cái nhớ tiếng vang để tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ tỉnh táo lại, rất nhiều người nỗ lực đem con mắt trợn lớn một ít, lớn hơn chút nữa, rõ ràng La Kỳ trắng thi triển tiêu giao thần công sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, nhưng kết quả La Kỳ trắng vẫn bị Diệp Thần Phong giết như thế thẳng thắn. Diệp Thần Phong mới chỉ là một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực người a hát Chiến lực của hắn cư nhiên như thế khó mà tin nổi. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ta muốn giết ngươi. Tiếng giống giận dữ từ La Thiên Giang trong cổ họng bỗng nhiên bạo phát, trong cơ thể hắn thần vương cảnh thật khí thế nhanh chóng tăng vọt. Hắn vừa vận quát bảo ngưng lại qua Diệp Thần Phong, đáng tiếc Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý đến lời của hắn. Hơn nữa là kỳ trắng chính là là của hắn dòng chính đời sau, thân mắt thấy chính mình dòng chính đời sau chết ở trước mắt này làm cho hắn vị này thần vương cảnh cường giả làm sao có thể tiếp nhận. La Tha Phương lửa giận so với La Thiên Giang càng thêm dồi rào, dù sao chết chính là là con trai ruột của hắn A Hát. Hắn nắm chặt quả đấm thượng là một nhiều sợi gân xanh nổi lên, một đôi hung tàn con người gắt gao nhìn chăm chú vào trên lôi đài Diệp Thần Phong, nếu như ánh mắt có thể giết nhân, như vậy Diệp Thần Phong đã sớm chết thượng trăm lần, ngàn lần rồi. Diệp Thần Phong đã sớm ngờ tới La Thiên Giang cùng La Tha Phương hội không kìm chế được nỗi nòng. Cho nên hắn mới không vội thu lại khí thế để bao phủ lôi đài kết giới biến mất. Hắn xem thường nhìn xem hai người này, nói, hai vị, lẽ nào các người muốn động thủ với ta sao? Ta Diệp Thần Phong trái với cái gì? Lẽ nào chỉ có thể làm cho ta được La Kỳ giết phí công sao? Lẽ nào đây chính là cái gọi là thiên huyền thịnh điển quy tắc? Lẽ nào các ngươi Tiêu giao cung có thể một tay che trời hay sao? Lẽ nào hôm nay huyền giới chính là là các ngươi làm chủ sao? Trên trời huyền giới chả thật nhiều tông môn, trên trời huyền giới chả thật nhiều tán tu, bọn họ đều là thiên huyền trong giới một phần tử. Triệu Tinh Đồ cùng Vân Quang Vinh đám người phục hồi tinh thần lại sau đó bọn hắn lập tức chắn la Thiên Giang cùng La Tha Phương trước mặt, Triệu Tinh Đồ quát lên các ngươi Tiêu giao cung lẽ nào như thế không thua nổi sao? bây giờ ở đây có nhiều bằng hữu như vậy, các người tiêu giao cung lẽ nào thật sự yếu như thế tùy ý làm bậy sao? Tại La Thiên Giang không nhịn được muốn động thủ thời điểm, một đạo bóng người màu xám xuất hiện tại triệu tinh đồ bên cạnh. Từ nơi này đạo bóng người màu xám bên trên tản ra một vệt thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế. Tên này lão giả áo xám khuôn mặt già nua cực kỳ, thanh âm hắn khàn giọng nói, La Thiên Giang, không ý nghĩ gì lâu như vậy đi qua, Tính cách của ngươi vẫn là một điểm đều không thay đổi, lẽ nào cũng chỉ có thể đủ người khác chịu thiệt, các ngươi tiêu giao cung chịu thiệt không được sao? Tên này lão giả áo xám chính là là một gã tán tu, trước đó Diệp Thần Phong để Triệu Tinh đổ bọn hắn đi liên lạc một ít tán tu chuẩn bị bất cứ tình huống nào, những tán tu kia hầu như đều đồng ý, bởi vì bọn họ tại Diệp Thần Phong trên người nhìn thấy tiềm lực, chỉ cần Diệp Thần Phong có thể tiếp tục trưởng thành, như vậy tương lai bọn hắn tuyệt đối có thể để cho Diệp Thần Phong luyện chế bọn hắn cần có đan dược, bọn hắn đều lựa chọn đánh cược một lần, dù sao bọn hắn chỉ phải bảo đảm Diệp Thần Phong bọn hắn sống sót rời đi khí linh thành là được rồi, lại nói bọn hắn có đầy đủ lý do. Xem ra tên này lão giả áo xám cùng La Thiên Giang là biết. Tại lão giả áo xám đứng sau khi đi ra, lần lượt từng bóng người toàn bộ xuất hiện tại lão giả áo xám bên cạnh, từng đạo thân ảnh này toàn bộ đều là tán tu thực lực thấp nhất cũng là tại thiên thần cảnh tầng ba hậu kỳ, những tán tu này dồn dập mở miệng. Đúng vậy, thiên huyền thịnh điển nên phải có thiên huyền thịnh điển bộ dáng. Ai cũng không thể phá hủy thiên huyền thịnh điển quy tắc, chẳng lẽ nói các người tiêu giao cung có thể trở thành trường hợp đặc biệt sao? Thiên huyền giới có nhiều như thế tông môn, lẽ nào người muốn những tông môn này toàn bộ trơ mắt nhìn các người tiêu giao cung phá hoại quy tắc sao? Này rất là công bình chiến đấu, ai cũng không thể truy cứu trách nhiệm, các người tiêu giao cung nên sẽ không muốn khiêu chiến toàn bộ thiên huyền giới công bằng chứ. Những tán tu này ngươi một câu ta một lời, hoàn toàn kéo lên thính phòng bên trong những người còn lại cảm xúc. Thính phòng bên trong có phần người tu luyện đã trở nên nhao nhao muốn thử lên, bọn hắn mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn, hay là diệp thần phong không có bất kỳ bối cảnh, lại vào lần này thiên huyền thịnh biển bên trong quật khởi. Này làm cho rất nhiều tiểu nhân vật càng muốn thiên hướng Diệp Thần Phong, Tại bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong cùng bọn họ là cùng một loại người, bọn hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Diệp Thần Phong gặp không công bình rồi. Dâm ao ao, dâm ao ao, dâm ao ao. Rất nhiều người tu luyện toàn bộ từ thính phòng bên trong đứng lên, ánh mắt của bọn họ đồng loạt như ngừng lại la thiên giang cùng la tha phương trên người, cái này từng đạo ánh mắt chói mắt vô cùng. La thiên giang cùng la tha phương nội tâm phẫn nộ đã tới cực điểm, nhưng là thế nào bọn hắn thật sự ở nơi này động thủ như vậy chỉ sợ bọn họ tiêu giao cung thật sự sẽ trở thành thiên huyền giới công địch tuy nói bọn hắn tiêu giao cung có nội tình nhưng là tuyệt đối không thể đi thử đồ khiêu chiến toàn bộ thiên huyền giới la thiên giang tức giận trong lỗ mũi hô hấp rồn rập hắn vẩy tay áo thân ảnh biến mất ngay tại chỗ tiến vào tiêu giao cung phòng khách quý bên trong la tha phương cũng theo sát biến mất ở dưới lôi đài ở tình huống như vậy hai người bọn họ không thể không chọn rời đi rồi. bọn hắn thậm chí biết trên trời huyền thịnh biển trong, bọn hắn e sợ không thể đối diệp thần phong động thủ, trừ phi diệp thần phong chính mình chết ở thiên huyền thịnh biển trong trận đấu. kim dương mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem kim biết nhảy thấp giọng nói, xem ra tiểu tử này thật là một cái không hơn không kém toàn bộ phương diện thiên tài a ah. kim biết nhảy nói, gia chủ, là kỳ trắng thực lực và sức chiến đấu làm sao, người ta đều là gặp được. Ta cũng cùng La Kỳ trắng có mấy chục năm không có giao chiến, không nghĩ tới hắn liền một điểm tiến bộ cũng không có. Nếu để cho ta gặp phải Diệp Thần Phong, như vậy ta có thể tại 10 chiêu bên trong giết chết hắn." Kim Dương mới gật đầu nói, "Những năm này gia tộc một mực giúp ngươi ẩn giấu đi thực lực, cho ngươi điệu thấp làm việc, xem ra lần này Thiên Huyền Thịnh Điển chính là ngươi Dương danh lúc, để Thiên Huyền giới người đều biết ai mới là vùng thế giới này đệ nhất thiên tài đi." Hoa lưu khoảng không cùng hoa trường sinh hai cha con họ, bọn hắn cũng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hoa trường sinh thấp giọng nói, phụ thân, người yên tâm, diệp thần phong sức chiến đấu đích xác rất mạnh, nhưng nhược điểm của hắn chính là đẳng cấp quá thấp, không có bước vào linh thần cảnh là hắn nhược điểm chí mạng, nếu để cho ta gặp gỡ hắn, ta chắc chắn tại 20 chiêu bên trong muốn tính mạng của hắn. Hoa lưu khoảng không chỉ là gật gật đầu không có nói nhiều. Mà lúc này Diệp Thần Phong tướng khí thế hoàn toàn thu lại trở về trong cơ thể, đồng thời trên lôi đài kết giới cũng nhất thời cất đi. Làm Diệp Thần Phong từ trên võ đài đi xuống thời điểm. Hoa trường sinh tại Diệp Thần Phong bên cạnh đi qua, một câu nhẹ bỗng lời nói truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, tiểu tử, không nên cao hứng quá sớm, xem ra mạng của ngươi nhất định là của ta. Kim biết nhảy cũng ra vẻ lơ đáng đi qua Diệp Thần Phong bên cạnh, lại một đạo thanh âm cực thấp truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, La Kỳ Trắng rất mạnh sao. Hắn rất yếu, bọn ngươi chết đi. Diệp Thần Phong khẽ cao mày, xem ra muốn hắn chết người vẫn rất nhiều, xem ra La Kỳ Trắng căn bản không có bị kim biết nhảy cùng hoa trường sinh để ở trong mắt. chương 2164, kết quả bất ngờ. Đối chiến hoa trường sinh. Này làm cho rất nhiều xem tranh tài người tu luyện là hứng thú nồng nặc. Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên dưới khăn che mặt vẻ mặt cũng là liên tục biến đổi. Các nàng cảm giác Diệp Thần Phong như cùng một kho báu. Mỗi khi người cho rằng triệt để nhìn rõ ràng thời điểm, người sẽ phát hiện nguyên lai like mình nhìn đến chỉ là cái này bảo khố một góc mà thôi. Giang Thải Huyên nhỏ giọng nói: Chiến lực của hắn thật không ngờ cường hãn khó trách hắn sẽ như vậy có tự tin rồi. Ta hiện tại ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Chiến lực của hắn đến cùng đã tới trình độ gì vừa vặn cái kia gọi là kỳ trắng hẳn là vẫn không có đem tên tiểu hỗn đản này thực lực chân thật bước đi ra. Ngô Lăng Hương chỉ là lành lạnh nói, người này chúng ta ngô ra chắc chắn phải có được. Kết quả là, Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương hai nữ nhân này lần nữa mắt to chừng mắt nhỏ lên. Mà bên lôi đài đốt ma cốc cùng mộ dung ra người, bọn hắn cũng không khỏi khẽ thở một hơi. Mục Thành thông thở dài nói, Diệp Thần Phong tên tiểu tử này thật sự không đơn giản A à Nguyên đến hắn là đối thực lực của mình có tự tin, hơn nữa chính mình bố cục được rồi tất cả, ta mới sẽ không tin tưởng những tán tu kia là vì công bằng mới đứng ra. Bọn hắn hẳn là cùng Diệp Thần Phong đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, lấy Diệp Thần Phong bát phẩm luyện dược sư cùng thân phận của trận pháp sư, đầy đủ cùng những kia mạnh mẽ tán tu đàm phán, cho nên nói tất cả những thứ này cũng đều là tại Diệp Thần Phong như đã đoán trước, cho nên nói hắn mới dám tại trên võ đài trực tiếp giết La Kỳ Trắng thực sự là một cái tâm tư cần mật thận trọng từng bước tiểu ra hỏa. Mộ Dung Giang thở ra một hơi, nói ra, đúng là như thế, xem ra tên tiểu tử này không chỉ có thiên tài ngạo khí, ở bề ngoài hắn không gia nhập bất kỳ thế lực nào, khiến người ta cảm thấy hắn là một cái ngông cuồng tự đại người, kỳ thực hắn sớm vì chính mình nghĩ kỹ đường lui, thế nhưng đây đều là có hạn, hắn có thể một mực tiếp tục chống đỡ ư. Được rồi, không muốn tên tiểu tử này sự tình rồi, Kế tiếp là Tô Mưa cùng Vân Lương ra sân, chính các người chú ý đi. Mộ Dung Tô Mưa cùng Mục Vân Lương khẽ gật đầu, trong lòng bọn họ còn đang suy nghĩ Diệp Thần Phong sự tình. Mà luyện dược các lão tổ tôn nhiều năm đang nhìn đến kết quả này sau, hắn sớm là khí lệch miệng ba. Dù sao La Kỳ trắng cũng coi như là đồ đệ của hắn, lần này các chủ lương Khang An cùng hắn đồ đệ La Kỳ trắng đều xem như là đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay này làm cho hắn tức đến muốn phun máu ra rồi. Về phần luyện khí các cùng phù sư các các loại phòng khách quý bên trong, những người này cũng toàn bộ đều là kinh ngạc không thôi. Diệp thần phong lại đi đến triệu tinh đồ đám người bên cạnh sau đó hắn tự mình đến lão giả áo xám các loại tán tu nói một tiếng cảm ơn. Mà những tán tu này đối diệp thần phong cũng là khách khí, diệp thần phong tại tiết huyền tình đám người cùng đi, ngồi xuống một bên đi, không có ai mở miệng hỏi diệp thần phong. Bởi vì hôm nay trận chung kết còn chưa kết thúc, cuối cùng chỉ biết đấu võ suốt hai tên tiến vào chung kết quyết tái người, cho nên nói Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng còn có thể tỉ thí một trận. Kế tiếp là Kim Biết nhảy cùng mộ dung tô mưa tỉ thí. Tại tất cả mọi người hiểu rõ bên trong, Kim Biết nhảy chính là ngũ đại công tử bên trong thực lực yếu nhất một người, căn bản không có đấu võ vô địch tư cách, cho nên tại mọi người nhìn lại này trận thứ hai thi đấu, mộ dung tô mưa là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, làm kim biết nhảy cùng mộ dung tô mưa đứng lên lôi đài, hai người từng người tăng lên khí thế, võ đài được một tầng kết giới cho bao phủ sau. Hai người bọn họ liền không chút do dự động thủ, rực rỡ chiến kỹ cùng bí pháp liên tiếp thi triển, nhưng khiến người bất ngờ một màn lại xảy ra. Không bị đẹp mắt kim biết nhảy, hắn thành thạo điêu luyện nghênh đón mộ dung tô mưa một chiêu lại một chiêu, thật giống căn bản không nguyện ý toàn lực ứng phó. Là tại loại này không chăm chú trạng thái, Kim biết nhảy tại chiêu thứ 8 thời điểm, hắn vẫn là đem mộ dung tô mưa trực tiếp đánh ngã xuống đất. Ngã trên mặt đất mộ dung tô mưa khóe miệng đã sớm được tiên huyết cho nhiễm đỏ, bên trong thân thể bị thương không nhẹ, thậm chí là không cách nào từ mặt đất đứng lên rồi. Trận này, Kim biết nhảy thắng rồi, hơn nữa thắng chính là nhẹ nhóm như vậy. Này tiêu giao cung, thiên kiếm tông, mộ dung ra, đốt ma cốc cùng Kim ra chính là có ước hẹn, bọn hắn năm cái tông môn đệ tử thiên tài gặp đến cùng một chỗ đối chiến, bọn hắn không thể hạ tử thủ. Bởi lẫn nhau cũng không biết từng người đệ tử thiên tài trong tay phải hay không có bài tẩy gì cho nên cái này chỉ thuộc về năm cái tông môn hiệp định là thuận lợi định ra rồi. Tại kim biết nhảy cùng mộ dung tô mưa thu hồi khí thế sau, bao phủ lôi đài kết giới lập tức biến mất rồi. Ở đây thính phòng bên trong lần thứ hai bạo phát ra tiếng bàn luận. Mộ dung tô mưa thực lực tại linh thần cảnh 5 tầng hậu kỳ có người nói mộ dung tô mưa đã từng niết bàn năm lần. Mà kim biết nhảy tại vừa vặn trong tỉ thí, trên người hắn khí thế như ẩn như hiện. Khiến người ta căn bản không cảm giác được hắn thực lực chân chính. Bất quá, có người nói kim biết nhảy thực lực chỉ có linh thần cảnh năm tầng trung kỳ, tại niết bàn cảnh cũng chỉ đã trải qua ngũ chuyển, bây giờ xem ra này đồn đãi không thể coi là thật rồi. Kim biết nhảy nhiễm nhiên đã trở thành một con ngựa ô rồi, Trận này trận chung kết là lại tuôn ra một cái ít lưu ý. Tại Kim Biết nhảy cùng Mộ Dung Tô mưa tỷ thí sau khi kết thúc. Mục Vân Lương cùng Hoa Trường Sinh tỷ thí cũng bắt đầu. Hai người này khí thế tại tăng lên sau, người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được thực lực của bọn họ tại cái gì tầng thứ. Hai người bọn họ đều tại linh thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Ở bên ngoài xem ra Mục Vân Lương vẫn là đoạt giải quán quân nhiệt môn nhân tuyển. Hoa trường sinh sức chiến đấu đoán chừng không phải là mục vân lương đối thủ, tuy rằng thực lực của hai người tại cùng một tầng lần, thế nhưng ở chính giữa châu liên quan với mục vân lương tin tức là càng nhiều hơn, mà liên quan với hoa trường sinh lại là thiếu rất nhiều. Tại hai người động thủ sau, cuộc tỉ thí này lập tức tiến vào kịch đấu bên trong. Mục vân lương cùng hoa trường sinh đối chiến yếu kích, liệt hơn nhiều, hai người vừa bắt đầu thật giống tại sàn sàn với nhau. Nhưng theo thời gian trôi đi, Hoa trường sinh giống như là mất kiên trì, chiến lực của hắn là tầng tầng tăng cường, cuối cùng Mục Vân Lương căn bản không chống đỡ được hoa trường sinh công kích, hắn trực tiếp được hoa trường sinh công kích máu me đầm địa, tại trên võ đài ngất đi. Hai người này căn bản không phải tại cùng một cấp độ thượng. Vừa vặn kim biết nhảy đối chiến mộ dung tô mưa là nghiền ép, bây giờ hoa trường sinh đối chiến Mục Vân Lương đồng dạng cũng là nghiền ép thân là đoạt giải quán quân nhân tuyển mục vân lương như thế bị đánh bại này không thể nghi ngờ lần nữa tuôn ra một cái tiểu lãnh môn. Tại hoa trường sinh cùng mục vân lương tỉ thí sau khi kết thúc. Thăng cấp ba người là Diệp Thần Phong, Kim biết nhảy cùng hoa trường sinh rồi. Kế tiếp còn muốn từ này trong ba người, tuyển ra hai người tiến vào chung kết quyết tái, mà chung kết quyết tái nhưng là muốn tới luyện khí sư cùng phù sư trận đấu kết thúc sau, lại cuối cùng cử hành rồi nhưng vẫn là áp dụng rút thăm phương thức. Diệp Thần Phong rút được con số 1, Hoa Trường Sinh rút được con số 2, mà Kim Biết Nhảy nhưng là rút được chống không. Cũng là nói Kim Biết Nhảy luôn không, trực tiếp có thể tiến vào chung kết quyết tái rồi. Đánh vào con số 1 cùng hai Diệp Thần Phong cùng Hoa Trường Sinh, hai người bọn họ đấu võ cái cuối cùng tiến vào chung kết quyết tái danh ngạch. Lần này rút thăm không có bị gian lận rồi, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ tiến vào vòng thứ hai đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh đánh vào trống không kim biết nhảy, hắn thấp giọng nói, vận khí của ngươi trả thực là không tồi, nếu để cho ta gặp gỡ ngươi, như vậy ta khẳng định sẽ cho ngươi biết sống không bằng chết cảm giác, xem ra ta thì không cách nào tự tay giết ngươi rồi. Hoa trường sinh tuyệt đối không phải ngươi có thể chiến đã thắng được, chiến lực của ngươi cùng la kỳ trắng, mộ dung tô mưa, mục vân lương chiến đấu một trận chiến trả miễn cưỡng có thể. Đánh vào cùng Diệp Thần Phong đối chiến Hoa Trường Sinh, hắn nụ cười che kín cả khuôn mặt, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta đã sớm nói, tính mạng của ngươi là thuộc về ta. Tại rút sau khi ký xong, những người còn lại đều lùi xuống lôi đài, trên võ đài chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong cùng hoa trường sinh rồi. Nằm ở hôn mê mục vân lương, hắn tỉnh táo lại, hắn hướng về phía trên lôi đài Diệp Thần Phong, hô, Thần Phong. Người từ bỏ cuộc tranh tài này đi ngươi không phải là đối thủ của hắn, trước hắn nhiều năm như vậy một mực tại ẩn giấu thực lực. Còn có kim biết nhảy thực lực cũng rất khủng bố, ngươi không cần tại như thế kiên trì, bằng không ngươi chỉ có một đường chết rồi, ta đem ngươi cho rằng bằng hữu ta không muốn ngươi như vậy chết. Đối với mục vân lương thiện ý nhắc nhở, Diệp thần phong báo dĩ một vệt nụ cười, hắn nhìn hướng dưới lôi đài hoa lưu khoảng không, nói, hoa tông chủ, Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không như tiêu giao cung vậy đi nếu như tại trong tỷ thí con trai của ngươi bất hạnh đã bị chết ở tại trong tay ta, ngươi hẳn là sẽ không yếu động thủ với ta a. À. Đứng ở dưới lôi đài hoa lưu khoảng không, trong con ngươi của hắn lệ khí hiện lên, hắn phi thường rõ ràng con trai mình thực lực, đó cũng không phải là La Kỳ trắng loại rác rưởi kia có thể so sánh, hơn nữa căn cứ trước đó Diệp Thần Phong cùng La Kỳ trắng bảng đối chiến hiện ra sức chiến đấu, căn bản là không cách nào chiến thắng con trai của hắn hắn cả giận nói ta thiên kiếm tông hội tuân thủ quy tắc, chỉ là ngươi có thể từ trên võ đài sống sót đi xuống ư ngươi cho rằng ngươi đúng là thiên huyền giới đệ nhất thiên tài quả thực là không biết trời cao đất rộng. chương 2165 Kiếm Đối Quyết Tại Diệp Thần Phong cùng Hoa Trường sinh trong cơ thể khí thế đồng thời tăng lên mà lên sau. To lớn võ đài lần thứ hai được một tầng kết giới cho bao phủ lại rồi. Mục Vân Lương đang nhìn đến lời khuyên của mình không dùng sau đó trong lòng của hắn bất đắc dĩ thở dài, hắn thông qua mới vừa cùng Hoa Trường Sinh đối chiến bên trong, hắn rõ ràng hiểu được Hoa Trường Sinh thực lực, tuy rằng Diệp Thần Phong sức chiến đấu rất mạnh, cường đến có thể cùng hắn đánh một trận, thế nhưng sức chiến đấu cỡ này đối mặt Hoa Trường Sinh còn chưa đủ tư cách. Cứ việc Diệp Thần Phong tại dưới con mắt mọi người giải quyết xong la kỳ trắng, nhưng là trải qua vừa vặn hoa trường sinh cùng Mục Vân Lương đối chiến sau đó tất cả mọi người tại chỗ rõ ràng hiểu được hoa trường sinh thực lực. E sợ hoa trường sinh chính là đối mặt vậy linh thần cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao, hắn đều cũng có nghiền ép năng lực. Hoa trường sinh trong tay vệt trắng lóe lên, sắc bén kinh khí nhất thời phân tán ra, mặt đất gạch đá thượng dĩ nhiên xuất hiện từng đạo kiếm ngân, khóe miệng của hắn nhếch lên một vệt độ cong, phảng phất ở trong mắt hắn cuộc tỉ thí này, hắn là tất thắng rồi một cái toàn thân hiện ra bạch quang bảo kiếm tại hoa trường sinh trong tay xuất hiện thanh bảo kiếm này chính là trung phẩm bảo khí diệp thần phong nhưng là tùy ý đem sau lưng dỉ xét loang lổ thanh vân kiếm rút ra thanh vân kiếm ở trong không khí bỗng nhiên khua qua mang theo từng đợt kình phong làm cho diệp thần phong quần áo phần phật hoa trường sinh trong con người ánh mắt âm trầm vô cùng vừa vặn diệp thần phong lại dám ở trong khiêu khích hắn phụ thân hắn không phải là la kỳ trắng vậy chờ rác rưởi hắn làm sao có thể sẽ bại trong tay diệp thần phong cho dù diệp thần phong chính là là thiên tài thì lại làm sao thực lực dù sao chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong mà thôi tiết huyền tình cùng triệu tinh đồ đám người lần thứ hai xuất sáng lên bọn hắn cũng không biết diệp thần phong chân chính sức chiến đấu cực hạn ở nơi nào cuộc tranh tài này đối với diệp thần phong tới nói một khi thất bại hắn gặp phải liền là tử vong rồi cho nên tiết huyền tình các loại cả đám nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài. Phương mới về đến phòng khách quý bên trong La Thiên Giang cùng La Tha Phương, hai người bọn họ khóe miệng hiện lên nụ cười dử tợt Hoa trường sinh thực lực bọn họ là rõ như ban ngày, bọn hắn không tin hoa trường sinh cũng không cách nào giết chết Diệp Thần Phong. Một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong người, không thể đến loại này sức chiến đấu cường độ. liền ở tất cả mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, trên lôi đài hai người động từ bên trong cơ thể của bọn họ đồng thời bạo phát ra nhất cổ cường hãn linh khí cái này hai cỗ linh khí trong nháy mắt tại trên võ đài tràn ngập ra bốn mắt nhìn nhau hoa trường sinh trên mặt nụ cười lạnh như băng tại đến cao nhất thời điểm thân ảnh của hắn đột nhiên trong lúc đó bạo bắn mà xuất tốc độ cực cực kỳ nhanh thậm chí thực lực yếu một ít người đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn rồi đứng tại chỗ diệp thần phong Hắn lập tức thi triển ra chiến vương cường thân quyết bên trong chiến vương nộ. Này chiến vương nộ dù sao cũng là càng chiến càng hăng, gặp mạnh thì mạnh, gặp nhược thì yếu. Chiến vương nộ yếu theo chiến ý nồng nặc, power mới sẽ từ từ phát huy ra. Cho nên tại chiến vương nộ triển khai ra trong nháy mắt, hắn lại thi triển tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng. Này thiên lôi nhanh chóng chỉ có thể liên tục thi triển 30 giây. Muốn muốn lần nữa thi triển lời nói. Yêu cầu khoảng 15 phút thời gian câu đao. Lợi dụng này Thiên Lôi nhanh chóng chính dễ dàng cho Chiến Vương Nộ nóng người, dù sao Hoa Trường Sinh tốc độ cực cực kỳ nhanh, nhất định muốn để Chiến Vương Nộ triệt để phát huy power hay là mới có thể cùng Hoa Trường Sinh một trận chiến. Tại Thiên Lôi nhanh chóng cùng Chiến Vương Nộ triển khai ra sau đó Diệp Thần phong đem trong tay Thanh Vân kiếm nhanh chóng nằm ngang ở bộ ngực mình. Keng, một tiếng. Tiêu hết tung tóe hoa trường sinh trong tay trắng kiếm mũi kiếm đâm vào thanh vân kiếm bên trên nếu như không có dùng thanh vân kiếm ngăn cản như vậy chiêu kiếm này là vừa vặn đâm vào diệp thần phong trái tim bên trong diệp thần phong nắm thanh vân kiếm cánh tay vung một cái đem đứng vững thanh vân kiếm thân kiếm mũi kiếm vung sau khi đi ra ngoài trong tay hắn thanh vân kiếm tấn mãnh hướng về hoa trường sinh cổ bổ xuống hoa trường sinh phản ứng cũng bất mãn keng 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 thanh âm không ngừng ở trong không khí vang lên. Dựa vào thiên lôi nhanh chóng, Diệp Thần Phong tại phương diện tốc độ cũng không phải yếu hơn Hoa Trường Sinh rồi, đương nhiên Diệp Thần Phong vẫn không có thi triển phụ gia cử thiên huyền lôi thiên lôi nhanh chóng đây. Hắn không có ý định đem lá bài tẩy của mình toàn bộ tiết lộ ra ngoài, dù sao hắn thắng trận này sau, hắn còn muốn cùng Kim Biết Nhảy đối chiến, dưới cái nhìn của hắn Kim Biết Nhảy so với Hoa Trường Sinh càng để cho người nhìn không thấu. 30 giây trôi qua, Thiên Lôi tránh tác dụng biến mất rồi, nhưng là thông qua này 30 giây nóng người, Diệp Thần Phong trên người chiến ý là không ngừng tăng lên lại tăng lên, chiến vương giận uy lực thì từ từ phát huy ra rồi. Tốc độ tuy rằng vẫn không có so với thi triển Thiên Lôi nhanh chóng tới nhanh, thế nhưng mỗi phút mỗi giây Diệp Thần Phong sức chiến đấu cùng tốc độ đều tại kéo lên. Trên võ đài kiếm ảnh liên tục, Diệp Thần Phong mặc dù rất giống yếu hơn một chút thế nhưng hắn nhưng không có tại hoa trường sinh trong tay ăn nửa điểm thiệt thòi. Hoa trường sinh khóe miệng lạnh lẽo nụ cười biến mất rồi, thay vào đó là một vệt dữ tợn, hắn không cách nào khoan dung Diệp Thần Phong có thể tải trong tay mình kiên trì lâu như vậy, mà Diệp Thần Phong giờ khác này biểu hiện ra tốc độ cùng sức mạnh. Quả thực làm cho ở đây những người khác khiếp sợ, đây thật sự là một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong người sao. Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa là cười khổ không thôi, Nguyên Lai Diệp Thần Phong sức chiến đấu cũng đã vượt qua hai người bọn họ, ngược lại là Kim Biết nhảy lắc lắc đầu, nói: "Diệp Thần Phong chỉ là mùa gặt châu chấu rồi, bây giờ Hoa Trường Sinh liền am hiểu nhất kiếm ý cùng kiếm chiêu đều không có thi triển đây." Một khi Hoa Trường Sinh thi triển kiếm ý cùng kiếm chiêu, chỉ sợ sẽ là phân thắng thua lúc. Trên lôi đài, Hoa Trường Sinh cùng Diệp Thần Phong đụng nhau một kiếm sau đó thân thể hắn thuận thế lùi về sau đồng thời trong tay hắn trường kiếm màu trắng rút kiếm mang căng vọt, tại chung quanh hắn tràn ngập lên từng trận sắc bén cơn lốc. Trình thanh trường kiếm màu trắng trưởng được một tầng cơn lốc cho bao trùm rồi. Trường kiếm màu trắng bỗng nhiên vung ra, lục dai phong chi kiếm ý. Do cơn lốc hình thành kiếm khí hướng về diệp thần phong đột nhiên mà tới, trong không khí tràn đầy một loại đao cắt cảm giác. Hoa trường sinh thân là thiên kiếm tông thiếu tông chủ, hắn nhưng là lính ngộ hai loại kiếm ý, một loại chính là lục giai phong chi kiếm ý, một loại khác chính là cấp 5 tử vong kiếm ý, bởi lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, này làm cho hắn tại kiếm ý thượng tấn cấp trở nên chậm chạp một ít, đương nhiên hắn có thể đủ tại bực này tuổi tác đem hai loại kiếm ý tu luyện tới trình độ như thế, đây đã là thiên tài cấp bậc. Đối mặt chen trúc mà tới cơn lốc kiếm khí. Diệp thần phong trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý vận chuyển, thanh vân kiếm vung ra một đạo cử đại màu nâu kiếm khí bỗng dưng ngưng tụ phải biết diệp thần phong bất khuất kiếm ý đã tại ngưng tụ kiếm hồn trong quá trình rồi tuy rằng vẫn không có chân chính ngưng tụ ra kiếm hồn thế nhưng so với thập giai đại viên mãn kiếm ý phải mạnh hơn không ít bạch một tiếng cơn lốc kiếm khí trực tiếp được thập giai bất khuất kiếm ý cho bổ làm hai rồi nhất thời tiêu tán trong không khí nhưng mà Tại đêm phong chi kiếm ý hóa giải sau đó Diệp Thần Phong không chút nào dừng tay ý tứ, hắn cười nói, người muốn cùng ta đến so đấu kiếm ý. Như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Diệp Thần Phong cánh tay vung lên. Huyền băng kiếm, một lôi kiếm cùng hỏa vẫn kiếm nhất thời trôi nổi ở trước mặt hắn. Thanh vân kiếm được Diệp Thần Phong cắm, ở gạch đá bên trong, hắn bây giờ năng lực lớn nhất chính là một lần điều khiển động ba loại kiếm ý. Trước đó tại viễn cổ tù thiên giới nội, hàn băng kiếm ý, lôi chi kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý toàn bộ tăng lên tới bát sai. Huyền băng kiếm chi trong nháy mắt hàn khí uy nghiêm đáng sợ. mộc lôi trên thân kiếm trong nháy mắt hồ quang đan dệt. Hỏa vẫn trên thân kiếm trong nháy mắt hỏa diễm thiêu đốt. Đồng thời băng lòng áo nghĩa phụ ra ở bát dai hàn băng kiếm ý thượng, cửu thiên huyền lôi phụ ra ở bát dai lôi chi kiếm ý thượng, mà hỏa phượng hoàng áo nghĩa cùng hỏa kỳ lân áo nghĩa nhưng là phụ gia ở bát giai hỏa chi kiếm ý thượng diệp thần phong gân xanh trên trán nổi lên lông mày thật chặt nhăn tại lên trong miệng là cắn chặt hàm răng một tay hướng phía trước vung lên không khí bốn phía nhất thời trở nên bạo loạn cả lên không gian cũng có chút vặn vẹo ba thanh trôi nổi tại trước mặt kiếm đồng thời hướng về chả chưa có lấy lại tinh thần tới hoa trường sinh vung ra ngoài tám cái màu trắng cự long hư ảnh tám con hỏa phượng hoàng hư ảnh tám con hỏa kỳ lân hư ảnh còn có rậm rạp chằng chịt chấp giật kiếm khí hướng về hoa trường sinh đánh tới oanh một tiếng ngập trời nổ vang đối mặt mãnh liệt như vậy cùng gió thổi không lọt công kích hoa trường sinh căn bản liền tránh né không gian cũng không có chỉ có thể mặc cho màu trắng cự long hỏa phượng hoàng hỏa kỳ lân cùng chấp giật kiếm khí cắn nuốt mất rồi Diệp Thần Phong đồng thời điều khiển động ba loại kiếm ý, lại phụ ra áo nghĩa cùng thiên lôi, uy lực này tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ là vậy tứ tinh bí pháp cũng chỉ đến như thế rồi. Toàn bộ nam nghiễm tràng nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có Diệp Thần Phong công kích sinh ra nổ vang vang vọng tại vùng thế giới này trong lúc đó. chương 2166 Kiếm Ma Hóa Thân Lĩnh ngộ mộ một loại trở lên kiếm ý người. Từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ có không ít người. Nhưng là muốn đồng thời điều khiển động một loại trở lên kiếm ý, này trả từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Dù sao mỗi loại kiếm ý thuộc tính cũng khác nhau, yếu đồng thời điều khiển động hai loại kiếm ý, này đã yếu so với lên trời còn khó hơn, chớ nói chi là đồng thời điều khiển động ba loại kiếm ý. Mà mọi người ở đây đều cảm thấy tại diệp thần phong thi triển trong kiếm ý, lại vẫn phụ ra băng long áo nghĩa, phượng hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa. Này thì càng thêm khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Còn nữa này ba loại kiếm ý đều đã tới bát sai tầng thứ. Trước lúc này Diệp Thần Phong trả từng dùng tới một loại thập sai kiếm ý. Nói cách khác Diệp Thần Phong chọn vẹn lĩnh ngộ bốn loại kiếm ý. Tại lĩnh ngộ bốn loại kiếm ý dưới tình huống, dĩ nhiên có thể tại bằng chừng ấy tuổi, sẽ đem bốn loại kiếm ý tấn thăng đến loại trình độ này, đây thật sự là người có thể làm được sao? bao quát tiết huyền tình mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần Phong đồng thời điều khiển động ba loại kiếm ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ là lần thứ hai vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. Xem ra Diệp Thần Phong thật sự không chỉ có là chế thuốc cùng trận pháp thiên tài, hắn về mặt tu luyện cũng tuyệt đối là không người nào có thể so, có thể tại bằng chừng ấy tuổi lĩnh ngộ bốn loại kiếm ý, lĩnh ngộ ba loại cao dài áo nghĩa, đem kiếm ý tu luyện tới trình độ này, thiên phú như vậy e sợ Trung Châu ngũ đại công tử cũng không cách nào so sánh, bây giờ Diệp Thần Phong khiếm khuyết chỉ là thực lực cấp bậc. Những kia ngóng nhìn Diệp Thần Phong chết ở hoa trường sinh trong tay người. Thời khắc này, bọn hắn như cùng là nuốt con ruồi bình thường thân ở phòng khách quý bên trong La Thiên Giang cùng La Tha Phương, Diệp Thần Phong biểu hiện ra thiên phú càng kiểu như châu bò, bọn hắn lại càng không thể để Diệp Thần Phong sống tiếp. Ngồi ở thính phòng trong Ngô lang Hương cùng Giang Thải Huyên, trong lòng các nàng cũng là dị thải liên tục, xem ra Diệp Thần Phong đúng là một cái toàn bộ phương vị thiên tài, nếu như Diệp Thần Phong có thể an ổn tiếp tục trưởng thành, như vậy tương lai lấy Diệp Thần Phong thiên phú, hay là có thể có biết đương lăng tuyệt đỉnh một ngày. Dưới lôi đài hoa lưu khoảng không, trên mặt hắn biểu lộ hoàn toàn động lại, bên trong thân thể của hắn lệ khí đang nhanh chóng tụ tập, hắn thật không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ nhiều như vậy kiêm ý lĩnh ngộ nhiều như vậy áo nghĩa, còn có thể đồng thời điều khiển động ba loại kiếm ý. Kim biết nhảy trong con người ung dung biến mất rồi, trên mặt hắn lần thứ hai tốc biến lên nghiêm nghị. Hắn tại Diệp Thần Phong trên người nhìn thấy uy hiếp, đương nhiên bây giờ Diệp Thần Phong dưới cái nhìn của hắn trả đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, nhưng mà nếu như để Diệp Thần Phong cứ như vậy tiếp tục trưởng thành, tương lai hắn tuyệt đối sẽ chết trong tay Diệp Thần Phong. Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa mắt mở thật to, bọn hắn quả thực không thể tin được tự xem đến. Đặc biệt là vừa vặn khuyên Diệp Thần Phong từ bỏ so tài mục vân lương, trong cổ họng hắn một lần lại một lần hút vào hơi lạnh, xem ra hắn từ đầu tới cuối đều không hề hiểu rõ đến Diệp Thần Phong chiến lược chân chính ở nơi nào. Mà đứng tại hai người bọn họ bên cạnh Mục Thành Thông cùng Mộ Dung Giang, hai người bọn họ trong lòng cũng là liên tục ngạc nhiên. Mục Thành Thông nói ra, người này nếu như có thể trưởng thành, tương lai nhất định không phải vật trong ao a à hát. Ta hiện tại đã biết rõ hắn tại sao phải cố ý tham gia thiên huyền thịnh biển trận chung kết rồi, hắn đối thực lực của mình là thật sự có tự tin, hắn tin tưởng chính mình có thể đoạt được vô địch. Tại tất cả mọi người kinh thán không thôi thời điểm, trên võ đài, bao phủ kết giới liên tục rung động, màu trắng cự long các loại hư ảnh chậm rãi ở trong không khí tiêu tán. Chỉ thấy nguyên bản hoa trường sinh đứng địa phương xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu, máu thịt be bét hoa trường sinh dĩ nhiên không có ngã xuống đất mà là đứng ở hố sâu bên trong hoa trường sinh toàn thân quần áo đã rách nát rồi toàn thân hắn trên da cũng che kín từng cái từng cái vết máu tiên huyết chính theo thân thể của hắn không ngừng trơn trượt rơi xuống mặt đất hai cánh tay của hắn hoàn toàn biến thành màu đen kịt rồi trên mặt cũng tràn đầy tiên huyết hoa trường sinh hắn đưa mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người từ trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng vừa vặn diệp thần phong một chiêu kia đủ để đem hoa trường sinh giết chết rồi, nhưng hắn tại trước khi chết một khắc đó, hắn không chút do dự thi triển ra thiên kiếm tông cấm. Thuật kiếm ma hóa thân, này thiên kiếm tông lịch làm tông chủ cùng tông chủ dòng dõi, tại bên trong cơ thể của bọn họ đều sẽ gieo xuống một hạt kiếm ma hạt giống. Kiếm ma hạt giống là một loại phi thường quỷ dị đồ vật, một mực tại thiên kiếm tông bên trong truyền thừa. Phàm là được gieo xuống kiếm ma hạt giống người, không kích phát trong cơ thể hạt giống, Cả đời đều không có việc gì. Chỉ khi nào kích phát kiếm ma hạt giống, như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Tại kích phát kiếm ma hạt giống trong nháy mắt, từ hạt giống bên trong bùng nổ ra năng lượng. Có thể vì kích phát người chặn lại một đòn chí mạng. Hơn nữa tại kích phát kiếm ma hạt giống sau, kích phát người đối kiếm chiêu lĩnh ngộ đem càng sâu sắc thêm hơn khắc, về mặt chiến lực cũng hội được tới trình độ nhất định tăng lên, thế nhưng này kiếm ma hóa thân có một cái to lớn khuyết điểm như vậy liền là sẽ để kích phát người từ từ mất đi ý thức của mình cuối cùng biến thành một bộ bị người bài bố con dối bây giờ hoa trường sinh hai cánh tay đã biến thành màu đen kịt rồi làm toàn thân của hắn đều biến thành màu đen kịt thời điểm như vậy hắn ý thức của mình đều sẽ hoàn toàn biến mất hắn đem hội hoàn toàn biến thành một bộ chiến đấu con dối còn nữa thì triển kiếm ma hóa thân sau thực lực đem cả đời dừng bước tại địa thần cảnh tầng thứ cho nên Tại Thiên Kiếm Tông bên trong được gieo xuống kiếm ma hạt giống người, bình thường là sẽ không dễ dàng thi triển kiếm ma hóa thân, chuyện này ý nghĩa là thanh tương lai của mình toàn bộ hủy. Cả người máu me đầm điều Hoa Trường Sinh, hắn một bước lại một bước từ trong hố sâu đi ra. Nhìn thấy con trai mình thi triển kiếm ma hóa thân sau đó Hoa Lưu khoảng không phẫn nộ là không tiền khoáng hậu, con trai của hắn Hoa Trường Sinh nguyên vốn tại tương lai rất có thể sẽ vượt qua hắn người phụ thân này, nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc con trai của hắn tại tương lai một ngày nào đó sẽ biến thành một bộ không có bất kỳ tình cảm khôi lỗi. Kỳ thực hoa lưu khoảng không cũng không suy nghĩ thật kỹ, tất cả những thứ này đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nguyên bản diệp thần phong cùng thiên kiếm tông không tính là có cửu hận, là hoa trường sinh một lần lại một lần không coi diệp thần phong là chuyện quan trọng tình, thậm chí tại không có cửu hận dưới tình huống, hắn đều phải đem diệp thần phong giết đi, lẽ nào diệp thần phong là có thể tùy ý bọn hắn bắt bí sao? Tại thính phòng bên trong vẫn có không ít thấy nhiều biết rộng người. Này, đây chính là Thiên Kiếm Tông bên trong kiếm ma hóa thân, không ý nghĩ gì đến Hoa Trường Sinh dĩ nhiên thi triển một chiêu này. Kiếm ma hóa thân, Hoa Trường Sinh này là mình hủy con đường phía trước của mình, hắn thân là Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, hắn cuối cùng rõ ràng thi triển một chiêu này. Diệp Thần phong nhiều loại kiếm ý cùng áo nghĩa đồng thời thi triển, một chiêu này xác thực phi thường mạnh mẽ nhưng kế tiếp hắn thật sự yếu nguy hiểm thì triển kiếm ma hóa thân về sau hoa trường sinh chiến lực của hắn không là vừa vặn có thể tương để tịnh luận rồi kim biết nhảy nghe thính phòng bên trong tiếng bàn luận trong lòng của hắn âm thầm cười nói cũng tốt hoa trường sinh thi triển kiếm ma hóa thân hắn đoán chừng không thể tham gia về sau so tài ta căn bản không phải động thủ liền là người thứ nhất rồi triệu tinh đồ đám người ánh mắt ngưng trọng lên trong đó Vân Quang Vinh nói ra, Diệp Lão đệ tình huống không ổn a hát. Này kiếm ma hóa thân chính là thiên kiếm tông bên trong cấm. Thuật, Diệp Lão đệ chắc chắn chiến thắng kiếm ma hóa thân về sau hoa trường sinh sao. Mà trên lôi đài, cả người tiên huyết hoa trường sinh, hắn lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng chu vi vết máu, trên mặt vẻ mặt trở nên cực hạn phong điên lên, người bằng cái gì có thể lĩnh ngộ bốn loại kiếm ý. Người bằng cái gì có thể lĩnh ngộ ba loại cao dài áo nghĩa người bằng cái gì có thể đồng thời điều khiển động ba loại kiếm ý? Ta hoa trường sinh không làm được sự tình, người bằng cái gì có thể làm được? Ta hoa trường sinh mới là thiên huyền giới đệ nhất kiếm đạo thiên tài, ta hoa trường sinh làm sao có thể sẽ tại trên kiếm đạo thua ngươi? Thi triển kiếm ma hóa thân sau, hoa trường sinh bên trong thân thể mỗi một tia khí thế đều vô cùng sắc bén, mỗi một tơ linh khí cũng sắc bén cực kỳ, cả người hắn phảng phất biến thành một thanh ma kiếm, đặc biệt là hai cái đen nhánh cánh tay bên trong, ẩn chứa trong đó một cổ kinh khủng sắc bén, hai cánh tay của hắn thật giống chính là hai cái tuyệt thế bảo kiếm bình thường. Diệp thần phong cũng không nghĩ tới hoa trường sinh, khi hắn vừa vận công kích chả có thể sống sót, hơn nữa tiến vào loại này quỷ dị trong trạng thái, này làm cho Diệp thần phong trong lòng cũng ngưng trọng mấy phần. Nếu như hắn thi triển cuồng bạo lời nói, như vậy hẳn là có thể miểu sát hoa trường sinh. Thế nhưng bây giờ đối phó Hoa Trường Sinh liền muốn thi triển cuồng bạo, như vậy đối phó Kim biết nhảy thời điểm còn có thể thi triển cái gì? Dù sao Diệp Thần Phong luôn cảm giác Kim biết nhảy muốn so Hoa Trường vô cùng khủng bố thượng rất nhiều lần, có lẽ ba, bốn cái Hoa Trường Sinh cũng không phải là Kim biết nhảy đối thủ. chương 2167, năm tinh bí pháp power. Âm, um, âm, um, âm, um. ba tiếng. Chỉ thấy Hoa Trường Sinh hai cái đen nhánh cánh tay vung lên, trôi nổi tại Diệp Thần Phong trước mặt huyền băng kiếm, một lôi kiếm cùng hỏa vẫn kiếm, giống như là trong nháy mắt thoát ly Diệp Thần Phong khống chế. Chỉ là trong nháy mắt. Này ba thanh kiếm toàn bộ bay đến đã đến hoa trường sinh sau lưng, trồng chất va chạm tiến vào gạch đá bên trong. Tiến vào kiếm ma hóa thân sau, hoa trường sinh đối kiếm có một loại trời xanh năng lực khống chế rồi, loại này năng lực khống chế tuyệt đối là mạnh mẽ, cho tới Diệp Thần Phong cũng căn bản không khống chế được của mình ba thanh kiếm rồi. Tại để ba thanh kiếm thoát ly Diệp Thần Phong trưởng khống sau đó hoa trường sinh khàn rộng quát, hiện tại ngươi ngay cả kiếm cũng bị mất, ta xem ngươi trả làm sao đồng thời điều khiển động ba loại kiếm ý. Ta muốn cho ngươi chết, không, toàn bộ, thi, sức tiếng. Hoa trường sinh trên người tàn phá quần áo bay phần phật, nhất cổ màu đen linh khí từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra, tại chung quanh hắn trên mặt đất nhất thời xuất hiện từng đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm ngân. Tiến vào kiếm ma hóa thân sau đó hoa trường sinh linh khí và khí thế vân. Vân đều là kiếm khí rồi, hắn không cần dùng đến kiếm cũng có thể thi triển kiếm chiêu rồi. Hai cái đen nhánh cánh tay buông xuống, cực điểm sắc bén tại trên cánh tay của hắn nhanh chóng tụ tập. Này làm cho Diệp thần phong nhíu chặt mày lên, khi hắn muốn ngăn cản hoa trường sinh tiếp tục thời điểm chỉ thấy hoa trường sinh hai cánh tay bỗng nhiên run lên, thuận thế đem hai cái nước sơn cánh tay màu đen hướng về Diệp Thần Phong vung ra ngoài. Vạn kiếm rậm rạp, trên lôi đài bên trong không gian nhất thời kiếm khí tràn ngập, phảng phất mỗi một tấc trong không khí đều có kiếm khí tràn ngập. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng thanh màu đen kịt linh khí trường kiếm ở trong không khí ngưng tụ, mỗi một thanh trường kiếm bên trên đều che kín uy nghiêm đáng sợ lệ khí có thể nói toàn bộ võ đài đều bị rậm rạp chẳng chịt trường kiếm màu đen trong nháy mắt tràn ngập. Chỉ có Diệp Thần Phong cùng hoa trường sinh chu vi hơi chút có một chút không gian. Tại đây rậm rạp chẳng chịt mấy vạn thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong nháy mắt, những này trường kiếm màu đen dường như dày đặc hạt mưa, điên cuồng hướng về Diệp Thần Phong đánh tới, trong không khí tiếng giết phải không đoạn vang lên. Mỗi một thanh trường kiếm lực xuyên thấu đều cực kỳ cường hãn, Diệp Thần Phong bàn tay phải không chút do dự nhanh chóng kết ấn. Không khí chung quanh lập tức nổi lên từng trận ngập trời gợn sóng, phảng phất là không ngừng bốc lên nước biển bình thường. Diệp Thần Phong bàn tay phải bỗng nhiên đánh ra. Long thần phiên thiên ấn, một ấn nhưng phiên hải. Oanh! Một tiếng! Một con to lớn năng lượng màu trắng giấu bàn tay, nhất thời tại Diệp Thần Phong trước người ngưng tụ, hướng về rậm rạp chẳng chịt trường kiếm màu đen vỗ tới rồi diệp thần phong đối với long thần phiên thiên ấn đệ nhất ấn có thể nói là rất tinh tường rồi cho nên hắn thi triển một chiêu này tốc độ rất nhanh rồi nhưng mà nhất tinh bí pháp long thần phiên thiên ấn sức mạnh tuy nói e sợ thế nhưng những kia giày đặc trường kiếm màu đen lực xuyên thấu càng mạnh mẽ hơn một ấn nhưng phiên hải chỉ là triệt tiêu một phần giày đặc trường kiếm mà thôi theo màu trắng năng lượng thật lớn giấu bàn tay được từng thanh trường kiếm màu đen cho xuyên thấu toàn bộ năng lượng màu trắng giấu bàn tay trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Năng lượng màu trắng giấu bàn tay cùng dày đặc trường kiếm màu đen đụng nhau, làm cho toàn bộ nam nghiễm chàng mặt đất liên tục rung động. Tại mất đi năng lượng màu trắng giấu bàn tay chống đối sau đó những kia dày đặc trường kiếm màu đen hướng về Diệp Thần Phong chen chúc mà tới. Một cái hô hấp ở giữa. Diệp Thần Phong trong nháy mắt được rậm rạp chẳng chịt trường kiếm màu đen cấp bao vây ở trong đó, những người còn lại căn bản không nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh rồi, liền ngay cả Hoa Trường Sinh cũng không nhìn thấy Diệp Thần Phong rồi, hắn chỉ là khống chế trường kiếm màu đen đang nhanh chóng xuyên thấu Diệp Thần Phong thân thể. Hắn muốn cho Diệp Thần Phong biến thành một bãi thịt nát. Hoa Trường Sinh thi triển vạn kiếm rậm rạp chính là tứ tinh bí pháp. Có thể nhẹ nhóm phá nhất tinh bí pháp một ấn nhưng phiên hải, điều này cũng đúng chẳng có gì lạ sự tình. Hoa Trường Sinh nhìn xem hơn Vạn Thanh Trường kiếm màu đen vây quanh, khóe miệng của hắn cười gần tránh qua, cuối cùng thắng hay là ta Hoa Trường Sinh, ta Hoa Trường Sinh căn bản không thể sẽ bại trong tay ngươi bên trong. Phòng khách quý bên trong La Thiên Giang cùng La Tha Phương thấy cảnh này sau, hai người bọn họ cuối cùng là nụ cười tỏa ra rồi, tại bậc này công kích, Diệp Thần Phong không thể nào biết còn sống. Hoa Lưu Khoảng không đã sớm biết sẽ là cái kết quả này, thì triển kiếm ma hóa thân Hoa Trường Sinh không thể nào biết bại bởi Diệp Thần Phong được rồi, nhưng là hắn lại không cao hứng nổi. Hắn cho là mình nhi tử hy sinh tương lai mới giết như thế một tên tiểu tử, cái này thật sự là quá uổng phí rồi. Tiết huyền tình cùng triệu tinh đồ mấy người cũng chỉ có thể làm gấp, lấy sức mạnh của bọn họ căn bản không phá ra được kết giới. Thính phòng bên trong người tu luyện, bọn hắn mỗi một người đều kinh hô lên, trên mặt đất rung động vẫn không có tiêu tan, bọn hắn không thể tin được đây là hóa thần cảnh cùng linh thần cảnh ở giữa chiến đấu mà ngô lăng hương cùng giang thải huyên mày liếu cũng rốt cuộc nhíu lại giang thải huyên nói có thể đến loại trình độ này tên tiểu hỗn đản này đã rất tốt hẳn lại yếu đến chúng ta thời điểm xuất thủ rồi ngô lăng hương nguyên bản cũng muốn gật đầu nhưng là ánh mắt của nàng bỗng nhiên ngưng lại người thấp giọng nói giang thải huyên người cẩn thận cảm giác một cái kết giới bên trong tên kia không giống như là thoi thóp một hơi cảm giác, trái lại giống như là một loại nào đó sức mạnh kinh khủng. Ở đằng kia rậm rạp chẳng chỉ trường kiếm bên trong ngưng tụ. Nghe vậy, Giang Thải Huyên cũng cẩn thận cảm giác lên. Thân sắc của nàng cũng biến thành đặc sắc lên, người bật thốt lên, tiểu hỗn đản đến cùng đang sử dụng chiêu thức gì. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Hắn thi triển một chiêu này có thể phá tan này rậm rạp chẳng chịt trường kiếm màu đen sao. Tại cảm giác được Diệp Thần Phong trả đang chống cự, Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương liền không nóng nảy rồi, các nàng dự định lại quan sát quan sát, nhìn xem Diệp Thần Phong đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lúc này, được rậm rạp chẳng chịt trường kiếm màu đen vây quanh Diệp Thần Phong. Toàn thân hắn rất nhiều nơi đều bị trường kiếm màu đen cho xuyên thấu, hắn che ở trên thân thể mấy chỗ trọng yếu nhất trí mạng vị trí. Bàn tay phải của hắn tại ở trong không khí nhanh chóng sôi trào, ở trong không khí để lại từng đạo tàn ảnh, thậm chí hắn tại một giây đồng hồ bên trong yếu liên tục xoay chuyển 10 lần, hắn này là đang thi triển long thần phiên thiên ấn hai ấn nhưng hám địa, này chính là thứ thiệt ngũ tinh bí pháp, trước đó hắn chả chưa từng có chân chính thi triển từng thành công. Nhất định muốn tại trong vòng 3 giây đưa bàn tay xoay chuyển 30 lần nhiều, hơn nữa kèm theo mỗi một lần xoay chuyển, bàn tay hắn thượng động lại sức mạnh liền sẽ càng ngày càng trầm trọng, đến cuối cùng tựu như cùng là lấy một tòa lớn vô cùng cao sơn bình thường. Trước đó Diệp Thần Phong Thanh một chiêu này đã tu luyện tới tiếp cận có thể thành công thi triển trình độ. Theo Diệp Thần Phong Chu Vi sóng khí ngập trời, những kia muốn muốn xuyên thủng Diệp Thần Phong thân thể trường kiếm, tại yếu chạm vào thân thể của hắn lúc, toàn bộ ở trong không khí biến thành hư vô. Diệp Thần Phong trên chán mồ hôi che kín, trong con người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm hắn dùng hết toàn lực lật qua lật lại bàn tay. Ba giây lóe lên liền qua. Ba mươi lần xoay chuyển vừa vặn đến. Diệp thần phong trên lòng bàn tay ngập trời khủng bố uy năng bỗng nhiên bạo phát. Hắn không gian chung quanh vặn vẹo tới cực điểm, chỉ là bị khí lãng bao phủ. Những kia rậm rạp chẳng chịt trường kiếm nhất thời tiêu tán, chỉ có phía ngoài xa nhất một tầng trường kiếm trả hoàn hảo không chút tổn hại được rồi. Diệp thần phong một trường mãnh liệt đánh ra. Long thần phiên thiên ấn, hai ấn nhưng hám địa. Người bên ngoài chả căn bản không nhìn thấy lít nha lít nhít trường kiếm bên trong cảnh tượng, dù sao phía ngoài xa nhất một tầng trường kiếm vẫn không có tiêu tan. Tuy có khủng bố uy năng từ trường kiếm bên trong tràn ra đi, nhưng bọn họ chỉ nhận làm cho này là vạn kiếm rậm rạp uy năng. Tại phần lớn người đều cho rằng Diệp Thần Phong tất chết thời điểm. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mày liếu không hẹn mà cùng vẩy một cái, các nàng không khỏi đồng thời mở miệng nói, đến rồi. Âm, 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 chỉ nghe từng đạo âm thanh ở trong không khí đột nhiên vang lên. Trên lôi đài mặt đất xuất hiện từng đạo vết dạn nứt, sát theo đó, trên lôi đài gạch đá đang biên cuồng nổ tung. Liền ngay cả dưới lôi đài mặt đất cũng bắt đầu có vết dạn nứt sinh ra. Quảng trường mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại rồi, phảng phất là động đất bình thường. Tại tất cả mọi người nghi hoặc đây là vạn kiếm rậm rạp power sao. Trong chớp mắt oanh, một tiếng, một con to lớn năng lượng màu xanh giấu bàn tay từ dày đặc trường kiếm màu đen bên trong phá vòng vây mà ra, hết thảy trường kiếm màu đen trong nháy mắt ở trong không khí tiêu tán không còn chút nào. Con này to lớn năng lượng màu xanh giấu bàn tay hướng về hoa trường sinh gào thét mà tới. Phàm là màu xanh năng lượng thật lớn giấu bàn tay chỗ kinh chi địa, trên lôi đài dưới đất là trong nháy mắt bị phá hỏng vô cùng thê thảm. Bao phủ lôi đài kết giới kịch liệt đung đưa. Tại hoa trường sinh ánh mắt hoảng sợ bên trong. ầm um, một tiếng, màu xanh năng lượng thật lớn giấu bàn tay trực tiếp đem hoa trường sinh một trường vỗ tại trên mặt đất. Chu vi bụi đất tung bay, đá vụn tư tán, toàn bộ võ đài được một lớp bụi cho bao phủ lại rồi, để người chung quanh căn bản nhìn không rõ trên lôi đài cảnh tượng rồi. Chương 2168, Chí Tôn người chuyển vạch Trần. Cái này xoay ngược lại phát sinh quá đột nhiên. Cho tới ngoại trừ trước đó có dự cảm Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên ở ngoài, những người còn lại trong đầu đều tạm thời mất đi năng lực suy tính. Không nghi ngờ chút nào vừa vận cái kia rất có khủng bố năng lượng màu xanh giấu bàn tay là Diệp Thần Phong thi triển, dĩ nhiên đem Tứ tinh bí pháp vạn kiếm rậm rạp dễ như ăn cháo phá tan rồi như vậy diệp thần phong thi triển một chiêu này rốt cuộc muốn cường hãn bao nhiêu tràn ngập tại võ đài trong không khí cho bụi từ từ tản đi rồi ánh mắt của mọi người đều thật chặt như ngừng lại trên võ đài chỉ thấy cả người che kín tiên huyết diệp thần phong hắn vững vàng đứng ở trên mặt đất mà bị năng lượng màu xanh giấu bàn tay đập chúng hoa trường sinh hắn được đánh vào trong lòng đất lúc này hắn cũng không có kiếm ma hóa thân có thể thi triển Cả người hắn được một trường này lấy được cả người xương phấn nát tan, cả người trong lỗ mũi hô hấp đã sớm là đình chỉ, trong con người sinh cơ cũng tiêu tán không còn chút nào. Hoa trường sinh đã bị chết ở tại, đã bị chết ở tại diệp thần phong trong tay. Trận tỉ thí này diệp thần phong thắng lợi rồi. Tiết huyền tình cùng triệu tinh đồ các loại cả đám, bọn hắn mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm đồng thời, kinh hỉ nhất thời che kín bọn hắn cả khuôn mặt đương nhiên bọn hắn khiếp sợ trong lòng là át không thể thiếu, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong trả hội mạnh mẽ như thế chiêu thức, lấy vừa vặn một chiêu kia power tối, tối thiểu nhất là ngũ tinh bí pháp đi nha. Ở chính giữa châu coi như là thiên kiếm tông những này đỉnh cấp thế lực, bọn hắn trong tông môn cũng không tồn tại ngũ tinh bí pháp, mà Diệp Thần Phong lại một mực có thể thi triển ngũ tinh bí pháp. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong hay là từ hạ đẳng vị diện địa huyền giới tới. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trong con ngươi xinh đẹp cũng là dị thải liên tục, hai người bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại còn hội ngũ tinh bí pháp. Hơn nữa loại này ngũ tinh bí pháp power cực kỳ không tầm thường rồi, cho dù tại gia tộc của bọn họ bên trong, cũng có thể xưng là cao giai bí pháp rồi. Giang Thải Huyên thấp giọng nói, hội chế thuốc, hội trận pháp, lĩnh ngộ nhiều như thế kiếm ý cùng áo nghĩa, bây giờ liền ngũ tinh bí pháp cũng có thể thi triển, nếu như nói tên tiểu hỗn đản này không có một tên thực lực cường hãn sư phụ. Ta tuyệt đối không tin, ta là càng ngày càng đối tên tiểu hỗn đản này tò mò. Ngô Lăng Hương cũng nói, xem ra lần này tới đến Trung Châu ngược lại là có chút gặt hái được, nếu như lão tổ nhìn thấy ra hỏa này. Như vậy hắn nhất định sẽ cao hứng. Chính là có người vui mừng có người buồn. Tiết huyền tình tâm tình của bọn họ đích thật là không sai, mà La Thiên Giang cùng La Tha Phương tâm tình nhưng là làm không đẹp đẽ rồi. Hai người bọn họ là giận cắn răng nghiến lợi, Diệp Thần Phong một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ, này để hai người bọn họ quyết định muốn giết chết Diệp Thần Phong rồi, tuyệt đối không thể bỏ mặc Diệp Thần Phong như thế tiếp tục trưởng thành. Kim biết nhảy trong con người kiêng kỵ đã tới đỉnh Phong, lúc này hắn không thể không nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong rồi. Kim Dương mới vỗ vỗ Kim biết nhảy vai, nói, biết nhảy, liền để tiểu tử này trở thành người đá mài dao đi, cho ngươi trở thành thiên huyền giới trẻ tuổi bên trong long lanh nhất người. Hoa Trường Sinh phụ thân Hoa Lưu khoảng không, trên mặt hắn giữ tợn cực kỳ. Hắn giận cả người run rẩy, con trai của hắn thi triển kiếm ma hóa thân, lại còn đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hắn hiện tại có thể cảm nhận được, trước đó Diệp Thần Phong giết La Kỳ trắng La Thiên Giang cùng La Tha Phương hai người bọn họ trong lòng cảm thụ. Về phần Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa hai người này, hai người bọn họ đã là không có gì để nói rồi, Diệp Thần Phong sức chiến đấu thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản không phải cùng Diệp Thần Phong cùng một cấp bậc thượng. Tại tất cả mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, từ thính phòng bên trong vang lên một đạo thanh âm run rẩy. Đến, Chí Tôn thập chuyển, Chí Tôn trí tôn thập truyền, diệp thần phong chính là trong truyền thuyết trí tôn thập truyền. Đạo này thanh âm đột ngột hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung vào diệp thần phong trên người. Chỉ thấy diệp thần phong vừa vận thi triển hai ấn nhưng hám địa thời điểm, cánh tay hắn ống tay áo bị chấn bể rất nhiều, nguyên bản trên cánh tay của hắn thô. Cường tráng tơ máu còn bị áo vụn tay áo cho che kín mà đang ở vừa vặn trên cánh tay của hắn áo vộn tay áo trơn trượt rơi đến trên mặt đất cánh tay hắn thượng cái kia thô cường tráng huyết tuyến nhất thời hiện lên hiện tại trong không khí tự nhiên là được có tâm người phát hiện khi tất cả mọi người đều nhìn thấy diệp thần phong trên cánh tay cái kia thô tráng màu đỏ tơ máu lúc hầu như mỗi một người toàn bộ lâm vào cực hạn trong kinh ngạc trong lòng bọn họ cảm xúc là long trời lở đất bình thường niết bàn về sau tơ máu rất nhỏ cái kia là bình thường huyết tuyến, mà Diệp Thần Phong trên cánh tay huyết tuyến tối thiểu nhất là phổ thông tơ máu gấp 10 lần, nói cách khác cây này tơ máu hẳn là 10 cái phổ thông tơ máu sáp nhập mà thành. Quả thực cùng trong truyền thuyết trí tôn niết bàn miêu tả giống nhau như đúc. Làm sao có khả năng, tiểu tử này thế nào lại là trí tôn thập truyền, kim biết nhảy tâm tình trong nháy mắt không kiểm soát, hắn nhìn không chớp mắt nhìn xem Diệp Thần Phong trên cánh tay thô. Cường tráng tơ máu, này trí tôn thập chuyển vốn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tại viễn cổ thời đại có ai là đến trí tôn thập chuyển? Chẳng trách kim biết nhảy hội không kìm chế được nỗi nòng rồi. Bây giờ Diệp Thần phong trí tôn thân phận của thập chuyển được vạch trần Như vậy hắn cho dù tại về sau trong tỷ thí thắng rồi Diệp Thần Phong, e sợ lần này tất cả mọi người nhớ rõ đều là Diệp Thần Phong, mà không phải hắn kim biết nhảy. Kim Dương mới con người âm trầm, nội tâm lại tràn đầy khiếp sợ, hắn nói ra, biết nhảy, người không cần suy nghĩ nhiều quá, cho dù hắn là trong truyền thuyết trí tôn thập truyền thì lại làm sao? Chỉ cần ngươi tự tay giết hắn, như vậy ngươi chính là giết chết trí tôn thập truyền người rồi, chết đi thiên tài từ từ hội bị người quên lãng, chỉ có còn sống thiên tài hội bị người nhớ kỹ. Mục Thành thông cùng mộ dung giang hai vị này tông chủ, trong lòng bọn họ cũng là thán phục liên tục, diệp thần phong cho bọn họ mang tới xung kích quá lớn. Mục Thành Thông thong thả một hạ tâm tình, nói chẳng trách tên tiểu tử này sẽ như thế tâm cao khí ngạo, chẳng trách tên tiểu tử này không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào rồi. Thân là trí tôn thập chuyển người lẽ ra nên lòng cao hơn trời a hát. Hắn nếu không có phần này ngạo khí, hắn có lẽ không thể nào biết bước vào trí tôn thập chuyển, chỉ là hắn cái này trí tôn thập chuyển nhất định phải nhiều mài nhiều khó khăn rồi. Sau này nếu như chúng ta giúp được một tay địa phương, chúng ta liền giúp một lần đi. Tự xem như là kết một cái thiện duyên. Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa nghe Mục Thành Thông lời nói, nhìn xem Diệp Thần Phong trên cánh tay cái kia thô. Cường tráng huyết tuyến, hai người bọn họ trong lòng là phiên giang đảo hải, thậm chí có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại rồi. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên hai nữ nhân này, các nàng rốt cuộc cũng là trợn mắt hốc mồm, các nàng giải so người bình thường phải nhiều, các nàng hiểu thêm trí tôn thập chuyển ý vị như thế nào, trước đó cho dù Diệp Thần Phong biểu hiện ra lại thiên phú tốt, các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong chính là trí tôn thập truyền. Bởi vì tại hai người bọn họ trong mắt, cái này vùng thiên địa bên trong không thể nào biết sinh ra trí tôn thập truyền người rồi. Tiết huyền tình cùng triệu tinh đồ đám người địa phương. Trước đó Tiết huyền tình nói rồi, Diệp Thần Phong đoán chừng tại thất truyền khoảng chừng bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong chính là trí tôn thập truyền. Khiếp sợ của bọn hắn đương nhiên sẽ không so với những người khác thiếu Thiên phong tông lăng vô song trước hắn một mực coi Diệp Thần Phong là làm khiêu chiến đối tượng, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong một lần lại một lần biểu hiện sau đó hắn là hoàn toàn đoạn tuyệt cái ý niệm này, hắn biết cả đời mình cũng đuổi không kịp Diệp Thần Phong rồi. Vân Ngọc Đường nhưng là hưng phấn ồn ào, Diệp Lão Tổ quá châu tách ra rồi, đây chính là trong truyền thuyết trí tôn thập truyền a -H. Chẳng trách Diệp Lão Tổ sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy hung hãn, tương lai Diệp Lão Tổ khẳng định có thể trèo lên đỉnh thiên huyền giới. Vân Quang Vinh cũng nói, ta cái này diệp lão đệ, hắn đến cùng còn muốn cho chúng ta khiếp sợ bao nhiêu lần. Tại tiếp tục như vậy, trái tim của ta cường đại hơn nữa cũng chịu không được a hát. Đây chính là trí tôn thập chuyển đây này a hát, trong truyền thuyết trí tôn thập chuyển, tại niết bàn cảnh niết bàn số lần càng nhiều, thành tựu tương lai cũng lại càng lớn, càng đến diệp lão đệ có thể đến trình độ gì. Triệu tinh đồ các loại 10 vị trận pháp các phó các chủ, bọn hắn đầy mặt kích động, trong đó lạnh tả long nói ra tại sao ta cảm giác đột nhiên nhiệt huyết dâng trào lên. Có các chủ dẫn chúng ta, tương lai hay là chúng ta sẽ là thiên huyền giới người thống trị, chúng ta hay là có thể mang thiên huyền giới thống nhất. Triệu tinh đồ cũng vội vàng nói, đúng vậy, các chủ hiện tại có chúng ta trận pháp các, còn có viên khôn bọn hắn sắp xây dựng chế thuốc thế lực, lại có vân ra nhóm thế lực giúp đỡ, chúng ta một phương này thế lực xem như là bước đầu thành hình, chỉ cần các chủ có thể một mực tiếp tục trưởng thành, tương lai có những gì là không thể nào phát sinh. Lạnh tả long các loại người tiếng nói phi thường thấp, chỉ có chung quanh bọn họ mấy người có thể nghe được. Mà giờ khắc này đứng ở trên lôi đài diệp thần phong, hắn nhìn xem hiện ra ở trong không khí thô. Cường tráng màu đỏ tơ máu, trong lòng của hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bây giờ thân phận này đã bị mở ra, như vậy hắn cũng không có cái gì tốt băn khoăn rồi chương 2169, Phục sinh phương pháp. Tại trí tôn thân phận của thập chuyển vạch trần sau, toàn bộ khí linh thành nam nghiếm tràng nhấc lên một phen cự sóng lớn. Diệp thần phong đối với ở đây những người này tâm tư, hắn hoàn toàn không có đi suy nghĩ nhiều, hắn đem khí thế thu hồi trong cơ thể sau. Bao phủ lôi đài kết giới liền tiêu tán. Hoa lưu không tự nhưng cũng không dám tại dưới con mắt mọi người đối diệp thần phong động thủ, thiên huyền thịnh điển quy tắc bọn hắn thiên kiếm tông cũng không thể trái với a hát dù sao trước đó tiêu giao cung đã là nuốt giận vào bụng rồi thiên kiếm tông thế lực cũng không mạnh bằng tiêu giao cung một khi trở thành toàn bộ thiên huyền giới công địch đó cũng không phải là chuyện đùa diệp thần phong không muốn tiếp tục lưu lại nam nghiễm chàng bị người làm hầu nhìn lại đi xuống lôi đài sau đó hắn liền hướng ngoài sân rộng đi đến mà tiết huyền tình cùng triệu tinh đổ đám người là vội vội vàng vàng đi theo ở diệp thần phong phía sau hai con mắt huyết hồng một mảnh hoa lưu khoảng không hắn đi lên võ đài hắn nhìn xem trong hố sâu đoạn khí nhi tử hoa trường sinh hắn đem hoa trường sinh từ hố sâu bên trong bế lên hắn rõ ràng cảm giác được hoa trường sinh trong cơ thể xương không có một cái là hoàn hảo rồi trong cơ thể rất nhiều khí quan cũng nứt ra từ hoa trường sinh bên trong thân thể căn bản không tìm được một tia sinh cơ rồi hoa lưu khoảng không trong con người hung tàn quang mang lấp lóe hắn ôm hoa trường sinh thi thể biến mất ở nam trong quảng trường. Thiên huyền thịnh điển một trận cuối cùng chung kết quyết tái, diệp thần phong cùng kim biết nhảy đối quyết, yếu tại luyện khí sư cùng phù sư trận đấu kết thúc sau mới cử hành. Ở đây phần lớn người vẫn không có từ diệp thần phong trí tôn thân phận của thập chuyển bên trong phục hồi tinh thần lại đây. Theo thời gian từ từ chuyển rời, phần lớn người mới bắt đầu tiếp thu sự thực này, bọn hắn từng cái từng cái toàn bộ bắt đầu rời đi nam nghiễm tràng bọn hắn phi thường chờ mong kế tiếp chung kết quyết tái cái kia một hồi quyết đấu đỉnh cao diệp thần phong có thể hay không chiến thắng sâu không lường được kim biết nhảy khí linh thành thiên kiếm tông ở tạm trang viên một giữa bên trong mật thất cả người xương cốt toàn bộ nát tan tắt thở hoa trường sinh hắn nằm ở một khối phiến đá bên trên hoa lưu khoảng không liền đứng ở hoa trường sinh bên cạnh chỉ thấy hoa lưu tay không bên trong xuất hiện một khối hình vuông bàn đá hắn tại đem linh khí truyền vào bàn đá bên trong sau. Từ cả khối bàn đá bên trong tản ra tia sáng chói mắt, theo linh khí càng rót càng nhiều. Oanh! Một tiếng, một vệt hình ảnh tại trên bàn đá phương phù hiện ra. Này trên bàn đá phương hiện lên hình ảnh chính là một cái tiên phong đạo cốt lão đầu, cái này nhắm mắt lại lão đầu, hắn lập tức đem con mắt cho mở ra, từ trong cổ họng hắn phát ra âm thanh uy nghiêm, chuyện gì xảy ra? các ngươi hiện tại hẳn là đi tham gia thiên huyền thịnh điển đi nha. Khi nghe đến trong hình ảnh lão giả câu hỏi sau, hoa lưu khoảng không lập tức một mực cung kính hồi đáp, lão tổ, trường sinh hắn thi triển kiếm ma hóa thân, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đã bị chết ở tại trong tay người khác, giết chết trường sinh tên kia cũng là lần này người dự thi. Hắn không chỉ là trận pháp tông sư, hơn nữa còn là bát phẩm luyện dược sư, thậm chí hắn vẫn là trong truyền thuyết trí tôn thập truyền, lão đầu lông mày lập tức nhíu lại, hoa lưu khoảng không tại thấy cảnh này sau, hắn lại nói: lão tổ, ta tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa ha hát, bằng không ta cũng sẽ không quấy giày lão tổ ngươi bế quan. hoa lưu khoảng không lấy ra khối này bàn đá có thể vạn dặm truyền tin, mà cái này tại trong hình ảnh xuất hiện lão đầu, hắn là hoa lưu khoảng không cùng hoa trường sinh dòng chính lão tổ hoa vạn sông, hắn chính là thứ thiệt thần vương cảnh cường giả. Hoa vạn sông lúc này mới bắt đầu tin tưởng hoa lưu khoảng không nói là sự thật. Tham gia thiên huyền thịnh điển người, tuổi tác chắc chắn sẽ không đại đi nơi nào, có thể tại bằng chừng ấy tuổi đến trận pháp tông sư, bát phẩm luyện dược sư cùng trí tôn thập chuyển, đây cơ hồ chính là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng bây giờ hoa vạn sông cũng không thể không tin tưởng đây là một cái sự thực, hắn biết hoa lưu khoảng không tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn đùa giỡn. Hoa vạn sông nhìn thấy nằm tại phiến đá thượng hoa trường sinh, hắn trong con người cũng tốt biến lên tức giận. Dù nói thế nào hoa trường sinh cũng là hắn dòng chính đời sau, nhìn thấy của mình dòng chính đời sau tắt thở. Hắn làm sao có thể duy trì tâm như chỉ thủy, người kia bây giờ tại thực lực gì? Hoa vạn sông hỏi, hoa lưu khoảng không hồi đáp, lão tổ, tên kia bây giờ mới hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực. Nếu không phải thiên huyền thịnh điển quy tắc, còn có một chút tán tu thật giống đứng ở hắn nhóm phía bên kia, trực tiếp tại vỗ một ít còn lại tông môn, ta trực tiếp liền sẽ động thủ giết tên kia. Hoa vạn sông gật đầu nói, bây giờ hắn tối thiểu tại về mặt thực lực vẫn không có chân chính trưởng thành, nếu hắn cùng chúng ta thiên kiếm tông kết bực này ân hoán, chúng ta tự nhiên không để cho hắn sống tiếp đạo lý, tìm không sơ hở tí nào cơ hội, đem tiểu tử kia đưa lên đường thôi. Chỉ phải làm gọn gàng nhanh chóng một ít là được rồi, không dùng tới đợi được thiên huyền thịnh điển thực sự kết thúc rồi ngươi thân là thiên kiếm tông một tông chi chủ, chuyện nhỏ này tổng hẳn là không làm khó được ngươi đi. Ta ngày gần đây có đột phá dấu hiệu rồi, không thể lập tức xuất quan, bằng không lão phu ta liền tự mình đến một chuyến. Bây giờ trường sinh đã bị chết, nếu hắn thì triển kiếm ma hóa thân, như vậy liền dùng loại kia phục sinh phương pháp đi. Kế tiếp không có việc trọng yếu, ngươi cũng đừng có tới quấy giày ta, ta phải tiếp tục bế quan đột phá. Sức tiếng, chỉ thấy trôi nổi tại trên bàn đá phương hình ảnh biến mất không còn chút nào, hoa lưu khoảng không trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, hắn nhìn xem nằm tại phiến đá thượng không nhúc nhích hoa trường sinh, hắn tạm thời đem trong đầu suy nghĩ đình chỉ. Tại thiên kiếm tông bên trong, phàm là được gieo kiếm ma hạt giống người, một khi đem kiếm ma hạt giống kích phát, tiến vào kiếm ma hóa thân sau đó người sử dụng trái tim liền sẽ trở nên kiên. Cứng rắn như đá, coi như là bị người giết chết cũng là có một lần phục sinh cơ hội không quá nặng mới sống lại người, bọn hắn sẽ tăng nhanh tiến vào con rối trạng thái, nguyên bản dựa vào còn lại một ít phương diện duy trì, có thể kéo dài người sử dụng tiến vào con rối trạng thái, nhưng một lần nữa phục sinh sau đó sẽ ở trong vòng 20 ngày hoàn toàn biến thành một bộ giết người con rối. Bây giờ cũng chỉ có cái biện pháp này có thể để cho hoa trường sinh sống lại. Hoa lưu khoảng không đem chính mình ngón trỏ phá vỡ, hắn cắt ra ngón trỏ điểm ở hoa trường sinh vị trí trái tim hắn đem linh khí toàn bộ hướng về ngón trỏ tụ tập, thông qua ngón trỏ cuồn cuộn không đoạn chảy vào hoa trường sinh trái tim bên trong, đương nhiên từ hắn ngón trỏ bên trong chảy ra tiên huyết, cũng đang không ngừng thẩm thấu tiến hoa trường sinh trái tim bên trong. Từ hoa trường sinh trái tim bên trong trong dây lát bạo phát ra một cổ cường đại sóng năng lượng. Phù phù, phù phù, phù phù. Hoa trường sinh trái tim đột nhiên khôi phục nhảy lên. Răng rác, răng rác, răng rác, Hoa trường sinh toàn thân nát bấy xương cốt cũng tại khôi phục nhanh chóng, bên trong thân thể của hắn bị tổn thương khí quan đồng dạng đang nhanh chóng chữa trị. Bên trong thân thể của hắn thật khí thế lại đang nhanh chóng kéo lên. Này thi triển kiếm ma hóa sau khi chết lại sống lại người, bọn hắn mặc dù sẽ ra tốc tiến vào không có tư tưởng con rối trạng thái, nhưng là thực lực của bọn họ cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt được một cái nhanh chóng tăng lên. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Hoa Trường Sinh thực lực liền một đường tăng vọt, tại bước vào địa thần cảnh một tầng sơ kỳ sau đó mới đình chỉ lại. Thương thế trên người hắn tại khôi phục nhanh chóng, hắn mặt ngoài thân thể vết thương rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Nằm tại phiến đá thượng Hoa Trường Sinh, hắn từ từ mở mắt ra, làm hắn nhìn thấy cha mình Hoa Lưu Trống không thời điểm, hắn trong con người còn có mấy phần mê man. Ở trong đầu hắn ký ức từ từ khôi phục, sau đó hắn lửa giận trên mặt là càng ngày càng thịnh vượng hắn cảm thụ bên trong thân thể địa thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế. Hắn mở miệng nói, phụ thân, ta đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay. Ta được Diệp Thần Phong giết đi. Ngươi là dùng loại phương pháp kia giúp ta phục sinh. Nói cách khác ta tại trong vòng 20 ngày, ta liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn không có tư tưởng giết người khôi lỗi. Tại sao ta thi triển kiếm ma hóa thân, ta còn là đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay. Hoa lưu khoảng không ngưng lông mày, nói trường sinh, tên kia chính là trong truyền thuyết trí tôn thập truyền. Tại hoa trường sinh sau khi chết, Diệp Thần Phong trí tôn thân phận của thập truyền mới bị vạch trần, cho nên hoa trường sinh tự nhiên không biết chuyện này rồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong chính là trong truyền thuyết trí tôn thập truyền sau đó hoa trường sinh sửng suốt tốt một lúc sau, trong cổ họng hắn cản rỡ bắt đầu cười lớn, theo tiếng cười càng lúc càng lớn, trên mặt hắn vẻ mặt cũng càng ngày càng dữ tợn rồi, hắn quát, dựa vào cái gì? hắn dựa vào cái gì là trong truyền thuyết trí tôn thập truyền. Ta muốn tự tay giết Diệp Thần Phong, ta muốn tự tay giết hắn, bằng không ta biến thành con rối cũng sẽ không cam lòng. Hoa lưu khoảng không an ủi, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta tới giúp ngươi mưu tính, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này, cho ngươi tự tay đem Diệp Thần Phong tính mạng giải quyết. Trường 2170, nhất định phải chu diệt. Màn đêm buông xuống, thiên kiếm tông trang viên bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang. Ngoại trừ ngồi trên ghế dựa hoa lưu khoảng không, cùng đứng ở hoa lưu khoảng không bên cạnh hoa trường sinh bên ngoài. Là Thiên Giang, là Tha Phương, Kim Dương Mới, Kim Biết Nhảy cùng tôn nhiều năm cũng đều tại. Tiêu Giao Cung, Kim Gia cùng luyện giữa các lão tổ, những người này đều là phi thường hy vọng diệp thần phong mất mạng người. Là hoa lưu khoảng không đem những người này mời tới đây, vì chính là thương lượng mau chóng giải quyết Diệp Thần Phong, không cần đợi được Thiên Huyền Thịnh Điển kết thúc, lấy Diệp Thần Phong bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu, ai biết Diệp Thần Phong có còn hay không lá bài tẩy, ai biết Kim Biết Nhảy có thể hay không chiến thắng Diệp Thần Phong. Bên trong đại sảnh bầu không khí có phần yên tĩnh. La Thiên giang đám người ánh mắt bồi hồi ở hoa trường sinh trên người, bọn hắn tự nhiên cũng là giải một ít Thiên Kiếm Tông sự tình bây giờ nhìn thấy hoa trường sinh chết rồi sống lại cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Bọn họ cũng đều biết hoa trường sinh trong vòng 20 ngày sẽ biến thành một bộ chiến đấu khôi lỗi, một khi biến thành con rối như vậy cùng chết rồi còn có khác biệt sao? Thế nhưng, thiên kiếm tông loại thủ pháp này vẫn là vô cùng huyền diệu, chẳng khác gì là giúp hoa trường sinh tiếp theo mười mấy đến hai mươi ngày mệnh. Hoa lưu khoảng không trước tiên phá vỡ yên lặng, ta nghĩ ta mời các ngươi tới mục đích, các người hẳn là phi thường đã minh bạch, chúng ta nhất định phải phải mau sớm giải quyết Diệp Thần Phong, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, nếu như như thế mang xuống, nếu như bị Diệp Thần Phong may mắn sống tiếp rồi. Tương lai đợi được Diệp Thần Phong chân chính trưởng thành, e sợ các vị đang ngồi đều không thể tránh khỏi cái chết. Tuy rằng Diệp Thần Phong bây giờ mới hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, nhưng hắn chính là trí tôn thập chuyển, hắn còn có trận pháp tông sư cùng bát phẩm thân phận của luyện dược sư, Hắn có thể bình an sống tiếp, hắn đem đến tuyệt đối có thể ung dung đối phó chúng ta." Tôn nhiều năm cũng gật đầu nói, lời nói là nói không sai, hai ngày nay ta luyện dược các phó các chủ viên khôn cùng cao đức rõ ràng cũng đang không an phận lên, bọn hắn rất có thể hội thoát ly ta luyện dược các, thậm chí bước lên Diệp Thần Phong thuyền, cùng Diệp Thần Phong đồng thời trùng tân tổ xây một cái chế thuốc thế lực dù sao Diệp Thần Phong cũng là bát phẩm luyện dược sư, bọn hắn có năng lực trùng tân tổ kiến một tên luyện dược sư thế lực rồi. Nếu có một cái khác chế thuốc thế lực xuất hiện, như vậy ta luyện dược các nhất định sẽ kém xa trước đây, Diệp Thần Phong nhất định muốn mau chóng chu diệt, chỉ cần Diệp Thần Phong vừa chết, như vậy viên khôn cùng cao đức rõ ràng liền không dám tùy ý thoát ly luyện dược các rồi. Dù sao hai người bọn họ chỉ là thất phẩm luyện dược sư mà thôi, hơn nữa là không cách nào luyện chế đan văn thất phẩm luyện dược sư, quang dựa vào hai người bọn họ xây dựng chế thuốc thế lực, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Tại tôn trưởng năm rước tiếng sau đó bên trong đại sảnh lại yên lặng lên. Thật sự là Diệp Thần Phong người này biến cố nhiều lắm, một lần lại một lần ngoài dự liệu của bọn họ, tại bây giờ thiên huyền thịnh điển bên trong muốn lập tức giết Diệp Thần Phong, này nhất định muốn bỏ phí một phen công phu. Đứng ở Kim Dương mới bên cạnh Kim biết nhảy, Hắn nói ra, các vị tiền bối, ta chắc chắn chiến thắng Diệp Thần Phong, ta có thể tại trong trận chung kết muốn Diệp Thần Phong tính mạng. Hoa Trường Sinh cũng lập tức mở miệng nói, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quá tự tin tốt, đang cùng Diệp Thần Phong tỉ thí trước đó, ta cũng cho là mình có thể ung dung giết chết Diệp Thần Phong, nhưng cuối cùng ta đem lá bài tẩy đã dùng hết. Ta còn là đã bị chết ở tại trong tay hắn, ngươi có thể xác định Diệp Thần Phong đã đem chỗ có thể thi triển toàn bộ thi triển ra sao? vạn nhất hắn chả có lá bài tẩy đâu này. Đến lúc đó người kim biết nhảy chỉ có chết tại diệp thần phong trên tay phần. Kim biết nhảy con người che lấp cực kỳ, hắn liếc nhìn hoa trường sinh, khi hắn còn muốn mở miệng thời điểm, kim dương mới nói, biết nhảy, người an tĩnh đứng ở một bên là được rồi. Kỳ thực ta cũng không quá yên tâm ngươi tham gia chung kết quyết tái rồi, trước đó ta cũng cho rằng cho dù Diệp Thần Phong là trí tôn thập truyền, nhưng dù sao thực lực của hắn mới hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Thế nhưng, ta vừa vặn suy nghĩ một chút, ta càng phát cảm thấy Diệp Thần Phong quá tà hồ, ngươi nhưng là chúng ta kim gia thiên tài, kim gia đem đến còn muốn dựa vào ngươi, nếu như có thể lại chung kết quyết tái trước đó. Đem Diệp Thần Phong giết đi, như vậy đây là không thể tốt hơn được rồi. La Thiên Giang cũng cuối cùng mở miệng, muốn phải mau sớm giết Diệp Thần Phong để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, thậm chí là yếu trên trời huyền thịnh biển chung kết quyết tái trước đó giết hắn, như vậy này sợ là chúng ta nhất định phải muốn hảo hảo mưu tính một chút. Bây giờ có rất nhiều tán tu đánh thiên huyền thịnh điển quy tắc danh nghĩa, trên thực tế lại là tại thiên vị diệp thần phong, chúng ta đây cũng là không có cách nào phản bác. Cuống chi những tán tu kia bên trong còn có thần vương cảnh người, liền coi như chúng ta mạnh mẽ hơn giết diệp thần phong, như vậy toàn bộ thiên huyền giới những tông môn khác sẽ như thế nào xem đợi chúng ta quan trọng nhất là đốt ma cốc cùng mộ dung ra tuyệt đối sẽ không xem trò vui bọn hắn thậm chí hội đổ thêm dầu vào lửa bọn hắn rất có thể sẽ lấy chính nghĩa danh tiếng hiệu triệu hết thảy thiên huyền giới tông môn liên thủ đến đối phó chúng ta đến lúc đó bọn hắn dù sao sư xuất hữu danh chúng ta là trái với quy tắc người chỉ sợ bọn họ hội nhất hô bá ứng đây cũng không phải là ta kết quả mong muốn bằng không lão phu hội nuốt giận vào bụng sao lão phu ta đã sớm một cái tát đập chết tiểu tử kia La Tha Phương lập tức nói ra, lão tổ nói không sai a à hát. Muốn tại chung kết quyết tái trước đó giết diệp thần phong, chúng ta nhất định phải phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp mới được, chúng ta tốt nhất là không yếu tự mình ra tay, tốt nhất có người có thể thay chúng ta ra sức, chúng ta chỉ cần tại hậu trường bày ra chuyện này là được rồi. Hoa lưu khoảng không suy ngẫm nói, diệp thần phong không phải là cùng tiết ra, tiêu ra, thánh ma tông nhóm thế lực không hợp nhau sao? Những thế lực này e sợ ước gì Diệp Thần Phong chết đây. Nếu có giết chết Diệp Thần Phong cơ hội, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, chúng ta có thể mượn bọn họ tay đến đưa Diệp Thần Phong đi Diêm Vương điện đăng báo nói. Kim Dương mới lên tiếng, đề nghị này không sai, bất quá, tiết ra những kia thực lực cũng sẽ không cho chúng ta bạch bạch sử dụng như thương, trừ phi chúng ta có thể vì bọn hắn sáng tạo một cơ hội. La Du mới lên tiếng nói, chúng ta trước tiên có thể tại Nam Nghiễm Tràng bố trí một phen, tại luyện khí sư trận đấu kết thúc, hoặc là phù sư thi đấu lúc kết thúc, chúng ta là có thể trực tiếp đối diệp thần phong động thủ. Đương nhiên trọng yếu nhất, chúng ta nhất định muốn bố trí phi thường hoàn thiện, tại ta tiêu giao cung bên trong có một kiện nửa bước tiên khí, chuyên môn dùng để tránh né tai nạn, vừa vặn cái này nửa bước tiên khí lần này ta mang ở trên người rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể chế tạo ra một ít giả tạo hỗn loạn cùng nguy hiểm đi ra, sau đó ta liền lập tức mở ra nửa bước tiên khí, để người ở chỗ này toàn bộ trốn nửa bước tiên khí bên trong. Ngoại trừ Diệp Thần Phong, cùng với cùng Diệp Thần Phong có cửu oán tiết ra các loại tông môn. Đến lúc đó trên quảng trường chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong cùng tiết ra các loại thực lực, những thực lực này tự nhiên sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ, cho dù Diệp Thần Phong chết rồi cũng có thể đổ cho hỗn loạn. Bất quá, cái này giả tạo hỗn loạn cùng nguy hiểm, chúng ta nhất định muốn làm lấy giả đánh cháo, bằng không mục thành thông bọn hắn nhất định sẽ nhìn ra sơ hở tới. Chúng ta muốn cho mục thành thông bọn hắn cũng tin là thật, yếu để cho bọn họ cũng trốn nửa bước tiên khí bên trong, đến lúc đó sẽ không có người sẽ cho Diệp Thần Phong rũi ra cứu viện rồi. Khi nghe đến đề nghị này sau, Hoa Lưu khoảng không nói ra, này ngược lại là một cái phi thường biện pháp không tệ, bố trí giả tạo sự tình giao cho chúng ta thiên kiếm tông đến làm đi. Nếu như có thể tại đêm nay bố trí xong, như vậy đợi ngày mai luyện khí sư trận đấu kết thúc, chúng ta là có thể thực hành cái kế hoạch này rồi. Nhưng mà nếu như bố trí không xong, như vậy chỉ có thể các loại phù sư trận đấu kết thúc, nữa đối diệp thần phong động thủ. Kim Dương mới lên tiếng, chúng ta Kim ra đối bố trí giả tạo nguy hiểm cùng hỗn loạn cũng là có chút nghiên cứu, chúng ta Kim ra cũng suốt một phần lực đi vậy ta đi tìm người bí mật thông báo tiết ra cùng tiêu ra nhóm thế lực la tha phương nói chu diệt diệp thần phong kế hoạch tính là có tin tức rồi nếu như cái kế hoạch này áp dụng như vậy có thể nói là không chê vào đâu được cho dù đến lúc đó đốt ma cốc cùng mộ dung ra người phát hiện không đúng cũng là chuyện vô bổ rồi diệp thần phong bọn hắn đã bị chết đốt ma cốc cùng mộ dung ra đi đâu mà tìm chứng cứ kim biết nhảy trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm nội tâm hắn là muốn tự tay chu sát diệp thần phong hắn muốn chứng minh hắn tại về mặt chiến lược mạnh hơn diệp thần phong nhưng bây giờ kế hoạch đã định xuống hắn không có giết chết diệp thần phong cơ hội rồi tại bọn hắn bắt đầu từng người sắp xếp cùng bố trí chu diệt diệp thần phong hành động sau bên trong đại sảnh chỉ còn dư lại kim biết nhảy cùng hoa trường sinh rồi thân ở địa thần cảnh một tầng sơ kỳ hoa trường sinh hắn nói ra diệp thần phong tính mạng nhất định là ta hoa trường sinh người cũng đừng có gì nhớ. Kim biết nhảy cười lạnh nói, hoa trường sinh, người bây giờ rất đắc ý sao? Người chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ khôi lỗi rồi, ta thật không biết người đắc ý là từ đâu tới. Hoa trường sinh nghe vậy. Khí thế của hắn nhất thời ép về phía kim biết nhảy. Mà kim biết nhảy tại hoa trường sinh địa thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế dưới, hắn dĩ nhiên có thể thừa nhận, nói cách khác, này kim biết nhảy tối thiểu không thể so hoa trường sinh sức chiến đấu kém. chương 2171, chả cần phải so với sao. Một hồi âm mưu chính ở trong bóng tối thủ thế chờ đợi. Ngày thứ hai, toàn bộ khí linh trong thành bầu không khí là càng ngày càng tăng vọt rồi, chỉ bởi vì lần này có một cái gọi là diệp thần phong ra hỏa đột nhiên xuất hiện. Nói thật ra, những kia khí linh trong thành người thu luyện, bọn hắn đối luyện khí sư cùng phù sư thi đấu không có hứng thú quá lớn rồi, bọn hắn chân chính cảm giác hứng thú chính là một trận cuối cùng Diệp Thần Phong cùng Kim Biết nhảy quyết đấu đỉnh cao. Tối hôm qua Diệp Thần Phong tại trở về thiên thuận Oxen hao phân bộ sau, hắn liền một người tiến vào phòng điều dưỡng rồi, dù sao hắn chịu một chút thương thế, hắn cũng không hề thi triển bất tử kim thân, điểm ấy thương thế chả không cần lãng phí trong cơ thể thần huyết từ khi thiên huyền thịnh điển cùng tứ sư tranh bá bắt đầu tới nay. Diệp thần phong liền một lần lại một lần kích thích tiết huyền tình cùng triệu tinh đổ đám người thần kinh não bộ, này làm cho tiết huyền tình bọn hắn đã cực độ chết lặng. Tại ngày hôm qua sau khi trở về, bọn hắn cũng không hề đối diệp thần phong hạch hỏi. Diệp thần phong chỉ là để cho bọn họ tăng nhanh di chuyển tốc độ, cần phải hãy mau đem tương quan người chuyển đến thiên nguyên cổ thành bên trong. Về phần luyện khí sư thi đấu, Diệp Thần Phong để tiết huyền tình chính bọn hắn đi quan sát, hắn tùy tiện tìm một cái yếu bế quan mượn cớ. Dù sao hắn là lấy mặt nạ màu trắng thân phận của người đi tham gia luyện khí sư so tài. Tiết huyền tình cùng triệu tinh đồ đám người cho rằng Diệp Thần Phong yếu điều chỉnh trạng thái, sau cùng Kim biết nhảy triển khai đỉnh phong một trận chiến, bọn hắn tự nhiên cũng không tiện quấy giày Diệp Thần Phong, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể tự mình đi quan sát luyện khí sư so tài có thể nói thiên huyền thịnh điển cùng tứ sư tranh bá đã tiến vào phần kết giai đoạn rồi. Lần này thiên huyền thịnh điển cùng tứ sư tranh bá đối với rất nhiều người tới nói là dị thường đặc sắc. Tại triệu tinh đồ cùng tiết huyền tình đám người tiến vào thính phòng bên trong trận pháp các phòng khách quý sau đó không lâu, trên mặt mang mặt nạ màu trắng diệp thần phong cũng xuất hiện tại nam nghiễm tràng bên trong. Tiến hành luyện khí sư trận chung kết đài cao đã một lần nữa đáp thành lập xong được. Luyện khí các lão tổ đàm nguyên vũ các chủ rừng thọ bình ba vị phó các chủ sư anh trác cao vũ trúc cùng vương hưng hoài cũng đã đứng ở trên đài cao. Đàm nguyên vũ bọn người ở tại nhìn thấy mặt nạ màu trắng người thật sự tới tham gia trận chung kết sau đó trong lòng bọn họ cũng không phải cấm vui vẻ. Lúc trước Diệp Thần Phong hàng phục khí linh chu tước hình ảnh trả rõ ràng trước mắt đây này tuy rằng Diệp Thần Phong không có tại trước mặt bọn họ chính thức luyện chế qua bất kỳ vũ khí nào, nhưng đàm nguyên vũ bọn hắn đã sớm suy đoán diệp thần phong có thể là ngũ phẩm luyện khí sư thậm chí là lục phẩm luyện khí sư liền ngay cả rừng thọ bình đệ tử đắc ý kim biết nhảy cũng chẳng qua là ngũ phẩm luyện khí sư mà thôi này kim biết nhảy tại luyện khí chi trên có được trời cao chiếu cố thiên phú nguyên bản lần này luyện khí sư thi đấu nên là kim biết nhảy một người thanh tú chàng bây giờ xem ra này phải dẹp bất quá rừng thọ bình ngược lại cũng không phải một cái lòng giả cực kỳ chật hẹp người hắn muốn so luyện dược các tôn nhiều năm cùng lương khang an tốt không ít đang nghe theo lão tổ giáo huấn sau đó hắn cũng là chân tâm thật ý muốn đem diệp thần phong kéo vào luyện khí các bên trong thiên kiếm tông phòng khách quý bên trong kim gia tiêu giao cung cùng tôn nhiều năm đều tụ tập ở nơi này có thể nói bọn họ là bận rộn trọn vẹn một buổi tối bọn hắn vì chu diệt diệp thần phong có thể nói là nhọc lòng la tha phương trong con người sát ý lấp lánh nói, ngày hôm qua ta đã sai người bí mật liên lạc đã đến tiết ra cùng tiêu ra nhóm thế lực, bọn hắn toàn bộ đồng ý kế hoạch của chúng ta, chỉ cần chúng ta cho bọn họ sáng tạo cơ hội. Như vậy bọn hắn hội không chút do dự giết Diệp Thần Phong. Hoa Lưu Khoảng không cũng nói, tối hôm qua chúng ta cùng Kim gia chủ bọn hắn, đồng dạng là bí mật tại quảng trường này thượng bố trí xong rồi, hiện tại có thể nói là vạn sự đều đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Kim Dương mới cao mày nói ra, ta không nhìn thấy Diệp Thần Phong xuất hiện ở đây, chỉ có triệu tinh đồ bọn hắn đi vào trận pháp các phòng khách quý bên trong, nếu như tiểu tử kia hôm nay không xuất hiện, cái kia sợ là chúng ta Kim Thiên vẫn không có cơ sẽ động thủ. Tôn nhiều năm cười nói, hôm nay không xuất hiện, hắn ngày mai tổng hẳn là muốn xuất hiện a. À. Ngày mai không xuất hiện, hắn hậu thiên hẳn là muốn xuất hiện đi nha. Chỉ cần trên trời huyền thịnh điển chung kết quyết tái trước khi bắt đầu, Chúng ta đem kế hoạch này thực thi xong xuôi là được rồi. Mà ở Thiên Kiếm Tông các loại tông môn bí mật cho Diệp Thần Phong đặt bẫy thời gian. Thính phòng trong người tu luyện bọn họ là nghị luận ẩm ĩ. Lúc trước Diệp Thần Phong mang mặt nạ màu trắng tiến vào luyện khí các tổng bộ, bọn hắn đều cho rằng Diệp Thần Phong là đi tìm chết, bây giờ nhìn thấy cái này mặt nạ màu trắng người xuất hiện tại trong trận chung kết, bọn hắn trước đó còn tưởng rằng mặt nạ màu trắng người đã đã bị chết ở tại khí linh chu tước trong tay rồi lần này luyện khí sư đoạt giải quán quân nhân tuyển không thể nghi ngờ là kim biết nhảy rồi dù sao kim biết nhảy chính là thứ thiệt ngũ phẩm luyện khí sư những người còn lại hay là chả cũng không biết mặt nạ màu trắng người nhưng kim biết nhảy đã từ rừng thọ bình khẩu bên trong hiểu được một ít chuyện ánh mắt của hắn thỉnh thoảng trôi về đứng ở một bên mặt nạ màu trắng người làm luyện khí sư so tài đã đến giờ sau đàm nguyên vỗ thong dong bình tĩnh đứng trước một bước trong lòng của hắn đối cuộc tranh tài này không có bất kỳ hứng thú gì dưới cái nhìn của hắn mặt nạ màu trắng người nên thu được cuối cùng quán quân đối với một hồi không có bắt đầu nhưng đã biết kết quả thi đấu có ai hội hết sức cảm thấy hứng thú cho nên liền ở vừa vặn thi đấu sắp trước khi bắt đầu đàm nguyên vũ lợi dụng truyền âm phương thức hắn và rừng thọ bình đẳng người nói chuyện với nhau một phen hắn chuẩn bị một lần nữa sửa chữa một cái so tài quy tắc tranh thủ để trận này đã biết kết quả thi đấu mau chút hạ màn. Đàm Nguyên Vũ hắng giọng một cái, cánh tay vung lên, nói, lần tranh tài này quy tắc tạm thời làm ra một ít thay đổi, các người trước tiên thử một chút từng người luyện khí sư cấp bậc. Chúng ta suy nghĩ thêm kế tiếp hẳn là phải như thế nào khảo hạch. Tại Đàm Nguyên Vũ bên phải địa phương xuất hiện một khối màu đen kịt bia đá, đây là chuyên môn dùng để kiểm tra luyện khí sư cấp bậc, chỉ cần đưa bàn tay đè lên, mặt trên tự nhiên sẽ cho thấy người bây giờ cấp bậc rồi. Đàm Nguyên Vũ lên tiếng sau, người dự thi đương nhiên sẽ không phản đối, một cái người dự thi lần lượt đưa bàn tay đặt tại đen nhánh trên bia đá. Có chính là tam phẩm luyện khí sư, mà có chính là tứ phẩm luyện khí sư, liền ngay cả một tên ngũ phẩm luyện khí sư cũng không có, ở đây chỉ có Diệp Thần Phong cùng Kim Biết Nhảy không có khảo nghiệm. Kim Biết Nhảy liếc nhìn Diệp Thần Phong sau đó hắn cũng đi tới màu đen kịt trước tấm bia đá, Tại đưa bàn tay theo như tại trên tấm bia đá, sau đó màu đen kịt trên bia đá không thể nghi ngờ hiện ra một cái năm. Chữ, chuyện này ý nghĩa là hắn chính là ngũ phẩm luyện khí sư. Tại Kim biết nhảy thi kiểm tra xong sau đó hắn đem con mắt nhìn Diệp Thần Phong. Bây giờ mang mặt nạ màu trắng Diệp Thần Phong, hắn cũng không sợ tiết lộ chính mình bát phẩm thân phận của luyện khí sư rồi, dù sao mặt của hắn được mặt nạ màu trắng cho che lại. Ở đây khán giả đối cuộc tranh tài này là không hứng lắm, đặc biệt là nhìn thấy kiểm tra cấp bậc kết quả sau đó quả nhiên như bọn hắn dự liệu như vậy, cuối cùng đoạt giải quán quân phải là kim biết nhảy rồi. Diệp thần phong bình thản đi tới màu đen kịt trước tấm bia đá, hắn đưa bàn tay đặt tại trên tấm bia đá. Đàm nguyên vũ đám người hết sức tò mò diệp thần phong chân chính luyện khí cấp bậc, bọn hắn nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm màu đen kịt bia đá. Làm màu đen kịt bia đá khẽ run thời điểm. Đàm nguyên vũ bọn hắn nín thở, chỉ có chắc suất là ngũ phẩm bên trên luyện khí sư, khảo nghiệm này bia đá mới sẽ sinh ra biến hóa. Hơn nữa màu đen kịt bia đá run run càng ngày càng lợi hại rồi. Không bao lâu thời gian, từ màu đen kịt trên bia đá từ từ hiện ra một cái tám. Chữ, cái này tám. Chữ hiện ra sau, không riêng gì đàm nguyên vũ đám người trợn to hai mắt, ở đây những kia buồn ngủ khán giả, thân thể bọn họ đột nhiên run lên, Bọn hắn tỉnh táo lại, bọn hắn dùng sức nháy mắt, bọn hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy được. Tại luyện khí sư trong trận đấu cũng xuất hiện một vị trẻ tuổi bát phẩm luyện khí sư. Trước đó tại luyện dược sư trong trận đấu, nhưng là đã xuất hiện Diệp Thần phong cái này bát phẩm luyện dược sư rồi. Lần này Thiên Huyền Thịnh Điển đến cùng là thế nào, tại sao những kia không có danh tiếng gì hắc mã từng thuất rồi từng thuất xông ra? phải biết đàm nguyên vũ cùng rừng thọ bình cũng chẳng qua là bát phẩm luyện khí sư mà thôi đàm nguyên vũ bọn người trong nội tâm một trận cay đắng bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới diệp thần phong dĩ nhiên là bát phẩm luyện khí sư bọn hắn trước đó suy đoán diệp thần phong là lục phẩm luyện khí sư đã là lớn mật đoán dù sao diệp thần phong tuổi tác trả cũng không lớn đây này kim biết nhảy đang nhìn đến kết quả khảo nghiệm sau trong lòng hắn lạnh lẽo hiện lên nhưng hắn rất nhanh sẽ áp chế xuống rồi Đàm Nguyên Vũ liếc mắt nhìn Kim Miết nhảy các loại người dự thi, hỏi cuộc tranh tài này chả cần phải làm hạ thấp đi sao. Nếu như nói Diệp Thần Phong chỉ là lục phẩm luyện khí sư, như vậy cuộc tranh tài này đến vẫn là có thể so một lần, nhưng bây giờ Diệp Thần Phong chính là bát phẩm luyện khí sư. So với cấp bậc cao nhất kim biết nhảy đều cao hơn 3 phẩm cấp đây này bát phẩm luyện khí sư cùng ngũ phẩm luyện khí sư căn bản không thể đủ tương để tịnh luận, cho nên cuộc tranh tài này hoàn toàn không có tiếp tục nữa nhất định muốn chương 2172, phòng 3 sắp tới. Mặt nạ màu trắng người, bát phẩm luyện khí sư, đây cũng một cái đại lãnh môn tuôn ra sau. Không thể nghi ngờ lại tại Nam trên quảng trường nhắc lên một trận gợn sóng, liền ngay cả chính đang thương thảo chu diệt diệp thần phong thiên kiếm tông các loại tông môn, bọn hắn cũng tạm thời để xuống trong nội tâm đam Chiêu. Bát phẩm luyện khí sư có thể nói là thiên huyền giới đỉnh cao nhất luyện khí sư rồi, nếu như có thể mang người bậc này mới mời chào vào nhập tông môn, như vậy tuyệt đối là như hổ thêm cánh, quan trọng nhất là mặt nạ màu trắng người niên kỷ còn nhẹ, tương lai bước vào trí tôn luyện khí sư khả năng vô cùng lớn. La Thiên Giang cao mày nói, lần này thiên huyền thịnh biển quá quái lạ rồi, làm sao loại này liền ngay cả viễn cổ thời đại đều sẽ không xuất hiện thiên tài, dĩ nhiên lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Diệp Thần Phong cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sau đó lại là phù sư trong trận đấu cái kia mặt nạ màu đen người, bây giờ lại là luyện khí sư trong trận đấu mặt nạ màu trắng người, quả thực là khiến người ta quá không thể tưởng tượng nổi. La Thiên Giang đám người đương nhiên sẽ không thanh mặt nạ màu đen nhân hòa mặt nạ màu trắng người liên tưởng đến nhau, dù sao Diệp Thần phong khí tức trên người tại lão Bạch cùng lão Hắc dưới sự giúp đỡ có chỗ chuyển biến, có thể nói mặt nạ màu đen nhân hòa mặt nạ màu trắng người khí tức trên người hoàn toàn khác nhau. Hoa lưu khoảng không cười nói, là tiền bối, lần này các người tiêu giao cung cần phải dơ cao đánh khẽ a hát. Thẳng thắn thanh này mặt nạ màu trắng người nhường cho chúng ta thiên kiếm tông mời chào đi. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía kim dương mới, nói các ngươi kim gia nhưng là đã có một vị luyện khí thiên tài, cái này mặt nạ màu trắng người gia nhập các ngươi kim gia cũng hết tác dụng rồi. La thiên giang không có mở miệng, ngược lại là la tha phương nói chuyện, hoa tông chủ, Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm chứ Chúng ta nên cân nhắc phải như thế nào mau chóng chu diệt diệp thần phong tiểu tử kia Đồng thời, đốt ma cốc phòng khách quý bên trong Mộ dung ra người cũng ở trong đó Mục thành thông thở dài nói Chẳng lẽ thật sự sắp biến thiên rồi sao Các loại thiên tài lần lượt nhô ra Những thiên tài này ánh sáng yếu so với các người này Cái gọi là trung châu mũ đại công tử trói mắt hơn nhiều này làm cho Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa trên mặt khiếp sợ nhanh chóng thu liếm, mà mộ dung giang cũng nói, không nghĩ tới lần này thiên huyền thịnh điển cùng tứ sư tranh bá bên trong hội bốc lên nhiều như vậy thiên tài đến, ta nhận thức vì cái này mặt nạ màu trắng người, chúng ta nhất định muốn hảo hảo tranh thủ một cái, lấy hắn bát phẩm thân phận của luyện khí sư, gia nhập luyện khí các đối với hắn mà nói không có quá lớn lực hút, chỉ cần chúng ta đưa ra đầy đủ lợi ích, hay là tên này mặt nạ màu trắng người sẽ chọn gia nhập chúng ta mà trận pháp các phòng khách quý bên trong, tiết huyền tình cùng triệu tinh đồ các loại người đồng thời là sợ hãi than làm. Bọn hắn không nghĩ tới ngoại trừ diệp thần phong ở ngoài, tại trẻ tuổi bên trong vẫn còn có cỡ này ánh sáng trói lọi mắt nhân vật. Bát phẩm luyện khí sư A Hát, bực này thân phận không thể so diệp thần phong bát phẩm luyện dược sư tranh lệch, tốt đang nghĩ đến diệp thần phong vẫn là trận pháp tông sư cùng trí tôn thập truyền này làm cho tiết huyền tình cùng triệu tinh đổ đám người thăng bằng một ít trong lòng bọn họ đương nhiên là hy vọng Diệp Thần Phong nghiêu nhất tách ra rồi. Nếu để cho bọn hắn biết đứng ở trên đài cao bát phẩm luyện khí sư chính là Diệp Thần Phong, e sợ tiết huyền tình cùng triệu tinh đồ các loại trái tim của người ta lại phải tiếp nhận một lần khảo nghiệm nghiêm trọng rồi, nói không chắc sẽ trực tiếp động kinh đi qua. Cái này cũng là Diệp Thần Phong một mực chưa nói cho bọn hắn biết nguyên nhân, vạn nhất thật đem những này người lập tức kích thích quá mức rồi, nói không chắc hội cho tâm tính của bọn họ tạo thành ảnh hưởng về sau từ từ từng cái từng cái vạch trần, như vậy cũng cho tiết huyền tình bọn hắn thích ứng thời gian. Về phần ngồi ở thính phòng bên trong ngô lăng hương cùng giang thải huyên hai nữ nhân này. Hai người bọn họ lông mày một mực nhíu thật chặt, các nàng luôn cảm giác mặt nạ màu trắng người khí tức trên người có một chút quen thuộc, trên người các nàng cảm ứng pháp bảo có thể cảm giác được bản nguyên hơi thở, có thể có lão bạch cùng lão hắc che giấu, này để hai người bọn họ cũng cảm giác không gian này quen thuộc đến cùng là tới từ ở nơi nào. Giang Thải Huyên ngữ khí ngưng trọng nói, này thật sự chính là Trung Châu sao? Cỡ này tuổi bát phẩm luyện khí sư, chúng ta giang ra chắc chắn phải có được. Ngô Lăng Hương không thoái nhượng nói, vẫn là câu nói kia, hai chúng ta cộng đồng mời, xem cuối cùng cái này mặt nạ màu trắng người sẽ đáp ứng gia nhập ai đi. Đương nhiên nếu như người nguyện ý thanh diệp thần phong nhường cho chúng ta ngô ra, như vậy cái này mặt nạ màu trắng người có thể đi theo ngươi đi hắn cũng là bát phẩm luyện khí sư các ngươi giang gia không chịu thiệt giang thải huyên hừ lạnh một tiếng người lập tức sửa lời nói ngô lăng hương những câu nói này ngươi vẫn là ít nói cái này mặt nạ màu trắng người ngươi cầm diệp thần phong ta chắc chắn phải có được xem ra ngô lăng hương cùng giang thải huyên đối diệp thần phong chả thật không phải bình thường chấp nhiệm. mà trên đài cao tại đàm nguyên vũ câu hỏi bên dưới Kim biết nhảy các loại người dự thi đều lực bất tòng tâm, cùng một cái bát phẩm luyện khí sư tỉ thí, cuối cùng không phải tự dước lấy nhục sao. Kết quả là, người dự thi mỗi một người đều thừa nhận Diệp Thần Phong là lần tranh tài này quán quân, liền ngay cả Kim biết nhảy cuối cùng cũng không thể không chịu thua. Kim biết nhảy hoàn toàn đem tâm tình điều chỉnh tốt rồi, hắn đối với Diệp Thần Phong. Nói ra, vị bằng hữu này, có hứng thú gia nhập chúng ta Kim ra sao? Ngươi luyện khí trình độ ta bội phục làm, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập kim gia, ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Nếu như kim biết nhảy biết trước mặt mặt nạ màu trắng người chính là Diệp Thần Phong, hắn có thể hay không trực tiếp tức giận thổ huyết đối với kim biết nhảy mời chào Diệp Thần Phong để âm thanh trở nên khàn giọng một chút, đa tạ ý tốt của ngươi, để cho ta tại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ta còn sẽ ở khí linh thành dừng lại một quãng thời gian thấy Diệp Thần Phong cũng không hề có ý định cự tuyệt, Kim biết nhảy tâm tình cũng không tệ lắm, kỳ thực Diệp Thần Phong chỉ là lừa gạt một câu. Hắn chỉ là không muốn để cho chính mình một mặt nạ màu trắng thân phận của người nhanh như vậy tiết lộ ra ngoài, cho nên tại mặt nạ màu trắng người thân phận này dưới, hắn tạm thời chả không muốn cùng người khác gây ra mâu thuẫn đến. Đàm Nguyên vũ cùng rừng thọ bình mấy người cũng từ từ bình phục tâm tình trong lòng thấy còn lại người dự thi đều tán đồng Diệp Thần Phong vì quán quân sau đó Đàm Nguyên Vũ cũng chính thức tuyên bố luyện khí sư so tài quán quân chính là mặt nạ màu trắng người. Đồng thời, Đàm Nguyên Vũ ném cho Diệp Thần Phong một khối màu trắng ngọc trụy, hắn nhiệt tình nói ra, vị tiểu hữu này, này chính là là một khối tụ linh ngọc, đeo ở trên người có thể để cho ngươi tăng nhanh tụ tập linh khí tốc độ, cái này coi như là làm là ta đưa một phần của ngươi lễ vật đi. Về phần ngươi thắng được khen thưởng, các loại thiên huyền thịnh điển triệt để sau khi kết thúc, chúng ta lại cho người ban phát. Này tụ linh ngọc là bảo vật hiếm có, ở đây rất nhiều người đang nhìn đến tụ linh ngọc sau, bọn hắn đều mắt nháng lửa. Tại Diệp Thần Phong muốn cảm thụ một chút trong tay màu trắng tụ linh ngọc lúc. Thiên kiếm tông, tiêu sao cung, đốt ma cốc, mộ dung ra cùng kim ra người toàn bộ từ phòng khách quý bên trong đi ra. Thật sự là hôm nay luyện khí sư trận đấu kết thúc quá nhanh rồi, liền một cái sáng sớm đều không có đi qua đây. Tại bọn hắn thương thảo dưới, bọn hắn quyết định trực tiếp cử hành phù sư trận chung kết, không nên kéo tới ngày mai lại cử hành rồi. Đốt ma cốc cùng mộ dung ra người tự nhiên không biết thiên kiếm tông các loại tông môn âm mưu rồi, bọn hắn sẽ đồng ý tiếp tục tiến hành phù sư trận chung kết, bọn hắn cũng chỉ là cho rằng hôm nay thời gian trả phi thường sung túc, đầy đủ cử hành xong kế tiếp phù sư so tài. La Thiên Giang đứng ra mở miệng nói, bởi hôm nay luyện khí sư trận đấu kết thúc thời gian sớm, chúng ta sau khi thương nghị, quyết định tiếp tục tại hôm nay tiến hành phù sư thi đấu, đương nhiên tiến vào thiên huyền thịnh điển chung kết quyết tái người cũng có thể trình diện rồi, vạn nhất phù sư trận chung kết cũng kết thúc sớm, như vậy có thể tiếp tục tiến hành thiên huyền thịnh điển một trận cuối cùng chung kết quyết tái. Mục Thành Thông cùng mộ dung giang lông mày chăm chú vừa nhíu, trước đó bọn hắn cũng không có thương nghị thanh thiên huyền thịnh điển chung kết quyết tái cũng chuyển đến đây tại mục thành thông cùng mộ dung giang vừa định yếu lúc nói chuyện chỉ thấy thính phòng bên trong bạo phát gia tăng cao nhiệt tình bọn hắn mong đợi nhất vẫn là diệp thần phong cùng kim biết nhảy một trận chiến mắt thấy thính phòng bên trong người tu luyện cảm xúc mục thành thông cùng mộ dung giang chỉ có thể sắp sửa nói nuốt trở về La Thiên Giang tiếp tục nói, ta nhớ được tham gia phù sư trận chung kết có một cái mang mặt nạ màu đen, còn có tiến vào thiên huyền thịnh điển chung kết quyết tái diệp thần phong, hai người kia đều không có mặt sao. Như vậy liền để lão phu ta đến thông báo một chút đi. La Thiên Giang bên trong thân thể khí thế phun trào, trong cổ họng hắn phát ra một loại thanh âm cổ quái, tham gia phù sư trận chung kết, tham gia thiên huyền thịnh điển chung kết quyết tái người, toàn bộ lập tức đến nam nghiễm tràng tập hợp. La Thiên Giang thanh âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, hắn sóng âm khuếch tán phạm vi phi thường quảng, chỉ cần là đang ở khí linh người bên trong thành toàn bộ có thể nghe được. Xem ra La Thiên Giang bọn hắn những người này là không kịp chờ đợi muốn Diệp Thần Phong chết rồi. Một hồi cự sóng gió lớn sắp tới, thân ở trong sóng gió phong ba tâm Diệp Thần Phong, hắn chả cũng không biết trận này âm mưu đây. Trường 2173, Ung Dung thắng lợi tại La Thiên Giang thanh âm truyền khắp khí linh thành mỗi một góc thời gian. Trên mặt mang mặt nạ màu trắng Diệp Thần Phong, hắn tìm cái lý do tạm thời rời khỏi Nam Nghiễm Tràng, bởi người ở chỗ này được sau đó phải liên tục cử hành thi đấu hấp dẫn, phần lớn người đều không có chú ý tới rời đi Nam Nghiễm Tràng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong rời đi quảng trường sau, hắn xác định phía sau không có ai theo dõi, hắn mới quẹo vào một cái ngõ nhỏ bên trong, hắn lại thay đổi một bộ quần áo, đem trên mặt mặt nạ màu trắng đổi thành mặt nạ màu đen, đồng thời Diệp Thần Phong đưa tin cho Tiết Huyền Tình, nói cho Tiết Huyền Tình đám người, hắn đã nghe được La Thiên Giang thanh âm rồi, hắn sẽ đúng hạn đến Nam Nghiễm Tràng, hắn để Tiết Huyền Tình không cần cố ý đi Thiên Thuận Ốc Sần Hao phân bộ tìm hắn rồi. Diệp Thần Phong trong tay trả cầm đàm nguyên vũ đưa cho hắn màu trắng ngọc trụy đây. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, này tụ linh ngọc ngươi tùy thân treo ở trong cổ là được rồi, nó có thể tăng nhanh ngươi đối với linh khí hấp thu bình thường ngươi căn bản không dùng tu luyện có tụ linh ngọc sau đó linh khí cũng hội từng điểm từng điểm tiến vào bên trong cơ thể ngươi hay là một ngày hay hai ngày một năm hai năm nhìn không ra cái gì hiệu quả nhưng là ta bối người tu luyện tuổi thọ nhưng đã mấy trăm năm hơn một nghìn năm thậm chí là trên vạn năm này bình thường từng điểm từng điểm tích lũy thời gian dài cũng là có nước chảy đá mòn tác dụng cầm trong tay màu trắng tụ linh ngọc diệp thần phong, hắn cảm giác được rõ ràng linh khí chung quanh xác thực tại từ chủ tiến vào trong cơ thể hắn, hắn tiện tay đem ngọc trụy động ở trong cổ, đương nhiên là treo ở trong quần áo, này màu trắng tụ linh ngọc như quả bị người nhìn thấy, như vậy người khác một cái là có thể suy đoán ra, hắn liền là vừa vặn cái kia mặt nạ màu trắng người. Đang chuẩn bị thỏa đáng sau đó mang mặt nạ màu đen diệp thần phong, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về nam nghiễm tràng phương hướng lao đi tại Diệp Thần Phong một lần nữa trở về Nam Nghiễm Tràng thời điểm. Nguyên bản trên đài cao đàm nguyên vũ các loại luyện khí sư, bọn hắn đã sớm từ phía trên đi xuống, bây giờ đứng ở trên đài cao chính là phù sư các người và tham gia phù sư so tài người dự thi rồi. Phù sư các du thạch thanh cùng đoạn đông nói hai vị lão tổ, cùng với hai vị chính phó các chủ cao bách trí cùng Hà Thanh Võ, bốn người bọn họ đang nhìn đến mặt nạ màu đen người vội vã xuất hiện sau đó trong lòng bọn họ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, ở trong mắt bọn họ mặt nạ màu đen người đối với phù sư các tới nói là một cái bảo a hát. Nói không chừng này mặt nạ màu đen người muốn so phù sư các đệ nhất thiên tài cố hình nhi thiên phú còn muốn kiểu như châu bò. Tại mặt nạ màu đen người trình diện sau, thính phòng bên trong người thu luyện, bọn hắn dồn dập thúc giục thi đấu mau chút bắt đầu, bọn hắn đã đợi không kịp muốn quan sát kế tiếp một trận cuối cùng thiên huyền thịnh biển đỉnh phong cuộc chiến rồi bọn hắn mong đợi nhất nhưng vẫn là Diệp Thần Phong cùng Kim biết nhảy chiến đấu. Tại Diệp Thần Phong đi vào người dự thi trong đội ngũ sau. Cố Hình Nhi đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía hắn, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập sự không cam lòng tâm cùng không phục. Cố Hình Nhi trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, người đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, người cắn môi, nói, lần này ngươi đừng hòng lại muốn thắng ta. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, âm thanh cố ý thô lỗ nói, lần trước ngươi đã nói qua câu nói này rồi, hy vọng ngươi lần này mộng tưởng thành thật đi. Đối với Diệp Thần Phong không có gì lạ ngữ khí, cố hình nhi tức giận là ngực. Mướt trên dưới phập phòng, người thân là phù sư các thiên tri kiêu nữ, người vẫn là lần đầu tiên bị người như thế không nhìn qua đây. Hơn nữa còn là được một người đàn ông, có trước đó luyện khí các tạm thời thay đổi quy tắc sau. Dù Thạch Thanh cùng đoạn đông nói đối diệp thần phong cụ thể phù sư cấp bậc cũng là hiếu kỳ vô cùng, tại hai người bọn họ âm thầm luôn mãi thảo luận dưới, bọn hắn chuẩn bị noi theo luyện khí các tạm thời thay đổi quy tắc. Đoạn đông nói hắn giọng một cái sau đó hắn nói ra, nếu luyện khí sư thi đấu có tạm thời thay đổi quy tắc tiền lệ, như vậy chúng ta phù sư thi đấu cũng tới sửa lại một chút đi. Trước tiên thử một chút các vị cụ thể phù sư cấp bậc, ta nhưng rất chờ mong các người những người dự thi này bên trong cũng có thể xuất hiện một cái khiến người ta trợn mắt hốc mồm thiên tài đến. Bây giờ trận pháp sư trong trận đấu, có trẻ tuổi trận pháp tông sư sinh ra, luyện dược sư trong trận đấu cũng có trẻ tuổi bát phẩm luyện dược sư sinh ra, luyện khí sư trong trận đấu cũng tương tự có trẻ tuổi bát phẩm luyện khí sư sinh ra, chúng ta phù sư cũng không thể đủ yếu người ta một bậc chứ. Xuất hiện tại các người từng cái thử một chút phù sư cấp bậc. Đoạn đông nói trong tay xuất hiện một cái óng ánh long lanh quả cầu thủy tinh, cái này quả cầu thủy tinh tổng cộng chia làm vì 10 tầng. Từ thấp nhất một tầng đến trên cao nhất một tầng phân biệt đại biểu nhất phẩm phù sư đến trí tôn phù sư. Cố hình nhi cái thứ nhất đứng ra đưa bàn tay đặt tại quả cầu thủy tinh bên trên, chỉ thấy quả cầu thủy tinh từ dưới đáy xuất hiện một vệt màu đỏ, rất nhanh màu đỏ liền dừng hình đã đến tầng thứ tư, điều này nói rõ người tại tứ phẩm phù sư tầng thứ cố hình nhi phù sư cấp bậc ở đây rất nhiều người đều là biết rõ tại cố hình nhi thi kiểm tra xong phù sư cấp bậc sau người đem ánh mắt nhìn về phía diệp thần phong mặt mang mặt nạ màu đen diệp thần phong hắn thật cũng không né tránh đi tới hắn đồng dạng đưa bàn tay đặt tại quả cầu thủy tinh bên trên rất nhanh trong thủy tinh cầu màu đỏ liền lan tràn đã đến đệ ngũ tầng chuyện này ý nghĩa là diệp thần phong phù sư cấp bậc tại ngũ phẩm ngũ phẩm phù sư mặc dù không có bát phẩm luyện dược sư cùng bát phẩm luyện khí sư tới khiến người ta thán phục, lần sau trải qua trước đó một lần lại một lần kích thích. Ở đây những người này năng lực tiếp nhận ngược lại là cường hãn không ít, bọn hắn chỉ là sửng sốt một hồi thời gian, liền toàn bộ từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại rồi. Diệp thần phong bây giờ phù sư cấp bậc, giống như là phù sư các tổng bộ phó các chủ rồi. Tại Diệp Thần Phong thi kiểm tra xong cấp bậc sau đó Cố Hình Nhi là càng ngày càng không cam lòng, về phần còn lại không có khảo nghiệm người dự thi. Trong lòng bọn họ là cười khổ một hồi, bọn hắn liền ngay cả tứ phẩm phù sư đều không có đến, chớ nói chi là cùng ngũ phẩm phù sư so tài, bọn hắn cũng nhận rõ thực tế, kết quả là, bọn hắn cũng từng cái chủ động từ bỏ tranh giành đoạt giải quán quân ý niệm. Đoạn đông giảng hòa du thạch thanh đối với Diệp Thần Phong phù sư cấp bậc, trong lòng bọn họ là cực độ hài lòng rồi. Phù sư muốn so luyện khí sư cùng luyện dược sư còn muốn xa sút Diệp thần phong có thể đến ngũ phẩm phù sư, này đã cực kỳ không tệ, dù sao du thạch thanh dốc lòng bồi dưỡng cố hình nhi cũng mới tứ phẩm phù sư mà thôi. Cố hình nhi chính là không chịu thua tính khí, còn lại người dự thi buông tha cho, người không thể từ bỏ, nhưng nàng muốn mở miệng thời điểm, du thạch thanh lại nói, hình nhi, không nên vô lý thủ nháo, hai người các ngươi phù sư trình độ không lại một cấp độ thường, kỳ thực từ lần trước trong trận đấu, chính ngươi cũng nhìn ra rồi, hiện tại ngươi biết đối phương chính là ngũ phẩm phù sư, ngươi còn có cái gì không phục. Chẳng lẽ nói ngươi muốn cùng đối phương so đấu luyện chế ngũ cấp linh phù sao? Ngươi đối với luyện phù có rất lớn chấp niệm, nhưng có lúc những này chấp niệm sẽ để cho ngươi dừng lại không tiến, ngươi vẫn cho là mình là trẻ tuổi bên trong phù sư đệ nhất nhân, bây giờ cho ngươi gặp được nhân ngoại nhân, sơn ngoại sơn, tính tình của ngươi cũng nên phải sửa lại một chút, thật sự nếu không bỏ ngươi loại này tính tình, người đời này bước vào thất phẩm phù sư cũng là một vấn đề. Làm mỗi chuyện nên rộng rãi thời điểm liền muốn rộng rãi, nên kiên trì thời điểm liền phải kiên trì, người rõ ràng vi sư lời nói sao. Cố hình nhi nguyên bản vẫn đúng là muốn tìm Diệp Thần Phong so đấu luyện chế tứ cấp linh phù, nhưng dù thạch thanh lời nói như cảnh tỉnh, Diệp Thần Phong là ngũ phẩm phù sư, nếu như người cố hình nhi đưa ra luyện chế tứ cấp linh phù, như vậy này chẳng phải là người kém người một bậc rồi, cho dù thắng thì đã có sao. Trừ phi là Diệp Thần Phong chính mình đưa ra muốn cùng người so đấu tứ cấp linh phù. Cố hình nhi tại ngẫm nghĩ một lát sau, người cắn môi nói ra, sư phụ, ta đích xác không có tư cách trở thành lần này phù sư so tài người thứ nhất. Dù Thạch Thanh hài lòng gật gật đầu, lấy sau tiếp tục cố gắng là được rồi, thật tốt ngẫm lại vi sư vừa vặn nói, người cần nhắc thấu như vậy người thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn làm thầy thi đấu còn chưa có bắt đầu phù sư trận chung kết cùng luyện khí sư trận chung kết kết quả giống nhau như đúc những người dự thi này toàn bộ từ bỏ tranh cướp người thứ nhất ý niệm đoạn đông nói lập tức tuyên bố mặt nạ màu đen người chính là lần này phù sư so tài người thứ nhất diệp thần phong cư nhiên như thế dễ dàng liền thắng lợi rồi Đoạn đông nói tại tuyên bố xong kết quả sau đó hắn ném cho Diệp Thần Phong một khối màu đen ngọc trụy. Hắn nói ra, trước đó luyện khí các đàm lão đầu, hắn đưa cho người thứ nhất một khối màu trắng tụ linh ngọc. Như vậy ta phù sư so tài người thứ nhất cũng không thể hàn sầm, khối này màu đen tụ linh ngọc liền đưa cho ngươi tên tiểu tử này đi. Đáng tiếc này một trắng một đen tụ linh ngọc cùng nhau mới là cực kỳ có tác dụng, xem ra cái này hai khối tụ linh ngọc nhất định tụ không tới cùng nhau. Đoạn đông nói nhưng sẽ không nghĩ tới trước mặt mặt nạ màu đen người chính là mặt nạ màu trắng người. Này tụ linh ngọc từ trước đến giờ là chia làm một âm một dương, chỉ có âm. Dương hai khối ngọc trụy đặt ở cùng một chỗ, như vậy tụ linh ngọc tụ tập linh khí cường độ sẽ trực tiếp tăng lên gấp 10 lần khoảng chừng như vậy mới có thể phát huy tụ linh ngọc tác dụng lớn nhất. chương 2174, Náo loạn, tốt một cái âm mưu. Đồng dạng là trước đó cái kia ưu tính ngõ nhỏ bên trong. Diệp Thần Phong tại thu được phù sư so tài quán quân sau đó ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến một trận cuối cùng đỉnh phong cuộc chiến. Phù sư trận chung kết cũng kết thúc dứt khoát như vậy, tại rất nhiều người người tu luyện xem ra, hôm nay tuyệt đối sẽ cử hành một trận cuối cùng chung kết quyết tái, tại chung kết quyết tái sau khi kết thúc, lần này Thiên Huyền Thịnh Điển cùng tứ sư tranh bá cũng coi như là chân chính hạ màn rồi. Diệp thần phong thừa dịp tất cả mọi người rời đi sự chú ý dưới tình huống, hắn và Du Thạch Thanh đám người thông báo một tiếng, nói là sau sẽ đích thân đi bái phỏng bọn hắn, cho nên Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói cũng không có ngăn trở. Dù sao Diệp Thần Phong vẫn không có lĩnh người thứ nhất khen thưởng đây. Thân ở trong ngõ hẻm Diệp Thần Phong. Hắn đã đem che kín khuôn mặt mặt nạ màu đen hái đi rồi, trên người cũng đổi lại nguyên lai like bình thường thời điểm quần áo. Đoạn đông nói đưa cho hắn màu đen tụ linh ngọc, đồng dạng là bị hắn động ở trong cổ, này một trắng một đen tụ linh ngọc toàn bộ được quần áo cho che lại. Cái này hai khối tụ linh ngọc đặt ở cùng một chỗ, Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể linh khí tại liên tục gia tăng, cứ thế mãi, này có thể rút ngắn rất nhiều người tu luyện tăng cao thực lực thời gian. Một lần nữa đổi xong quần áo Diệp Thần Phong, hắn lần thứ hai hướng về Nam Nghiễm Tràng đi đến, trên người của hắn đưa tin ngọc bài là lấp lánh liên tục hẳn là tiết huyền tình tại đưa tin cho hắn giờ phút này nam trên quảng trường kim biết nhảy đã là đứng ở trên võ đài la thiên giang đám người toàn bộ đứng ở dưới lôi đài đương nhiên tiết huyền tình triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người bọn hắn cũng đứng ở dưới lôi đài la thiên giang cùng hoa lưu đợi không người thấy diệp thần phong chậm chạp chưa từng xuất hiện trong lòng bọn họ kiên trì là càng ngày càng ít bọn hắn còn băn khoăn muốn đi lôi kéo mặt nạ màu trắng nhân hòa mặt nạ màu đen người đâu. Bọn hắn chỉ hy vọng có thể mau chút đem Diệp Thần Phong đám người cho chu sát. Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đồ đám người có thiên thần cảnh bảy tầng thực lực, chỉ dựa vào tiết gia cùng tiêu ra nhóm thế lực, phải đem Vân Quang Vinh cùng triệu tinh đổ bọn hắn diệt khẩu, điều này thực cũng khó khăn một ít. Cho nên tại La Thiên Giang cùng Hoa Lưu đợi không người luôn mãi suy nghĩ dưới, Ân quang vinh cùng triệu tinh đổ đám người có thể tạm lại tiếp tục sống một đoạn thời gian. Lần này chu diệt diệp thần phong đám người hành động. Mấy người bọn hắn tông môn là tuyệt đối sẽ không động thủ để tránh khỏi sau này khiến người ta có nhược điểm nắm trong tay. La thiên giang sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem tiết huyền tình. Quát lên các người thanh nguyệt tông nhưng thật lớn mặt mũi a ah muốn chúng ta nhiều người như vậy đến các người thanh nguyệt tông một tên tiểu tử. Hắn đến cùng có còn nên tới tham gia một trận cuối cùng chung kết quyết tái. Tại La Thiên Giang dứt tiếng thời khắc, Diệp Thần Phong thân ảnh rốt cuộc là xuất hiện ở nam trong quảng trường, thính phòng trong người tu luyện đang nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó bọn hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cũng không muốn trận này Thiên Huyền Thịnh Điển quyết đấu đỉnh cao bị nhỡ. Tại Diệp Thần Phong mới vừa mới vừa đi tới dưới lôi đài, hắn chuẩn bị yếu đứng lên lôi đài thời điểm, đã sớm cắt tốt cái bẫy la thiên giang cùng hoa lưu đợi không người, bọn hắn cực kỳ mịt mờ lướt nhau một cái, cái này phi thường mịt mờ động tác được Diệp Thần Phong bắt được, này làm cho trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Chính lúc Tiết Huyền Tình cùng Triệu Tinh đồ đám người yếu mở miệng nói với Diệp Thần Phong lời nói thời điểm. Âm âm, âm âm, âm âm, thanh âm đột nhiên vang lên. Sát theo đó, toàn bộ nam nghiếm chẳng kịch liệt rung động chuyển động, tại mọi người đầu óc mơ hồ thời điểm, toàn bộ nam nghiễm tràng mặt đất tại dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ nứt ra, từ nứt ra từng cái từng cái mảnh khe trong, có một tia tia khí thế khủng bố thẩm thấu mà ra. Theo thời gian trôi đi, trên mặt đất khe nhỏ biến thành to lớn vết dạn nứt rồi, này cái khe lớn dường như quái thú mở ra huyết phun miệng lớn bình thường. Từ từng cái từng cái cái khe lớn bên trong truyền ra khí thế khủng bố càng ngày càng nồng đậm, thậm chí ở đây thực lực không đủ người tu luyện, bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có từng tia từng tia tiên huyết tại tràn ra tới. Giống, một tiếng mãnh thú hí thanh âm từ dưới mặt đất sông lên trời tế, giống như là một đầu ngủ say yêu thú đang từ từ thức tỉnh. Hơn nữa này con yêu thú thực lực phi thường cường đại. Thính phòng bên trong người tu luyện, đặc biệt là thực lực không mạnh người tu luyện, bọn hắn rất nhanh trở nên động loạn cả lên. Hiện tại ai còn có tâm tư quan sát kế tiếp đỉnh phong cuộc chiến? tại tiếp tục như vậy, sợ sợ mạng nhỏ của bọn họ cũng nếu không có. La Thiên Giang trong lòng cười gần đồng thời, hắn nói ra các vị không nên gấp gáp, này nam nghiễm chẳng phát sinh cỡ này biến cố, khẳng định là có chuyện sắp xảy ra, căn cứ từ dưới mặt đất truyền tới khí tức, chỉ sợ là thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá, các vị, lần này ta vừa vặn mang theo tiêu giao cung nửa bước tiên khí thiên vực không gian, chỉ muốn đại gia trốn thiên vực không gian bên trong, chúng ta tuyệt đối sẽ không có chút tổn thương. Hiện tại yếu oan ước một cái các vị rồi. Hôm nay vực không gian một khi mở ra, nó hội tự chủ sản sinh nhất cổ sức hút. Đến lúc đó nó hội đem mọi người hút vào trong đó. Một bên mục thành thông cùng mộ dung giang, hai người bọn họ được này quá đột nhiên biến cố cùng náo loạn làm cho cũng là nhíu chặt mày lên. Bọn hắn không kịp đi cẩn thận cảm ứng dưới lòng đất dưới tình huống rồi, nhưng bọn họ tán đồng La Thiên Giang cách nói, căn cứ bực này truyền lên thật khí thế, này dưới nền đất tuyệt đối có sinh vật khủng bố tại thức tỉnh, hơn nữa không phải bình thường thần vương cảnh cường giả có thể ngăn cản. Chỉ thấy La Thiên Giang cánh tay vung lên, một đạo hào quang màu vàng nhất thời từ trong tay hắn bạo bắn mà ra, chỉ thấy tại giữa không trung xuất hiện một cái một người cao màu trắng lỗ hồng. Ở cái này màu trắng lỗ hồng xuất hiện nháy mắt, một cổ cường đại sức hấp dẫn nhất thời trải rộng toàn bộ nam nghiễm tràng. Bởi tình cảnh quá mức hỗn loạn, hơn nữa là thiên giang xử lý chuyện tốc độ cũng cực nhanh, người ở chỗ này căn bản không có suy tính thời gian. Mục Thành Thông cùng mộ dung giang đám người bọn hắn trước tiên được hút vào trong đó, bọn họ là gặp nửa bước tiên khí thiên vực không gian, hơn nữa bây giờ sản sinh bực này biến cố, tiến vào thiên vực không gian là biện pháp duy nhất rồi ngồi ở thính phòng trong Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ liên tục cau mày, trên người các nàng mặc dù có cảm ứng pháp bảo, nhưng nàng nhóm cũng căn bản không kịp đi cẩn thận cảm ứng, còn nữa căn cứ các nàng cảm ứng của mình, dưới mặt đất xác thực có khủng bố đồ vật tại thức tỉnh, trong lúc này châu lúc nào trở nên như thế chuyện lạ liên tục. Kết quả là, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên cũng không có chống đối, các nàng theo sức hấp dẫn tiến vào thiên vực không gian các nàng cảm giác được này sức hấp dẫn là trải rộng toàn bộ quảng trường, cho nên bọn họ biết Diệp Thần Phong cũng sẽ bị hút vào thiên vực không gian. Diệp Thần Phong cùng tiết huyền tình đám người đứng địa phương, bọn hắn đều cảm thấy sức hấp dẫn, bọn hắn ngược lại cũng không cảm thấy đây là âm mưu rồi, dù sao sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa những người còn lại cũng toàn bộ được hút vào thiên vực không gian bên trong rồi. Triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người trước tiên được hút vào thiên vực không gian. Tại triệu tinh đồ đám người được hút vào thiên vực không gian sau đó mở ra thiên vực không gian la thiên giang, thân ảnh của hắn cũng trực tiếp tiến vào trong đó, cái kia xuất hiện ở giữa không trung màu trắng lỗ hổng dĩ nhiên trực tiếp biến mất rồi. Trên trời vực không gian lối vào biến mất không bao lâu thời gian. Mặt đất đình chỉ rung động, từ khe nước to lớn bên trong nơi nào còn có khí thế kinh khủng truyền lên a hát. Diệp thần phong bên người chỉ có thiết huyền tinh. Vân Ngọc Đường cùng Tiêu Vĩnh Chiến chờ những người này rồi, thực lực mạnh nhất Vân Quang Vinh bọn hắn toàn bộ được hút vào thiên vực không gian bên trong. Mà đang ở Vân Quang Vinh bọn hắn được hấp, sau khi đi vào, Diệp Thần Phong trên người bọn hắn sức hút lập tức liền biến mất rồi, này làm cho Diệp Thần Phong trong con người vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng lên. Nhìn xem toàn bộ vô cùng trật vật nam nghiễm tràng. Trong chớp mắt, oanh, một tiếng, một tầng màu xanh lá kết giới đem trọn mảnh nam nhiễm tràng cho bao phủ lại rồi. Cái này màu xanh lục kết giới cường độ rất lớn, tối thiểu yếu thiên thần cảnh cường giả mới có thể tự do ra vào. Tại màu xanh lục kết giới bao phủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong âm thanh ngưng trọng nói, xem ra tiêu giao cung lá gan của bọn họ, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Cộc cộc cộc, nhỏ vụn tiếng bước chân từ thính phòng phòng khách quý bên trong truyền ra. Tiết ra, tiêu gia cùng thánh ma tông các loại tông môn người, bọn hắn trên mặt mang theo nụ cười toàn bộ xuất hiện tại diệp thần phong các loại tầm mắt của người bên trong. Đang nhìn đến những này toàn bộ cùng mình có cửu oán thế lực sau, diệp thần phong đã tất cả rõ ràng trong lòng rồi, xem ra lần này tiêu giao cùng các loại tông môn thế tất muốn giết chết hắn nhóm rồi. Cuối cùng hoa trường sinh cũng đi ra, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, hắn cười lạnh nói, diệp thần phong, người không nghĩ tới sao nơi này chính là nơi chôn thây ngươi rồi. Diệp thần phong nhưng còn không biết hoa trường sinh chết rồi sống lại được rồi, con mắt của hắn hơi híp lại, hắn đạm mạc nói tốt một cái âm mưu a hát. Vì giết chết ta Diệp thần phong, các ngươi thiên kiếm tông mấy cái thế lực có thể nói là nhọc lòng rồi. chương 2175, Nguy cơ, phải như thế nào hóa giải? Một mảnh hỗn độn trong không gian, những kia được hấp, vào thiên vực không gian người toàn bộ đến nơi này. Nửa bước tiên khí thiên vực không gian có thể trong khoảng thời gian ngắn độc lập mở ra một cái thứ nguyên không gian tới. Này thứ nguyên không gian là không bị bên ngoài ảnh hưởng. Những kia tiến vào nơi này người tu luyện, rất nhiều người vẫn chưa tỉnh hồn. Triệu tinh đồ cùng vân quang vinh bọn người ở tại nhìn thấy lối ra đóng sau đó bọn hắn lập tức tìm kiếm diệp thần phong cùng tiết huyền tình đám người bóng người. Nhưng bọn họ tầm mắt quét mắt rất nhiều lần, cũng căn bản không có ở nơi này phát hiện Diệp Thần Phong cùng tiết huyền tình đám người bóng người. Triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người lông mày chăm chú nhíu lại, bọn hắn luôn cảm giác có chút không đúng lắm, tất cả những thứ này phát sinh đều quá mức đột nhiên, trong lòng bọn họ bắt đầu suy tư lên. Không bao lâu thời gian, bọn hắn rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào rồi, những kia cùng Diệp Thần Phong có cửu oán tiết ra, tiêu ra cùng thánh ma tông các loại tông môn người, bọn hắn dĩ nhiên toàn bộ đều không có tiến vào nơi này. Này không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm chứ. Triệu tinh đồ nhìn hướng La Thiên Giang, nói ra, chúng ta muốn đi ra ngoài, người lập tức mở ra cho ta thiên vực không gian cửa ra vào. La Thiên Giang một mặt bất đắc dĩ nói, thật không tiện, một khi tiến vào thiên vực không gian, chỉ có đã đến thời gian nhất định mới có thể đi ra, điểm này liền ta cái này mở ra người cũng không có cách nào làm được. Bây giờ bên ngoài nguy hiểm trồng chất, mọi người liền an tâm ở nơi này ở lại một thời gian đi. Lẽ nào ngươi muốn suốt đi chịu chết sao? Vân Quang Vinh trợn mắt chừng chừng quát lên, La Thiên Giang, cho tới bây giờ, đừng coi chúng ta là kẻ ngu si rồi, ta diệp lão để bọn hắn tại sao không có tiến vào nơi này. Càng thêm trùng hợp là những kia cùng diệp lão để có cửu oán tông môn, bọn hắn tại sao không có tiến vào nơi này. Ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý sao? được phân quang vinh như vậy vừa nhắc nhở cùng Diệp Thần Phong có gặp nhau viên khôn Vương Hưng Hoài Mục Thành Thông Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người bọn hắn cũng toàn bộ phát hiện điểm này chuyện khi trước phát sinh quá mức đột nhiên La Thiên Giang cũng căn bản không có lưu cho bọn họ suy tính thời gian bây giờ nghĩ kỹ lại chuyện này tràn ngập quá đa nghi điểm Tiêu Giao Cung Thiên Kiếm Tông cùng Kim Gia bọn hắn cùng Diệp Thần Phong mâu thuẫn đây là đông đảo đều biết sự tình rồi chẳng lẽ nói tất cả những thứ này đều là mấy cái này tông môn một tay bảy kế. Vì chính là giết Diệp Thần Phong, mấy cái này tông môn vì giết chết Diệp Thần Phong, dĩ nhiên làm ra lớn như vậy trận chiến đến. La Thiên Giang sắc mặt âm trầm, trên người hắn thần vương cảnh thật khí thế phun trào, nói, Vân Quang Vinh, ngươi nhưng không nên ngậm máu phun người rồi, ta hảo tâm hảo ý mở ra thiên vực không gian để mọi người tị nạn, quay đầu lại các ngươi lại muốn phải cho ta chụp đỉnh đầu lớn như vậy mũ những kia không có tiến vào thiên vực không gian người, đó là bởi vì thời gian không còn kịp rồi, lẽ nào ngươi muốn để mọi người toàn bộ đều đưa mạng sao? Cái kia dưới nền đất truyền tới khí thế, chư vị ở đây đều cảm nhận được. Có thể tỏa ra vậy chờ khí thế sinh vật, liền ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng không chống đỡ được, lúc cần thiết vì mọi người an toàn, hy sinh hết một số người cũng không gì đáng trách, lẽ nào diệp thần phong mệnh là mệnh, ở đây những người còn lại mệnh cũng không phải là mệnh sao? La Thiên Giang nói chính là đại nghĩa lang nhiên, này làm cho ở đây không ít người tu luyện đều âm thầm tán đồng, dù sao vừa nãy loại kia khí thế cực kỳ khủng bố, bọn họ là thân thân thể trải qua, dưới cái nhìn của bọn họ dưới nền đất tuyệt đối có sinh vật khủng bố tồn tại. Vân Quang Vinh được sang đến sắc mặt đỏ lên, hắn xuất hiện ở trong tay cũng không có chứng cứ, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác La Thiên Giang lời nói. Mục Thành Thông cùng mộ dung giang liếc nhau một cái, hai người bọn họ không có trực tiếp mở miệng nói chuyện mà là lợi dụng truyền âm tại trao đổi mục thành thông truyền âm nói xem ra chuyện này không đơn giản a hát vừa nãy ta không có tinh tế cảm ứng cùng lĩnh hội loại kia khí thế khủng bố bây giờ bình tĩnh lại ta càng phát giác không được bình thường loại kia từ dưới mặt đất truyền tới khí thế tuy rằng rất là khủng bố nhưng ta luôn cảm giác có chút không tự nhiên giống như là có người cố ý bố trí đi ra ngoài chỉ là bố trí có thể lấy giả đánh cháo rồi, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp phán đoán. Mộ Dung Giang cũng trả lời nói, không sai, ta cũng có cái cảm giác này, lần này nhất định là tiêu giao cung bọn hắn trước đó bố trí kỹ càng cái bẫy. Vì chính là đem Diệp Thần Phong cho chu sát, thật sự là Diệp Thần Phong biểu hiện ra quá mạnh mẽ đích thiên phú rồi. Này tiêu giao cung bọn hắn cũng thực sự là cả gan làm loạn, lại dám như thế trắng trợn trái với thiên huyền thịnh điển quy tắc. Mục Thành Thông lắc đầu nói, bây giờ tại trên quảng trường ngoại trừ Diệp Thần Phong đám người bên ngoài, chính là những kia cùng Diệp Thần Phong có cửu oán tông môn, đến lúc đó cho dù Diệp Thần Phong đám người toàn bộ chết rồi, những tông môn kia cũng có thể thanh trách nhiệm đẩy lên lần này náo loạn bên trên, mà tiêu giao cung bọn hắn từ đầu tới cuối cũng không hề động thủ, thậm chí bọn hắn ở bề ngoài còn giống như giúp nhiều như vậy người tu luyện tị nạn rồi e sợ phần lớn người đều sẽ bị bọn hắn cho che đậy. Cho dù có một phần nhỏ có thể thấy rõ sự thật người, bọn hắn cũng sẽ không đứng ra nói chuyện. Viên khôn cùng cao đức rõ ràng trong lòng sầu lo nặng nề, viên dai một mặt lo lắng hỏi, Diệp đại ca hội không có chuyện gì, ta hiện tại vừa muốn đi ra tìm Diệp đại ca. Viên khôn cùng cao đức rõ ràng cũng muốn lập tức ra ngoài, nhưng bọn họ biết thiên vực không gian, muốn từ phía trên vực bên trong không gian chính mình ra ngoài, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng phải bỏ phí một phen thời gian, đến lúc đó sợ là sớm đã hoàng hoa thảo đều mát lạnh. Du Thạch Thanh cùng đoạn đông nói lướt nhau một cái sau, Du Thạch Thanh nói thật là thiên tài bạc mệnh A-Hát. Có lúc vẫn là không muốn phong mang tất lộ tốt, xem ra có mấy người là nhất định muốn tính mạng của hắn rồi, lần này cửa ải khó chỉ sợ hắn rất khó vượt qua. Đứng ở Du Thạch Thanh bên cạnh cố hình nhi, người trước đó đang nghe Du Thạch Thanh mấy câu nói sau tâm thái của nàng triệt để điều chỉnh xong, người nhỏ giọng nói, sư phụ, tiêu giao cung bọn hắn thật quá mức rồi, lẽ nào hôm nay huyền giới là bọn hắn một tay che trời đấy sao? Dù Thạch Thanh không có tại trực tiếp mở miệng, mà là cho cố Hình Nhi truyền âm nói, Hình Nhi, có mấy lời không nên nói lung tung rồi, thiên huyền giới từ trước đến giờ là lấy thực lực phi tôn, nắm giữ thực lực mạnh mẽ liền nắm giữ tuyệt đối đạo lý, huống hồ lần này tiêu giao cung bọn hắn sử dụng là âm mưu, bọn hắn lựa chọn dùng như thế một cái có thể che giấu phần lớn người ánh mắt biện pháp, này liền đủ rồi. Nghe được chính mình sư phụ truyền âm cố hình nhi, người giàu dĩ không vui không lên tiếng. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên các nàng cũng đã nói chuyện với nhau một phen, muốn từ vùng không gian này ra ngoài phi thường khó khăn, chủ yếu nhất là thiên vực không gian chỉ là mở ra một mảnh không gian độc lập, yếu phá tan vùng không gian này hay là đối với các nàng tới nói không phải làm khó khăn, nhưng thân ở không biết tên trong không gian các nàng, nếu như lung tung phá tan không gian, các nàng nói không chắc sẽ tiến vào khác một vùng không gian, cũng khó nói sẽ tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Muốn trở về nguyên bản trong không gian cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải đem mảnh này không gian độc lập khắp mọi mặt nghiên cứu triệt để mới được. Triệu Tinh Đồ cùng Vân Quang Vinh đám người, thân thể bọn họ bên trong nhanh chóng tăng lên khí thế, bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy bọn hắn bắt đầu lung tung muốn đem vùng không gian này cho phá tan. Bọn hắn rất nhanh bên trái trách một nơi phá tan rồi một vết thương, ngon miệng tử bên ngoài là đen như mực không gian loạn lưu, căn bản cũng không phải là khí linh thành nam nghiễm tràng. Tại triệu tinh đồ đám người thử muốn phá vỡ mảnh này không gian độc lập thời điểm. Khí linh thành nam trên quảng trường. Hoa trường sinh vẻ mặt giữ tợn nhìn trầm trầm diệp thần phong. Tiết ra tiết bành hải cùng tiết hương xa, hai người bọn họ ánh mắt như ngừng lại tiết uyển tình trên người. Tiêu gia tiêu hồng thiên, tiêu Cát phàm cùng liễu ngư cầm, ánh mắt của bọn họ như ngừng lại tiêu vĩnh chiến trên người. Thánh ma tông cùng ngự linh tông tông chủ vương vĩnh ý cùng triệu toàn phong, bọn hắn vẻ mặt lạnh lẽo nhìn xem diệp thần phong. Về phần tiết huyền tình ông ngoại Chu Thiên Trấn cùng Chu Nam Lợi, ánh mắt của bọn họ tại Diệp Thần Phong cùng tiết huyền tình trên người qua lại quét mắt. Bây giờ Diệp Thần Phong bên này mạnh nhất cũng chỉ là Thiên Thần cảnh tầng 2 đỉnh phong tiêu vĩnh chiến rồi, bọn hắn bên này thực lực căn bản không phải đối phương địch thủ. Diệp Thần Phong cảm thụ Hoa Trường Sinh địa thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế, trong lòng hắn suy nghĩ càng ngày càng ngưng trọng, hắn cảm giác được tại trên quảng trường được kết giới bao phủ sau đó nơi này pháp tắc không gian cũng bị hạn chế ở, hắn tạm thời không cách nào cùng hỗn độn nhẫn trao đổi, hắn thực lực hôm nay mới hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Đừng nói là thiên thần cảnh cường giả, coi như là địa thần cảnh cao giai cường giả, hắn cũng không là đối thủ. Chàng nguy cơ này rốt cuộc muốn làm sao hóa giải? Lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh Diệp Thần Phong thân thể cho dù có thể chịu đựng, nhưng lòng hắn bẩn nói không chắc trực tiếp sẽ bị lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh căng nứt, muốn cùng thiên thần cảnh người đối chiến, cần muốn thừa nhận lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh nhất định phải nhiều vô cùng. Chương 2176, Cứu viện không phải Cứu viện. Tiết gia gia chủ Tiết Bành Hải tại Thiên Thần Cảnh 4 tầng Sơ Kỳ. Tiêu gia gia chủ Tiêu Hồng Thiên tại Thiên Thần Cảnh 4 tầng Đỉnh Phong. Tiêu Cát Phàm tại Thiên Thần Cảnh tầng 2 Đỉnh Phong. Ngự Linh Tông tông chủ Triệu Toàn Phong tại Thiên Thần Cảnh 5 tầng Trung Kỳ. Thánh Ma Tông tông chủ Vương Vĩnh Ý tại Thiên Thần Cảnh 5 tầng Sơ Kỳ. Chu gia gia chủ Chu Thiên Trấn tại Thiên Thần Cảnh 4 tầng Đỉnh Phong. Chu Nam Lợi tại thiên thần cảnh một tầng trung kỳ. Về phần liễu ngữ cầm cùng Tiết Hưng xa đều tại địa thần cảnh tầng thứ. Tiết Bành Hải sắc mặt giận dỗi, trước đó Tiết ra nhiều lần mời chào Tiết Huyền Tình Thanh Nguyệt Tông, nhưng Tiết Huyền Tình một lần lại một lần từ chối, trả phế bỏ Tiết ra vài người, này làm cho trong lòng của hắn đã sớm nộ không thể giải được rồi. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Huyền Tình, quát lên Tiết Huyền Tình, ngươi cho rằng ngươi trong tông môn sinh ra một cái cái gọi là thiên tài, ngươi và ngươi thanh nguyệt tông là có thể trên trời huyền giới quật khởi sao ngươi bớt ở chỗ này nằm mơ ngươi hiện tại có phải không hối hận rồi ngươi đời này đều đừng muốn đi vào chúng ta tiết ra cửa lớn ngươi và mẫu thân của ngươi liền trở thành chúng ta tiết ra hạ nhân tư cách cũng không có hôm nay nơi này chính là giờ chết của ngươi rồi tiết hưng xa lấy tư cách phụ thân của tiết huyền tình trước hắn đối tiết huyền tình đốt đốt bức bách cuối cùng đan điền trực tiếp bị phế rồi Cốt đang tiếp thu tiết ra kịp lúc trị liệu, đan điền của hắn khôi phục một ít, thực lực cũng khôi phục được địa thần cảnh tầng thứ, hắn cái này làm vì phụ thân không có tận qua một ngày trách nhiệm. Tại tiết hương xa trong mắt tiết huyền tình cùng mẫu thân của nàng vốn là không quá quan trọng người, hắn cũng không có coi tiết huyền tình là làm con gái đối xử qua, mà bây giờ hắn là hận không thể lập tức đem tiết huyền tình cho một cái tát đập chết. Hắn trong con người hung tàn lấp lánh, hắn nói tiết huyền tình, người không coi bể trên ra gì, người căn bản không có tư cách sống trên thế giới này rồi chu thiên trấn cùng chu nam lợi hai người bọn họ trong lòng lửa giận cũng trưng vọt lên trước đó bọn hắn vừa vặn mang theo chu gia đệ nhất thiên tài chu hạo đi tới khí linh thành liền đã bị chết ở tại diệp thần phong trong tay này để cho bọn họ chu gia liền tham gia thiên huyền thịnh điển tư cách cũng không có nguyên bản trong lòng bọn họ liền cho rằng thiết huyền tình là chu gia một cái chỗ bẩn bây giờ thích hợp hơn như thế Chu Thiên Trấn lãnh đạm quát lên, tiết huyền tình, người vẫn là tới lòng đất đi xuống sớm một chút cùng mẫu thân của người đi. Chỉ cần ngươi một ngày bất tử, chúng ta chu ra chỗ bẩn một ngày sẽ không biến mất. Đứng ở diệp thần phong bên cạnh tiết huyền tình, người hàm răng cắn chặt môi, một hai tay nắm chặt thành nắm đấm, thân thể không tự chủ run rẩy. người hiện lên trong đầu năm đó nàng và mẫu thân nàng không nơi nương tựa thời điểm, trong lòng nàng liền có vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ bộc phát ra, dựa vào cái gì như thế đối với nàng? Dựa vào cái gì như thế đối mẫu thân của nàng? Trước mặt những người này đều là của nàng người thân A Hát. Có phụ thân của nàng, có của nàng ông ngoại, nhưng những người này vì sao có thể làm được tuyệt tình như thế? Ngực của nàng càng ngày càng khó chịu rồi. Phảng phất có một nguồn sức mạnh muốn từ trong cơ thể nàng thả ra ngoài. Diệp thần phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tiết huyền tình vai, trong lòng của hắn căn bản không nghĩ đến phương pháp thoát thân, huống hồ còn muốn mang nhiều người như vậy đồng thời thoát thân. Đứng sau lưng Diệp thần phong vân ngọc đường, hắn thấp giọng hỏi, Diệp lão tổ, chúng ta bây giờ hẳn là phải làm sao? Tại vân ngọc đường mở miệng thời gian, tiêu gia gia chủ tiêu hồng thiên, khóe miệng hắn hiện lên cười gần, hắn nhìn xem tiêu vĩnh chiến, nói, người bây giờ có hay không hối hận rồi. Ban đầu ở thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại lúc kết thúc. Ta đã cho ngươi một cơ hội, lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý trở về tiêu gia đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm như vậy ta có thể không truy cứu ngươi phạm sai lầm nhưng ngươi tại sao một mực không cố gắng quý trọng đâu này hiện tại tiểu coi như ngươi quỳ xuống đất nhận sai ngươi cũng tất cần phải chết ở chỗ này rồi tiêu vĩnh chiến nhìn xem tiêu hồng thiên bên cạnh đắc ý tiêu cắt phàm lại nhìn xem mặt không thay đổi vợ trước liễu ngữ cầm hắn thở dài nói tiêu hồng thiên ta tiêu vĩnh chiến phạm vào sai lầm gì là các người tiêu ra có lỗi với ta ta tiêu vĩnh chiến chưa từng có lỗi với các người tiêu ra qua tiêu cát phàm lạnh lùng nói tiêu vĩnh chiến chết đến nơi rồi rồi người còn không biết hối cải tiêu vĩnh chiến trong lòng uất ức không chỗ phóng thích hắn chỉ có thể cắn răng thật chặt quan hắn biết hôm nay hắn là cửu tử nhất sinh rồi thánh ma tông tông chủ vương vĩnh ý hắn nhìn xem diệp thần phong nói tiểu tử coi như người thật xa nguyên bản tính mạng của ngươi ta muốn tự tay giải quyết bất quá bây giờ tính mạng của ngươi đã bị người cho dự định vương vĩnh ý nhi tử trên trời huyền thịnh điển đấu vòng loại bên trong được diệp thần phong giết đi hắn đối diệp thần phong hận ý tự nhiên phi thường nồng nặc về phần ngữ linh tông tông chủ triệu toàn phong con trai của hắn cũng đã chết thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại trong nhưng hắn không biết con trai của mình là chết như thế nào trong lòng của hắn lửa giận không chỗ phóng thích Vừa vặn bọn hắn Ngự Linh Tông cùng Thánh Ma Tông quan hệ không tệ, hắn liền cũng dính líu đến chuyện này bên trong đến rồi, làm chỉ là thích phóng nhất hạ lửa giận trong lòng. Hoa Trường Sinh khoát tay áo một cái, nói: "Được rồi, thời gian của chúng ta cũng có giới hạn, ta muốn tự tay giải quyết tiểu tử này, các ngươi liền ở một bên ngăn cản những người khác, ta muốn để cho các ngươi biết, ta Hoa Trường Sinh mới là giết chết Diệp Thần Phong người, mà ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết tại Diệp Thần Phong trong tay." hắn vẫn không có tư cách này. Rất rõ ràng người ở chỗ này là lấy hoa trường sinh làm trung tâm. Tại hoa trường sinh rước tiếng sau. Vương Vĩnh Ý đám người dồn dập ngăn cản tiết huyền tình cùng triệu tinh đổ đám người. Bọn hắn chả không chuẩn bị đối tiết huyền tình đám người động thủ. Bọn hắn muốn cho tiết huyền tình đám người tận mắt thấy Diệp Thần Phong chết ở trước mặt. Tại tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến đám người thần kinh căng thẳng. Bọn hắn chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến thời điểm bao phủ lại nam nghiễm tràng kết giới đột nhiên nổi lên một trận sóng gợn. Một tên thần sắc nghiêm túc lão giả mang theo một tên dáng dấp lành lạnh nữ nhân trực tiếp tiến vào nam nghiễm tràng, bọn hắn bỏ qua bao phủ lại nam nghiễm tràng kết giới. Một già một trẻ này tiến vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nguyên bản muốn động thủ hoa trường sinh hắn khí thế trên người hơi dừng lại một chút, có thể không nhìn kết giới người, thực lực nhất định muốn đến thần vương cảnh người lão giả này thực lực rất rõ ràng tại thần vương cảnh sơ kỳ, một người khác được người lão giả này đưa vào nữ nhân trong đó, thực lực tại thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Diệp thần phong con người vi vi sáng ngời. Tên này được lão giả đưa vào tiến vào nữ nhân không phải là cùng hắn phân biệt đã lâu Bạch Tiểu Nhu sao? Lúc trước Bạch Tiểu Nhu quyết định yếu ở lại Thánh Băng Đảo. Sau truyền đến tin tức, Thánh Băng Đảo hết thảy Thánh Băng chỉ toàn bộ mất đi tác dụng, Lúc trước Diệp Thần Phong suy đoán nhất định là Bạch Tiểu Nhu gây nên, có thể là Bạch Tiểu Nhu đem Thánh Băng đảo chỗ có cơ duyên đều cướp đi, bây giờ cảm giác được Bạch Tiểu Nhu thực lực dĩ nhiên trực tiếp vượt qua đã đến thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Này chứng minh lúc trước Diệp Thần Phong suy đoán là đúng. Bạch Tiểu Nhu đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó người nguyên bản trên mặt lạnh lẽo biến mất rồi, người lập tức hô, "Diệp đại ca, Tiểu Nhu tới tìm ngươi." tại Bạch Tiểu Nhu đối Diệp Thần Phong thân mật mở miệng sau. Hoa Trường Sinh cùng Vương Vĩnh Ý đám người vẻ mặt đột nhiên biến đổi, Bạch Tiểu Nhu thực lực bọn hắn không e ngại, thế nhưng Bạch Tiểu Nhu bên cạnh người lão giả kia chính là thần vương cảnh thực lực, bọn hắn còn chưa đủ đối phương nhét kẻ răng đây. Bạch Tiểu Nhu rời đi thánh băng đảo sau. Người một đường dựa vào nghi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa tìm kiếm Diệp Thần Phong, ở nửa đường thượng lại gặp tên này thần vương cảnh lão giả tên này thần vương cảnh lão giả liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Tiểu Nhu chính là cửu U băng sư sư vương nhất mạch công chúa. Mà người lão giả này chính là sư vương nhất mạch lão tổ một trong, hắn thả ra sư vương một mạch độc hữu khí tức sau, đã nhận được Bạch Tiểu Nhu tín nhiệm, một đường cùng Bạch Tiểu Nhu cùng đi tìm kiếm Diệp Thần Phong. Người lão giả này tên là Triệu Thắng Hồng. Tại Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Thắng Hồng xuất hiện sau đó Diệp Thần Phong trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn ra được lão giả và bạch tiểu nhu quan hệ phi phàm chỉ cần có người lão giả này giúp đỡ như vậy những người này liền căn bản không đáng sợ rồi tiêu vĩnh chiến cùng tiết huyền tình đám người căng thẳng thần kinh cũng lần lượt đã thả lỏng một chút bọn hắn không nghĩ tới sự tình trả sẽ phát sinh như vậy chuyển cơ mà hoa trường sinh đám người là càng ngày càng bất an rồi liền ở bạch tiểu nhu yếu hướng về diệp thần phong chạy đi thời điểm triệu thắng hồng cánh tay bổ vào bạch tiểu nhu trên cổ Bạch Tiểu Nhu nhất thời ngất đi. Này làm cho Diệp Thần Phong con mắt ngưng lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Thắng Hồng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói, ngươi chính là ở ta nơi này vãn bối mi tâm đánh vào ngàn năm băng tuyết liên hoa người. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần Phong vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Ban đầu ở Bạch Tiểu Nhu mi tâm đánh vào ngàn năm băng tuyết liên hoa, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Triệu thắng hồng trong trước mắt thanh bạch tiểu nhu cho đánh ngất đi, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện rồi, xem ra bạch tiểu nhu là tới cứu viện, người lão giả này tuyệt đối không phải tới cứu viện. chương 2177 sẽ trở thành người dương sao. Triệu thắng hồng căn bản không có để ý tới diệp thần phong biểu tình biến hóa, hắn tiếp tục nói, đem đánh vào ta đây vãn bối trong nghi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa lấy ra, nể tình ngươi không có thương hại ta đây vãn bối, hơn nữa còn đem nàng mang tới thiên huyền giới phân thượng, món nợ này ta có thể không cùng ngươi tính, nhưng hôm nay nơi này làm phiền ngươi tự mình xử lý, lão phu ta sẽ không nhúng tay. Giống như ngươi không muốn lấy ra ngàn năm băng tuyết liên hoa, như vậy không ngại cho ngươi tới một cái siêu hồn. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ biết lấy ra này ngàn năm băng tuyết liên hoa phương pháp xử lý. Đánh vào bạch tiểu nhu mi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa, chính là là dùng một loại cực kỳ phức tạp thủ pháp, liền ngay cả triệu thắng hồng bực này thần vương cảnh cường giả cũng bó tay toàn tập cho nên hắn mới sẽ đồng ý một đường cùng đi theo tìm kiếm diệp thần phong bằng không hắn đã sớm mạnh mẽ mang theo bạch tiểu nhu trở về bọn hắn sư vương nhất mạch địa phương triệu thắng hồng đồng dạng biết bạch tiểu nhu sở dĩ như vậy không muốn xa rời diệp thần phong hoàn toàn là bởi vì cái này ngàn năm băng tuyết liên hoa được diệp thần phong liên luyện hóa duyên cớ tại băng tuyết liên hoa thượng nắm giữ diệp thần phong khí tức cho nên Bạch Tiểu Nhu mới sẽ coi Diệp Thần Phong là làm người thân cận nhất. băng không sư vương nhất mạch công chúa tính tình đều là cực kỳ lạnh lẽo, căn bản sẽ không đối với bất kỳ người nào có thân cận ý nghĩ tồn tại. Bọn hắn sư vương một mạch đã tìm Bạch Tiểu Nhu rất lâu, thân là cửu u băng sư sư vương nhất mạch công chúa, Bạch Tiểu Nhu tại sư vương một mạch bên trong nắm giữ trí cao địa vị triệu thắng hồng đương nhiên không có thể chịu được bạch tiểu nhu đối một cái thực lực thấp kém nhân loại người tu luyện như thế không muốn xa rời rồi triệu thắng hồng sở dĩ đáp ứng không tính sổ hắn cũng là bởi vì nhìn thấy trước mặt tình thế coi như là hắn không nhúng tay vào diệp thần phong cũng là chắc chắn phải chết được rồi như vậy hắn cần gì phải tự mình ra tay giải quyết tiểu nhân vật như vậy đâu này đang nhìn đến triệu thắng hồng đột nhiên đem bạch tiểu nhu đánh ngất đi khi nghe đến Triệu Thắng Hồng nói với Diệp Thần Phong lời nói này, ở đây những người còn lại vẻ mặt lần thứ hai biến đổi. Nguyên bản tâm tình nặng nề hoa trường sinh cùng Vương Vĩnh Ý đám người, bọn hắn bây giờ đưa xem như là hung hăng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Triệu Thắng Hồng không nhúng tay vào chuyện nơi đây, như vậy trong lòng bọn họ liền cảm ơn trời đất, về phần chuyện nơi đây có thể hay không bị tiết lộ ra ngoài, bây giờ bọn hắn căn bản lo lắng bó tay rồi mà nguyên bản nhìn thấy chuyển cơ tiêu vĩnh chiến cùng tiết huyền tình đám người. Tâm tình của bọn họ lần thứ hai trở nên nghiêm nghị vô cùng, mắt thấy có hy vọng, dĩ nhiên lại biến thành bọt nước. Bất quá, hoa trường sinh cùng vương vĩnh ý mấy người cũng không dám manh động rồi. Diệp thần phong nhìn xem nằm trên mặt đất thượng bất tỉnh đi bạch tiểu nhu. Hắn lúc trước đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đánh vào bạch tiểu nhu trong nghi tâm, hắn hoàn toàn là bị bất đắc dĩ, lại nói ngàn năm băng tuyết liên hoa đối bạch tiểu nhu tu luyện mới có lợi tại lần lượt trong khi chung tại lần lượt khó xử bên trong diệp thần phong đã sớm coi bạch tiểu nhu là làm thân nhân của mình đối đãi trong lòng suy tư một lát sau hắn cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp đem bạch tiểu nhu mi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa lấy ra hắn ở trong lòng hỏi lão bạch lão hắc phải hay không đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đã lấy ra tiểu nhu về sau liền sẽ đối với ta như người xa lạ Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, trên lý thuyết là như vậy, nhưng đây cũng không phải là nhất định sự tình. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, người bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, thực lực đối phương mạnh nhất nhưng là có thiên thần cảnh 5 tầng, nếu như ta cùng Lão Bạch Thanh cực hạn sức mạnh cho ngươi mượn, thân thể của hắn nói không chắc hội lập tức ra chóc thịt bong. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một hồi thời gian. Nếu như vẻn vẹn là như vậy lời nói, như vậy ta cùng lão Bạch liền trực tiếp thanh sức mạnh cho ngươi mượn, đáng tiếc trái tim của ngươi cường độ còn chưa đủ, tại thân thể có thể kiên trì chịu đựng dưới tình huống, trái tim của ngươi nói không chắc trực tiếp hội nổ tung. Ta cùng lão Bạch bây giờ chả không cách nào trực tiếp đi ra chiến đấu, sức mạnh của chúng ta nhất định muốn mượn ngươi bộ thân thể này mới có thể phát huy, nơi này pháp tắc không gian cũng bị hạn chế ở, để một mình ngươi rời đi, ta cùng lão Bạch nghĩ một chút biện pháp vẫn là có thể làm được nhưng ngươi muốn dẫn nhiều người như vậy cùng rời đi. Như vậy ta cùng lão bạch thật sự vô năng vô lực rồi. Diệp thần phong đương nhiên sẽ không bỏ lại tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến đám người không để ý, hắn đình chỉ cùng lão bạch cùng lão hắc trò chuyện, hắn từng bước từng bước đi tới bạch tiểu nhu trước mặt, hắn liếc mắt nhìn triệu thắng hồng. Nói ra, ta hiện tại liền đem ngàn năm băng tuyết liên hoa lấy ra. Diệp thần phong ngồi xổm xuống thân thể, hắn nhìn xem nằm ở trên mặt đất bạch tiểu nhu, hắn ở trong lòng nói ra tiểu nhu xin lỗi có lẽ từ nay về sau chúng ta liền muốn biến thành người dương rồi nhưng cho dù là như vậy ta cũng nhất định muốn thanh ngàn năm băng tuyết liên hoa lấy ra bởi vì không có ngàn năm băng tuyết liên hoa phần này trói buộc ngươi đây mới thật sự là ngươi có lẽ về sau ngươi cũng sẽ không bao giờ gọi ta diệp đại ca rồi làm cảm tạ tiểu nhu ngươi đã từng đối với ta không rời không bỏ diệp thần phong đình chỉ trong lòng lầm bầm lầu bầu hắn đưa bàn tay đặt tại bạch tiểu nhu mi tâm bên trên, tại lão bạch cùng lão hắc dưới sự chỉ điểm, hắn linh khí từ từ thẩm thấu tiến vào bạch tiểu nhu mi tâm bên trong. Triệu thắng hồng trao mày ở một bên nhìn xem, nếu như Diệp thần phong dám có ý biến thái, như vậy hắn bất cứ lúc nào đều chuẩn bị cho Diệp thần phong một đòn chí mạng. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp thần phong thủ trưởng chậm rãi từ bạch tiểu nhu mi tâm rời đi. Tại bạch tiểu nhu mi tâm không ngừng có ánh sáng màu trắng lấp lánh, dần dần một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa từ bạch tiểu nhu mi tâm kéo kéo ra ngoài. Ngàn năm băng tuyết liên hoa quay về tại diệp thần phong lòng bàn tay bên trong, bàn tay của hắn nắm chặt, này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa lần thứ hai tiến vào bên trong đan điền của hắn. Mất đi này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa, cái này phải hay không mang ý nghĩa diệp thần phong cùng bạch tiểu nhu ở giữa trói buộc biến mất rồi. Hai người bọn họ từ đây sẽ biến thành người dưng đang nhìn đến Bạch Tiểu Nhu trong mi tâm ngàn năm băng tuyết liên hoa lôi kéo sau khi đi ra, Triệu Thắng Hồng cuối cùng là hơi chút đã hài lòng một ít, hắn đối với người ở chỗ này, nói ra các ngươi có thể tiếp tục, lão phu ta tuyệt đối sẽ không can thiệp chuyện của các ngươi. Bạch Tiểu Nhu mí mắt rung động chuyển động, có yếu tỉnh lại khuynh hướng. Diệp Thần Phong về tới tiết huyền tình đám người bên cạnh, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cực kỳ buồn bực. Hoa Trường Sinh cùng Vương Vĩnh Ý bọn người ở tại nghe được Triệu Thắng Hồng lời nói sau, bọn họ là càng thêm thảnh thơi rồi, nếu như Triệu Thắng Hồng đúng là đứng ở Diệp Thần Phong phía bên kia, tuyệt đối sẽ không như vậy quanh co lòng vòng. Hoa Trường Sinh bên trong thân thể địa thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế lại tăng lên nữa. Mà Vương Vĩnh Ý đám người lần nữa ngăn cản tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến bọn hắn. Hoa Trường Sinh giữ tận nhìn xem Diệp Thần Phong, Vé miệng hắn tự tin cười gần càng phát nồng nặc, diệp thần phong, ngươi cho rằng ngươi cứu viện đến rồi. Nhưng kết quả đây, xem ra hôm nay liền ngay cả ông trời cũng muốn ngươi chết, cho ngươi cái thứ nhất chết ở ngươi những người bạn này trước mặt, đây tuyệt đối là một cái phi thường chuyện không tồi. Ta hoa trường sinh làm cho hôm nay tình trạng này, tất cả đều là bái ngươi ban tặng, ngươi như thế một tiểu nhân vật, ngươi bằng cái gì có thể đánh bại ta? Dựa vào cái gì ta hoa trường sinh sẽ chết trong tay ngươi thường? ta đã ở trong tay ngươi chết qua một lần rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Hoa trường sinh trong tay tốc biến một cái phong mang tất lộ trường kiếm màu xanh lục. Trung quanh thân thể hắn kiếm khí bừa bãi tàn phá, mãnh liệt linh khí che kín hắn không khí bốn phía bên trong. Vừa nghĩ tới sau cùng Bạch Tiểu Nhu có khả năng sẽ biểu hiện như người dưng rồi, Diệp Thần Phong tâm tình liền đặc biệt gay gâu, hắn thậm chí không muốn nghĩ bây giờ tình cảnh, vào đúng lúc này, hắn chỉ muốn phóng thích trong lòng tâm tình tiêu cực. Đối phó bây giờ hoa trường sinh chỉ dựa vào trí tôn thập chuyển thực lực là không đủ. Diệp thần phong bên trong thân thể điên cuồng thôi thúc phượng hoàng áo nghĩa đồng thời, thân ảnh của hắn hướng về hoa trường sinh chủ động lao đi rồi. Hoa trường sinh thấy chủ động công kích diệp thần phong, hắn quát lên, diệp thần phong, ngươi lại vẫn dám chủ động xuất kích. Hiện tại thực lực của ngươi cùng ta là ở cùng một cấp độ thượng đấy sao? Diệp thần phong chợt quát lên, bất kể là bao nhiêu lần, người hoa trưởng sống vĩnh viễn đều là bại tướng dưới tay ta. Đối với Diệp thần phong lời nói, vương vĩnh ý cùng Tiết bành hải đám người là cười cười một chút. Đùa giỡn, bây giờ hoa trường sinh thực lực trên đất thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi, mà Diệp thần phong cho dù là trí tôn thập chuyển, thực lực của hắn cũng chỉ là hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong mà thôi, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp thần phong chỉ là tại tranh đua miệng lưỡi rồi một bên triệu thắng hồng nhìn xem hoàn toàn mở mắt bạch tiểu nhu hắn đang nhìn đến trước mặt cảnh tượng sau trong lòng của hắn cũng xem thường lắc đầu dưới cái nhìn của hắn diệp thần phong chính là một cái tự cao tự đại người mà tiêu vĩnh chiến cùng tiết huyền tình các loại được vương vĩnh ý bọn hắn cản người ở bên trong cơ thể của bọn họ cũng bạo phát ra khí thế bất kể có phải hay không là đối thủ của đối phương bọn hắn liều mạng hết thảy triển khai công kích Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong một người một mình phấn khởi chiến đấu. Chương 2178, khó chịu, sức chiến đấu bạo phát. Tương khí thế tăng lên tới cao nhất Hoa Trường Sinh. Hắn đứng tại chỗ chờ đợi Diệp Thần Phong đến, hắn đối với mình thực lực hôm nay phi thường có tự tin, hơn nữa Diệp Thần Phong tốc độ và khí thế, ở trong mắt hắn căn bản không đáng sợ. Chính nhanh chóng lướt về phía Hoa Trường Sinh Diệp Thần Phong hắn đem trong cơ thể phượng hoàng áo nghĩa thôi thúc đã đến cao nhất. Cuồng bảo. tại diệp thần phong tay phải trên mờ u bàn tay đột nhiên hiện lên một con hỏa phượng hoàng đồ án. Nhất cổ lửa nóng vô cùng năng lượng nhanh chóng tại trong cơ thể hắn điên cuồng bừa bãi tàn phá lên, nhiệt độ chung quanh đang không ngừng đi lên kéo lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn, xương trắng tràn ngập. Diệp thần phong tóc trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, đồng thời hắn một đôi mắt cũng trở thành rõ ràng tươi đẹp màu đỏ. Trên người được ngọn lửa nhàn nhạt cho lượn lờ. Trong cơ thể hắn khí thế đang nhanh chóng kéo lên. Hóa thần cảnh 7 tầng đỉnh phong. Linh thần cảnh một tầng đỉnh phong. Linh thần cảnh tầng 2 đỉnh phong. Cuối cùng vững vàng như ngừng lại linh thần cảnh tam tầng đỉnh phong. Này áo nghĩa võ học cuồng bạo có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 4 cái đại tầng thứ. Nhưng thời gian chỉ có thể duy trì 10 giây. Tại 10 giây qua đi, các loại cuồng bạo trạng thái biến mất sau đó Diệp Thần Phong còn có thể nằm ở một loại trạng thái hư nhược. Trong cơ thể trí tôn thập chuyển sức mạnh cũng sớm đã bị Diệp Thần Phong phát vung tới cao nhất. Đồng thời, khi hắn thi triển cuồng bạo thời điểm, trong cơ thể hắn tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng cũng vận chuyển, hắn hai cái chân nhỏ cùng dưới bàn chân là màu đỏ ánh chấp hiện ra. Tại tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng thi triển trong nháy mắt siêu phàm người trò chơi. Diệp thần phong tốc độ nhanh nhanh tăng vọt, hắn còn tại lấy ra thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi, tại thiên lôi nhanh chóng thượng mỗi phụ ra một lần cửu thiên huyền lôi, tốc độ của hắn liền sẽ mau hơn một chút, sau lưng thanh vân kiếm, sớm đã bị hắn nắm trong tay. Cuồng bảo, thiên lôi nhanh chóng, trí tôn thập chuyển, tại đem những sức mạnh này toàn bộ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn sau. Diệp thần phong khắp mọi mặt thực lực cấp tốc kéo lên, thậm chí tốc độ của hắn đã để Hoa Trường Sinh đáp ứng không xuể rồi. Con mắt bắt giữ không tới Diệp Thần Phong bóng người Hoa Trường Sinh, trên mặt hắn tự tin vô ảnh vô tung biến mất rồi. Hắn trong con người tràn ngập không dám tin tưởng, trước đó Diệp Thần Phong chiến đấu cùng hắn. Dĩ nhiên còn ẩn tàng nhiều như thế thực lực, nếu như lúc trước Diệp Thần Phong liền thi triển những này, như vậy hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt chỉ có bị nháy mắt giết chết phần. Hoa trường sinh trong cơ thể không cam lòng bạo phát tới cực điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt ánh kiếm lóe lên, vốn là trực tiếp cắt hướng trái tim của hắn vị trí. Hắn bản năng tránh qua một đòn chí mạng này, cái kia cực kỳ nhanh trong ánh kiếm cắt hướng cái hông của hắn. Bạch, một tiếng, diệp thần phong trong tay thanh vân kiếm từ hoa trường sinh hông của giữa xẹt qua, khi hắn muốn triển khai lần công kích thứ hai thời điểm. Rời đi hoa trường sinh gần nhất tiêu cắt phạm cái thứ nhất phản ứng đi qua, hắn nhanh chóng đi viện trợ hoa trường sinh rồi. Tiêu cát phàm một trường bay thẳng đến Diệp Thần Phong ngực đập đi qua, khí thế hung mãnh vô cùng, trong không khí tràn ngập vù vù âm thanh. Mắt thấy không cách nào cho hoa trường sinh một kích chí mạng, Diệp Thần Phong tránh thoát tiêu cát phàm một trường này đồng thời, trong cơ thể hắn thập dài bất khuất kiếm ý vận chuyển, trong tay thanh vân kiếm nhanh chóng liên tục vung ra hai lần. Hai đạo cửa đại màu nâu kiếm khí sinh ra. Bạch, bạch, hai tiếng hai đạo cửa đại kiếm khí từ hoa trường sinh hai cánh tay thượng lướt qua có tiêu cắt phàm ngăn cản sau đó diệp thần phong vẫn không có có thể cho hoa trường sinh chân chính đòn công kích chí mạng diệp thần phong dưới chân bước chân nhanh chóng lùi về phía sau mà tiêu cắt phàm nhưng là lập tức bảo hộ ở hoa trường sinh bên cạnh chỉ thấy hoa trường sinh hông của giữa xuất hiện một cái vết máu hai cánh tay của hắn thượng cũng xuất hiện một cái vết máu theo thời gian trôi đi Bên hông hắn cùng trên cánh tay vết máu bỗng nhiên mở rộng. Hắn dưới, nửa thân cùng nửa người trên nhất thời chia lìa, hai cánh tay của hắn cũng từ trên bả vai rơi xuống. Tiên huyết điên cuồng từ hắn trên người vết thương bên trong tuôn ra. Chỉ còn dư lại nửa người trên hoa trường sinh, hắn trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Trong cổ họng hắn kêu thảm, trong miệng liên tục hút vào hơi lạnh, trên mặt của hắn được vô tận lửa giận cho lấp đầy. Hắn nhìn mình chia năm xẻ bảy thân thể, hắn không nghĩ tới thực lực tăng lên tới địa thần cảnh một tầng sơ kỳ sau đó hắn và Diệp thần phong đối chiến, bị thua dĩ nhiên càng tăng nhanh hơn, càng thêm thảm thiết. Tiêu Cát Phàm lập tức giúp Hoa Trường Sinh đã ngừng lại miệng vết thương chảy máu. Bởi vì Diệp thần phong đột nhiên bạo phát. Vương Vĩnh Ý cùng Tiêu Vĩnh Chiến đám người toàn bộ không tự chủ được dừng tay, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp thần phong trên người không ai từng nghĩ tới diệp thần phong thậm chí có sức chiến đấu cỡ này tại trước đó thiên huyền thịnh biển bên trong diệp thần phong lại vẫn một mực tải ẩn giấu thực lực đâu này chuyện này quả thật là khó mà tin nổi đứng ở một bên triệu thắng hồng hắn cũng trong thời gian ngắn lăng thần hắn không nghĩ tới diệp thần phong không phải tự cao tự đại mà là đối thực lực của mình có trăm phần trăm tự tin về phần bạch tiểu nhu cũng là hoàn toàn đã tỉnh lại người đứng ở Triệu Thắng Hồng bên cạnh. Triệu Thắng Hồng đối Bạch Tiểu Nhu giải thích một lần, Diệp Thần Phong đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đánh vào mi tâm của nàng sự tình. Bạch Tiểu Nhu từng ở sư vương một mạch bên trong ký ức sớm đã bị Triệu Thắng Hồng cho khôi phục, người đối chính mình một sư vương một mạch công chúa thân phận có rất lớn hiểu được, bởi vì có ngàn năm băng tuyết liên hoa trói buộc, cho nên coi như là người khôi phục ký ức, biết mình là sư vương nhất mạch công chúa người hay là đối với Diệp Thần Phong nhớ mãi không quên. Bây giờ ngàn năm băng tuyết liên hoa được lấy đi rồi. Bạch Tiểu Nhu cùng Diệp Thần Phong ở giữa trói buộc biến mất rồi. Bạch Tiểu Nhu nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh rồi, thậm chí so với nhìn về phía những người còn lại còn muốn lạnh lẽo. Triệu Thắng Hồng nói, ta trước đó đáp ứng không nhúng tay vào chuyện nơi đây, liền khiến những người này đem tiểu tử này giết đi chúng ta liền ở một bên nhìn xem. Bạch Tiểu Nhu chỉ là lạnh lẽo đáp một tiếng, tính là đồng ý triệu thắng hồng lời nói, nhưng nàng nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt là càng ngày càng lạnh lẽo đến xương rồi. Mười giây đồng hồ đã qua. Cuồng bạo trạng thái biến mất rồi, Diệp Thần Phong dáng dấp lại khôi phục được bình thường, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, dưới chân bước chân cũng có vẻ lay động. Giúp hoa trường sinh cầm máu tiêu cắt phàm, hắn trước tiên khí thế bạo phát, hắn hướng về Diệp Thần Phong nhoáng tới. Một trường bay thẳng đến Diệp Thần Phong ngực vỗ xuống đi. Chỉ còn dư lại nửa người trên hoa trường sinh, hắn giữ tợn quát, đừng cho hắn dễ dàng chết như vậy. Tiêu cát phàm lập tức thu hồi mấy phần lực đạo, bây giờ Diệp Thần Phong đối mặt tiêu cát phàm một trường này, hắn căn bản là muốn tránh cũng không được. Còn nữa tiêu cát phàm có thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong thực lực, coi như là tại cuồng bạo trạng thái trong Diệp Thần Phong, hắn cũng không phải là đối thủ của tiêu cắt phàm ầm um, một tiếng diệp thần phong ngực quần áo vỡ vụn một đạo dấu tay máu rõ ràng tại bộ ngực hắn hiển hiện hắn giống như một chỉ như diều đứt dây thân thể hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài cuối cùng nặng nề đụng vào kết giới bên trên sau thân thể của hắn mới ngã xuống trên mặt đất phốc một tiếng một cái ấm áp máu tươi từ diệp thần phong miệng bên trong phun ra tung tóe hắn chỉ cảm thấy ngực xương đoạn rất nhiều căn, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ cũng là như lửa đau đớn. Tiêu Vĩnh Chiến cùng Tiết Huyền tình đám người thấy cảnh này sau, bọn hắn không chút do so dự bắt đầu động thủ, bọn hắn muốn vào tới Diệp Thần Phong bên cạnh đi, đáng tiếc Vương Vĩnh Ý đám người sẽ không để cho bọn hắn như nguyệt. Tại vương vĩnh ý đám người ngăn cản dưới, tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến đám người, bọn hắn rất nhanh sẽ mất đi sức chiến đấu, cuối cùng toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi rồi dù sao thực lực của hai bên căn bản không phải tại cùng một cấp độ thường. Chỉ còn dư lại nửa người trên, vẫn cứ tại kéo dài hơi tàn hoa trường sinh, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong được tiêu cắt phàm một trưởng đánh bay sau đó hắn giữ tợn bắt đầu cười lớn, Diệp Thần Phong coi như là người thiên tài tuyệt thế thì lại làm sao? Dùng người bực này tư chất, nếu như người có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai người chắc chắn đứng lên đỉnh phong, đáng tiếc người không có cơ hội này, ta hiện tại thừa nhận ngươi là một cái nhân vật rồi, dùng ta hoa trường sinh cái mạng này để đổi này tuyệt đỉnh thiên tài mệnh, ta có những gì không đáng giá. Tiêu vĩnh chiến cùng tiết huyền tình những này ngã xuống đất không dậy nổi người, bọn hắn khóe miệng đều có tiên huyết đang không ngừng tràn ra tới, bọn hắn cho tới bây giờ là triệt đề tuyệt vọng, bọn hắn căn bản không có mảy may sinh khả năng, bọn hắn những người này yếu toàn bộ chết ở chỗ này rồi. Mà đứng tại triệu thắng hồng bên cạnh bạch tiểu nhu, trên mặt nàng biểu lộ tuy rằng lạnh lùng như cũ cực kỳ, thế nhưng người ngực đột nhiên cảm giác một trận khó chịu, loại này khó chịu tới không hiểu ra sao, làm cho nàng có loại buồn được hoảng cảm giác, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần Phong miệng phun tiên huyết dáng dấp, người thậm chí có loại sắp không thở nổi khó chịu. Chuyện gì xảy ra, ngực của ta vì sao lại đột nhiên khó chịu, vì sao lại như vậy, cái cảm giác này thật khó được. Bạch Tiểu Nhu ở trong lòng nhiều lần nói lầm bầm. Chương 2179, tử vong, đau lòng, kết thúc. Khóe miệng lưu lại vết máu diệp thần phong. Hắn lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên, hắn liền tiêu cát phàm cũng không đối phó được, chớ nói chi là Vương Vĩnh Ý đám người. Bởi ngực quần áo vỡ vụn, hắn treo ở trong cổ một đen một trắng tụ linh ngọc lập ngựa hiện lên hiện tại trong không khí. Triệu Thắng Hồng cùng Bạch Tiểu Nhu không có xem qua lúc trước Thiên Huyền Thịnh Điển cùng tứ sư tranh bá. Nhưng ở chàng những người còn lại đều là toàn bộ hành trình quan sát qua, tiêu cắt phàm, vương vĩnh ý cùng tiết bành hải đám người, bọn hắn đang nhìn đến diệp thần phong trong cổ một đen một trắng tụ linh ngọc sau, bọn hắn cả người như bị điện rượt, trong lòng suy nghĩ lập tức phiên giang đảo hải lên, thậm chí trái tim của bọn họ nhảy lên đều chậm một cái nhịp. Trong con người của bọn họ được kịch liệt khiếp sợ cho lấp đầy, bọn hắn chỉ biết là diệp thần phong chính là bát phẩm luyện dược sư cùng trận pháp tông sư. Bây giờ đang nhìn đến Diệp Thần Phong trong cổ một đen một trắng tụ linh ngọc, sau đó bọn hắn lập tức đoán được Diệp Thần Phong chính là cái kia mặt nạ màu đen nhân hòa mặt nạ màu trắng người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diệp Thần Phong trên người nguyên bản vừa vặn có cái này hai khối tụ linh ngọc, bởi vì cái này tụ linh ngọc là có thể gặp mà không thể cầu. Nói cách khác Diệp Thần Phong vẫn là bát phẩm luyện khí sư cùng ngũ phẩm phù sư. Lần này tứ sư tranh bá bên trong luyện dược sư, luyện khí sư cùng phù sư quán quân toàn bộ được Diệp Thần Phong một người đã lấy được. Về phần trận pháp sư thi đấu, Diệp Thần Phong trực tiếp lấy tư cách đặc biệt phán xét sự họp, này muốn so thu được người thứ nhất còn muốn kiểu như châu bò. Diệp Thần Phong rõ ràng tập trận pháp sư, luyện dược sư, luyện khí sư cùng phù sư cho một thân. Thuốc khí phù trận bốn người đồng tu, từ cổ trí kim có ai có thể làm được, trọng yếu hơn là Diệp Thần Phong bây giờ mới bao nhiêu tuổi hắn tại đây tứ sư bên trong đã đạt được thành tựu như thế này rồi, tương lai hắn có thể đến trình độ gì. Bị trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi thiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến đám người, bọn hắn khi biết Diệp Thần Phong chính là mặt nạ màu trắng nhân hòa mặt nạ màu đen người sau, bọn hắn cũng là ngây người như phóng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần Phong vẫn là luyện khí sư cùng phù sư, đây quả thực là một cái nói mơ giữa ban ngày sự tình khi biết diệp thần phong vẫn là luyện khí sư cùng phù sư sau tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến đám người tâm tình càng thêm bi thương rồi đặc biệt là tiết huyền tình trong lòng nàng vô cùng tự trách nếu như diệp thần phong lúc trước không có gia nhập của nàng thanh nguyệt tông hay là liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi chỉ cần diệp thần phong nhưng dùng an toàn tiếp tục trưởng thành tương lai tại toàn bộ thiên huyền giới có ai có thể ngăn cản hắn nhưng hôm nay diệp thần phong tính mạng vô cùng có khả năng dừng bước tại nơi này rồi chỉ còn dư lại một cái nửa người trên hoa trường sinh hắn tại sửng sốt một lúc sau hắn cười đến càng thêm điên cuồng diệp thần phong a hát diệp thần phong không nghĩ tới chúng ta vẫn là quá nhỏ nhìn ngươi rồi ngươi thậm chí có bực này thiên phú đáng tiếc hào quang của ngươi nhất định đến đó dập tắt triệu thắng hồng đứng ở một bên không biết vì sao Hắn có thể so với cũng không biết Diệp Thần Phong chính là tứ sư, hắn chỉ căn cứ vừa vặn chiến đấu. Hắn phán đoán ra Diệp Thần Phong sức chiến đấu phi thường mạnh, nhưng hắn vẫn không có ra tay giúp đỡ đạo lý, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong dám đem ngàn năm băng tuyết liên hoa đánh vào Bạch Tiểu Nhu mi tâm, đây đã là chết không hết tội sự tình rồi. Bạch Tiểu Nhu ngược khó chịu cảm giác không có tiêu tan, cái cảm giác này làm cho nàng mày liễu từ từ nhíu lại. Hoa trường sinh tiếp tục nói, trực tiếp đưa vị thiên tài này lên đường thôi. Lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm rồi, e sợ một hồi sẽ qua thiên vực không gian liền yếu một lần nữa mở ra rồi. Vương Vĩnh Ý, Tiết Bành Hải, Tiêu Hồng Thiên, Triệu Toàn Phong cùng Chu Thiên Trấn các loại thiên thần cảnh cường giả, thân ảnh của bọn họ súm lại ở diệp thần phong bốn phía. Về phần tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến bọn hắn hoàn toàn mất đi chiến đấu cách, căn bản không yêu cầu bọn hắn đi lo lắng. Diệp Thần Phong lông mày nhíu thật chặt, được nhiều ngày như vậy thần cảnh cường giả xuống lại. Hắn chẳng khác gì là nằm ở hẳn phải chết cảnh giới rồi, trong đầu hắn liên tục vang lên lão Bạch cùng lão Hắc tiếng thở dài, nếu như lão Bạch cùng lão Hắc chỉ cho mượn Diệp Thần Phong một phần có thể thừa nhận sức mạnh. Như vậy lấy này một phần lực lượng vẫn là không cách nào chiến thắng trước mặt những người này. Muốn chiến thắng trước mặt nhiều ngày như vậy thần cảnh cường giả Diệp Thần Phong nhất định muốn chịu đựng lão Bạch cùng lão Hắc rất nhiều sức mạnh, đến lúc đó trái tim của hắn sẽ trực tiếp nổ tung, tại cuồng bạo trạng thái biến mất sau đó khí thế của hắn lần thứ hai lùi tới Hóa Thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Tiểu Gia Hỏa, nơi này pháp tắc không gian hoàn toàn bị hạn chế trụ rồi, ta cùng lão Hắc có thể giúp ngươi mạnh mẽ mở ra pháp tắc không gian một hồi thời gian, nhưng chúng ta chỉ có thể bảo đảm ngươi nhưng dùng an toàn tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn, về phần những người khác chết sống chúng ta không cách nào bảo đảm, chính ngươi làm lựa chọn đi. lão bạch ngô phong dỗi rảnh thanh âm tại diệp thần phong trong đầu vang lên. diệp thần phong tín niệm trong lòng xưa nay không có thay đổi. yếu hắn bỏ xuống bằng hữu bên cạnh không quan tâm, hắn tuyệt đối không làm được. hắn ở trong lòng nói ra, lão bạch, lão hắc, các ngươi biết rõ sự lựa chọn của ta rồi, ta không thể vi phạm của ta bản tâm. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó Lão Bạch cùng Lão Hắc lần thứ hai thở dài một hơi, bọn hắn có phần không cam lòng đồng thời, hai người bọn họ trong lòng vẫn là tràn đầy vui mừng, bọn hắn cho tới nay vừa ý chính là Diệp Thần Phong loại này trọng tình trọng nghĩa phẩm chất. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, cũng được, cùng hắn chờ chết, không bằng liều mạng một lần đi. Ta cùng Lão Bạch sẽ đem rất nhiều sức mạnh tạm thời cho ngươi mượn, xem ngươi thân thể của mình cùng trái tim có thể hay không chịu đựng đi. Lão hắc dứt tiếng, Diệp Thần phong khí thế trên người nhanh chóng tăng vọt, trong cơ thể hắn thực lực đang không ngừng đi lên cấp tốc kéo lên. Xuống lại ở Diệp Thần phong vương vĩnh ý cùng Tiêu Hồng Thiên đám người, bọn hắn lông mày chăm chú vừa nhíu, trong đó Tiết Bành Hải nói, tiểu tử này quá mức quỷ dị, chúng ta không thể tại lãng phí thời gian rồi, một đòn mất mạng mới là bảo đảm nhất. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Diệp thần phong thật khí thế càng nhưng đã tiêu thăng đến địa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, lão bạch cùng lão hắc sức mạnh không ngừng tràn ngập tại bên trong thân thể của hắn, hắn ra trên người đã bắt đầu băng liệt, từng tia từng tia tiên huyết không ngừng tràn ra, trái tim của hắn có một loại cực hạn khó chịu cảm giác. Tại loại này khó chịu cảm giác sản sinh sau đó Diệp Thần Phong thực lực tăng vào tốc độ dừng lại. Tiêu Cát Phàm trước tiên đối Diệp Thần Phong triển khai đánh chính diện, Diệp Thần Phong thân ảnh đi phía trái trách chật vật tránh thoát khỏi rồi. Nhưng mà, khi hắn tránh thoát tiêu cát phàm đánh chính diện đồng thời, hắn chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau xót. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tại trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, Vương Vĩnh Ý không biết khi nào xuất hiện tại sau lưng của hắn. Thân là thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ Vương Vĩnh Ý, bàn tay hắn bên trong ngưng tụ một đạo mãnh liệt linh khí sóng trùng kích, đạo này sóng trùng kích trực tiếp từ phía sau lưng quán xuyên Diệp Thần Phong ngực, đem Diệp Thần Phong trái tim trực tiếp hủy diệt, thậm chí ngay cả để Diệp Thần Phong thi triển bất tử kim thân thời gian cũng không có. Bất tử kim thân tuy rằng có thể không ngừng khôi phục thương thế, chỉ cần có một hơi tại, thế nhưng nhất định muốn có một tia hô hấp, mà Diệp Thần Phong trái tim là bị trong nháy mắt phá hủy, có thể nói hô hấp của hắn ở tim phá hủy thời điểm tựu đình chỉ rồi, Căn bản không có bất kỳ một tia một hào cơ hội thi triển bất tử kim thân, chỉ có thể nói rõ thực lực của hai bên cách biệt quá xa, quá xa. Ngực hiện ra một cái to bằng nắm tay lỗ máu Diệp Thần Phong, hắn trong con ngươi sinh cơ không còn sót lại chút gì, hắn bên trái trái tim được phá hủy hóa thành hư vô rồi, thân thể của hắn chậm rãi hướng xuống đất thượng ngã xuống. Thân thể ngã vào cách đó không xa tiết huyền tình, Tiêu Vĩnh Chiến cùng Vân Ngọc Đường đám người bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt hoàn toàn bị dại ra ánh mắt của bọn họ theo diệp thần phong thân thể mà di động từ gặp phải diệp thần phong bắt đầu bọn hắn chỉ là từ trên người diệp thần phong nhìn thấy một lần lại một lần kỳ tích thật giống bất cứ chuyện gì diệp thần phong cũng có thể giải quyết dễ dàng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới diệp thần phong sẽ chết tại trước mặt bọn họ nhưng hôm nay làm hết thảy đều phát hiện ở trước mắt rồi bọn hắn không thể không tiếp thu sự thật này Tiết huyền tình cùng tiêu vĩnh chiến đám người toàn bộ viền mắt đỏ chót, bọn hắn biết tất cả những thứ này kết thúc, tất cả toàn bộ yếu kết thúc. Diệp thần phong thật tử vong sao? Triệu thắng hồng đối với Diệp thần phong chết đi, hắn là mặt không thay đổi. Mà bạch tiểu nhu hắn đang nhìn đến Diệp thần phong ngực được xuyên thủng, trái tim trực tiếp biến thành hư vô, khí tức trên người biến mất không còn một mống sau đó người ngực khó chịu cảm giác như nấm mọc sau mưa măng giống như căng vọt, thân thể của nàng cứng rắn. Bang, bang đứng thẳng, nước mắt không biết lúc nào từ viền mắt của nàng bên trong lưu chảy ra ngoài. Bạch Tiểu Nhu trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Người không biết mình vì sao lại khóc, là vì ai đang khóc. Bàn tay của nàng bưng trái tim vị trí, người không biết vị trí này, vì sao lại đau quá đau quá. Đau sắp làm cho nàng không cách nào hít thở. chương 2180, Nhân Họa Đắc Phúc ở đây lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ tập trung vào ngã xuống đất diệp thần phong trên người ai cũng không có phát hiện giờ khắc này lệ rơi đầy mặt bạch tiểu nhu bao quát đứng ở bạch tiểu nhu bên cạnh triệu thắng hồng ánh mắt của hắn cũng tạm thời như ngừng lại diệp thần phong trên người diệp thần phong trong lỗ mũi hô hấp không có về phần tim đập trái tim đều triệt để kích hủy lại nói chuyện thế nào tim đập đâu này Hoa trường sinh đang nhìn đến Diệp thần phong tử vong sau đó hắn lần thứ hai ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, trong miệng hắn tự nhủ, đáng giá, đáng giá, có như thế một cái thiên tài tuyệt thế đến cho ta chôn cùng, ta hoa trường sinh chết đáng giá. Cười, cười, hoa trường sinh trên mặt biểu lộ càng ngày càng dữ tợn rồi, nụ cười trên mặt hắn bắt đầu biến mất rồi, thay vào đó là phẫn nộ, vô cùng vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn quát khàn cả giọng, tại sao? Lẽ nào ta Hoa Trường Sinh thật sự yếu như vậy chết sao? Ta còn muốn trèo lên đỉnh Thiên Huyền giới đây, ta còn muốn trở thành Thiên Huyền giới cường giả tuyệt thế đây. Hoa Trường Sinh hoàn toàn nằm ở một loại điên cuồng trạng thái. Tại Diệp Thần Phong sau khi chết, Vương Vĩnh Ý đám người mục đích cũng coi như là đã đạt thành, bọn hắn nhìn thấy điên cuồng Hoa Trường Sinh, bên trong lòng không khỏi lắc lắc đầu. Tiết Bành Hải, Tiết Hương Sa, Chu Thiên Trấn cùng Chu Nam Lợi này tiết ra cùng người của Chu gia, ánh mắt của bọn họ chuyển đến tiết huyền tình trên người. Bọn hắn nhìn xem khóe miệng liên tục tràn ra tiên huyết, hốc mắt trong tràn ngập nước mắt tiết huyền tình, bọn hắn khóe miệng nổi lên nụ cười thỏa mãn. Tiết hưng xa nhìn mình nữ nhi này, hắn lạnh lùng nói tiết huyền tình, đừng nói ta cái này làm cha không lo lắng cho ngươi, ta biết ngươi khẳng định yêu thích tiểu tử kia chứ. Như vậy liền để cho ta tới thành toàn ngươi, cho người cùng hắn tại trên đường Hoàng Tuyền làm cái bạn, ta cái này làm cha cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chu Thiên Trấn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn xem tiết huyền tình cái này ngoại tôn nữ, hắn đạm mạc nói ta chu ra chỗ bẩn tổng xem là khá xóa đi. Tiết huyền tình hoàn toàn không có tại nghe tiết hưng xa đám người lời nói. Người chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn cách đó không xa không nhúc nhích diệp thần phong. Tiêu Hồng Thiên, Tiêu Cát Phàm cùng Liễu Ngữ cầm ba người này, ánh mắt của bọn họ nhưng là nhìn hướng Tiêu Vĩnh Chiến. Nhìn xem không hề sức chiến đấu Tiêu Vĩnh Chiến, gia chủ Tiêu Hồng Thiên lạnh lùng nói Tiêu Vĩnh Chiến. Cho tới bây giờ ngươi có từng hối hận, nếu không phải trước ngươi khư khư cố chấp, ngươi cũng không hội luân lạc đến nước này rồi. Tiêu Cát Phàm ôm Liễu Ngữ cầm thon thả, hắn đi tới Tiêu Vĩnh Chiến trước mặt, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Tiêu Vĩnh Chiến. Hắn cười nói, tiêu vĩnh chiến, ngươi chính là một cái người thất bại, nữ nhân của ngươi là vợ của ta rồi, con trai của ngươi vốn là con trai của ta, ngươi nói ngươi sống phải hay không làm thất bại. Tiêu Vĩnh Chiến hai tay nắm thật chặt mặt đất, mười ngón tay của hắn vi vi lâm vào trong lòng đất. Gân xanh từ trên mờ u bàn tay của hắn nổi hẳn lên, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt tiêu cát phàm cùng liễu ngữ cầm. Liễu ngữ cầm nói, cho hắn thoải mái một chút đi ta cùng hắn đã từng dù sao phu thê một hồi. Tiêu Vĩnh Chiến tự diễu bắt đầu cười lớn, sống có gì vui, chết cũng hà buồn bã, ta Tiêu Vĩnh Chiến chưa bao giờ hối hận lựa chọn của mình, có thể cùng Diệp huynh đệ như vậy trọng tình trọng nghĩa người cùng chết, ta còn có cái gì không thỏa mãn. Dù sao cũng hơn kéo dài hơi tàn sống sót tới có tôn nghiêm. Mà ở Tiết Hưng xa cùng Tiêu Cát Phàm đám người sẽ đối Tiết Huyền Tình cùng Tiêu Vĩnh Chiến bọn hắn động thủ thời điểm. Cách đó không xa, nằm trên mặt đất thượng không nhúc nhích diệp thần phong hắn cảm giác ý thức của mình đi tới đen kịt một màu bên trong chu vi không có bất kỳ một tia ánh sáng hắn này bồi ý thức lơ lơ lửng lửng hắn tự nói trái tim của ta cũng đã được kích hủy chứ ta phải hay không chết rồi nơi này là địa phương nào diệp thần phong ở trong bóng tối chung quanh lục lọi hắn này bồi ý thức trở nên càng ngày càng rõ ràng hắn tuyệt đối không thể chết chỉ ít hiện tại còn chưa thể chết hắn tự nói mặc kệ ta bây giờ là người chả là linh hồn chỉ cần ta trả tồn tại ở trên thế giới này là được rồi ta còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành ta làm sao có thể cứ như vậy từ trên thế giới này biến mất ta không thể ta tuyệt đối không thể diệp thần phong người thân đều tại hỗn độn nhẫn bên trong đây nếu như hắn chết như vậy hắn những người thân này phải làm sao hắn còn muốn cho bên người những người thân này đến sống mãi đây còn có này cùng nhau đi tới lão Bạch cùng lão Hắc một lần lại một lần giúp hắn vượt qua cửa ải khó, hắn cũng thanh lão Bạch cùng lão Hắc làm làm sư phụ đối xử, hắn vẫn không có giúp lão Bạch cùng lão Hắc ngưng tụ nhục thân, hắn vẫn không có giúp lão Bạch cùng lão Hắc báo thù, hắn tại sao có thể liền chết như vậy? Diệp Thần Phong cầu sinh ý thức càng ngày càng nồng đậm. Khi hắn cầu sinh ý thức đến cao nhất, đến không gì không xuyên thủng mức độ lúc, một vệt ánh sáng trói mắt khiến hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại ở trước mặt của hắn xuất hiện một vệt bảy màu trùm sáng này bôi bảy màu trùm sáng liền trôi nổi ở trước mặt hắn từ bảy màu trùm sáng bên trong dĩ nhiên truyền ra một thanh âm người không có tâm tạng có thể sống sao diệp thần phong được âm thanh này làm cho mơ mơ màng màng hắn trả lời theo bản năng nói người khác không có tâm tạng không thể sống ta diệp thần phong cho dù không có không bẩn cũng phải sống sót. Bảy màu trùm sáng run rẩy một cái, âm thanh tiếp tục truyền ra, về sau ta sẽ là của ngươi trái tim, ngươi là người thứ nhất nắm giữ ta lấy tư cách trái tim nhân loại, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng đi. Tại ta trở thành trái tim của ngươi sau đó ý thức của ta liền sẽ hoàn toàn biến mất rồi. Nghe đến đó thời gian, Diệp Thần Phong bắt đầu rõ ràng này bảy màu trùng sáng là cái gì đây chính là bầu trời trái tim tinh không chi thạch trước đó tại luyện dược sư trong trận đấu tinh luyện tinh không thảo dược dịch thời điểm không ít tinh luyện ra nước thuốc được tinh không chi thạch cho hấp thu vào lúc đó diệp thần phong trái tim cùng tinh không chi thạch trong lúc đó liền tạo thành một loại liên hệ bây giờ trái tim được kích hủy diệp thần phong suy đoán hắn này bôi ý thức vị trí chính là tinh không chi thạch nội bộ không gian trước đó lão bạch cùng lão hắc cũng từng nói lấy tư cách trong truyền thuyết bầu trời trái tim tinh không chi thạch có thể thay thế người tu luyện trái tim nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có ai thành công nhưng bây giờ tinh không chi thạch ý thức chủ động cùng diệp thần phong câu thông điều này nói rõ nó hoàn toàn tiếp nhận rồi diệp thần phong diệp thần phong tự nhiên là muốn phải tiếp tục sống tiếp rồi hắn đưa tay phải ra bàn tay bàn tay của hắn thăm dò vào bảy màu trùm sáng bên trong nhất cổ rực rỡ tân sinh cảm giác nhất thời để ý thức của hắn sảng khoái không ngớt. Thân ở Diệp Thần Phong bên trong đan điền Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên. Hai người bọn họ trong chớp mắt cảm thấy Diệp Thần Phong trong cơ thể không đúng lắm, hai người bọn họ năng lực nhận biết là cường hãn vô cùng, khi bọn họ cảm giác được này không đúng, đến từ chính Diệp Thần Phong bên phải ngực tinh không chi sau đá, bọn hắn nỗi lòng ngưng lại, tại tỉ mỉ dò xét một lát sau, một loại mừng rỡ từ bọn hắn trong đáy lòng bạo phát ra. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, chúng ta nên đều không có cảm giác sai chứ. Tinh không chi thạch đang giúp tên tiểu tử này khôi phục sinh cơ. Bây giờ tên tiểu tử này trái tim được kích hủy, như vậy chỉ có tinh không chi thạch trở thành trái tim của hắn, hắn mới có thể tiếp tục sống tiếp rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên gật đầu nói, tiểu tử này hoàn toàn là nhân họa đắc phúc, dựa theo bây giờ chúng ta cảm giác được, tinh không chi thạch chủ động tại thay thế trái tim của hắn rồi. Đây chính là giữa bầu trời trái tim AH, chỉ cần tinh không chi thạch thay thế trái tim của hắn, như vậy hắn là có thể chịu đựng chúng ta càng nhiều hơn sức mạnh, đến lúc đó liền không tồn tại trái tim được căng nứt sầu lo. Lão Bạch cùng Lão Hắc cảm nhận được tinh không chi thạch yếu ớt biến hóa, những người còn lại căn bản không cảm giác được Diệp Thần Phong bất kỳ biến hóa nào, tại còn lại trong mắt người, Diệp Thần Phong đã tắt thở hắn đã là chết rồi. Mà đứng tại triệu thắng hồng bên cạnh Bạch Tiểu Nhu, nước mắt của nàng càng chảy càng nhiều rồi, trái tim của nàng càng ngày càng đau đớn, người bàn tay trắng nõn nhanh nắm lại, thân thể khẽ run, ngực bên trong có nhất cổ cực hạn lửa giận thật giống yếu bộc phát ra, người mũi cùng trong miệng khí tức bắt đầu trở nên trở nên rồn rập. Bạch Tiểu Nhu đột nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất, người hai tay chống địa, sợi tóc đen nhánh lay động đã đến vỏ má của nàng bên trên, đem gò má của nàng cho che cản lên. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 109